Nô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 577. Lại có người đáp, không tệ, luân hồi cửu thế tất cả chết, cũng không thấy thiên tổ nói cái gì, đệ thập thế đã giết thì đã giết. Từng đợt kịch liệt nghị luận ầm ĩ, từ giữa sân nổ lên, cổ hoàng điện tất cả trưởng lão, các hộ pháp, lại có không ít người muốn trực tiếp giết chết Diệp Thần, giết người đoạt bảo. Đây là cổ hoàng điện địa bàn, bọn hắn chiếm hết ưu thế, hơn nữa bọn hắn cũng có thể nhìn ra, Diệp Thần chịu tơ tình vây khốn, trạng thái cũng không tốt, bọn hắn cưỡng ép liên thủ trấn áp mà nói, chưa hẳn không có cơ hội thủ thắng. Hoàng Thanh Thiên cực kỳ chấn động, quát lên, đủ. Các ngươi nói hưu nói vượn thứ gì? Hắn tức giận đến toàn thân phát run, vô cùng phẫn nộ, liếc nhìn đám người, luân hồi chi chủ cỡ nào anh vĩ, cũng là các ngươi có thể khiêu khích. Các ngươi hỏi một chút chính mình, so với hồn thiên đế cùng xấu thần như thế nào? Lời nói này nói ra, vừa mới còn vô cùng kịch liệt đám người, âm thanh lập tức yên lặng lại. Đích xác, suy nghĩ kỹ một chút, liền hồn thiên đế cùng xấu thần, cố gắng lâu như vậy, đều không cách nào giết chết Diệp Thần, chớ nói chi là bọn họ. Nhưng, nghĩ đến Diệp Thần bị tơ tình vây khốn, trạng thái không tốt, một ít trưởng lão cấp bậc cường giả, lại nhịn không được dục dịch. Luân hồi chi chủ tơ tình quấn thân, chính là đánh giết hắn cơ hội thật tốt, bỏ lỡ liền không có. Điện chủ, người không dám động thủ, chúng ta tới đó a. Cuối cùng, cổ hoàng điện đại trưởng lão đứng dậy, khí phách hung hãn nói. Hoàng Chấn Đồ, người dám. Hoàng Thanh Thiên lớn tiếng quát lớn, nhưng đại trưởng lão Hoàng Chấn Đồ trong đôi mắt, cũng đã không có mảy may kính sợ có ý tôn trọng, chỉ có đánh giết Diệp Thần ý niệm. Đại trưởng lão nói rất đúng. Đánh giết luân hồi chi chủ, cơ hội ngàn năm một thuở. Ta cổ hoàng điện chiếm hết thiên thời địa lợi, không có giết không chết đạo lý của hắn. Tất cả trưởng lão hộ pháp lại lần nữa sôi trào lên, nhao nhao phụ họa đại trưởng lão, lại xem Hoàng Thanh Thiên như không. Hoàng Thanh Thiên thấy mọi người gần như bức thoái vị, không khỏi toàn thân run rẩy, phẫn nộ e rằng lời tương đối. Động thủ. Đại trưởng lão Hoàng Chấn Đồ chỉ sợ Diệp Thần chạy, trước tiên động thủ, chu môi huýt sáo một tiếng, lập tức cổ hoàng điện bốn phía phù không đảo bên trong, vạn hoàng khởi múa, ngàn con vạn con phượng hoàng thét dài hót vang, phốc động lên cánh, khuấy động phong vân, mang theo cuồn cuộn hào quang cùng uy nghiêm, hướng về Diệp Thần tập sát mà đi. Cổ hoàng điện rất nhiều trưởng lão các hộ pháp, cũng là đỏ hồng mắt bạo xông lại. Bọn hắn đều nghĩ đánh giết Diệp Thần, cướp đoạt đủ loại luân hồi bảo bối, thậm chí là Diệp Thần luân hồi huyết mạch. Diệp Thần sầm mặt lại, không nghĩ tới cổ hoàng điện chư trưởng lão hộ pháp, dám hướng hắn động thủ, thực sự là gan to bằng trời. Hắn tuy bị tơ tình quấn thân, nhưng trừ phi đỉnh cấp thiên đế buông xuống, bằng không bình thường tu sĩ muốn tổn thương người, đó cũng là tuyệt đối không thể nào sự tình. Thần Chu Thiên Kiếm, Thiên Đường Sử Thi, Cửu Thiên cân nhắc quyết định, rơi. Diệp Thần mắt thấy Thiên Bách Đầu Phượng Hoàng cùng vô số cường giả tập sát mà đến, không chút nào hoảng, lui ra phía sau một bước, một tiếng quát mắng, liền tế ra Thần Chu Thiên Kiếm, thi triển vừa mới lĩnh ngộ Thiên Đường Thánh Đạo Bí Pháp. Cái này Thiên Đường Thánh Đạo Bí Pháp, từ Thủy Long Vương trong Long Châu lưu truyền tới, vừa mới Diệp Thần quan sát tổ Phật tự truyền thừa quyển trục thời điểm, đã phải ngộ bản nguyên, lần này thi triển đi ra. Lập tức thân thể của hắn, liền bộc phát ra cuồn cuộn sáng chói thần thánh quang huy. Ong ong ong, Thần Chu Thiên Kiếm cũng là tỏa hào quang mạnh, thân kiếm hóa thành ngàn trượng cực lớn, mang theo cuồn cuộn thánh quang, từ thiên chém giết xuống, mỗi một đạo thánh quang, đều mang Thiên Đường Sử Thi hoa lệ khí thế, trên thân kiếm lại có cân nhắc quyết định cửu thiên phong mang, quả thực là muốn chém giết hết thảy. Lệ, một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy Diệp Thần một kiếm rơi xuống, cái kia Thiên Bách Đầu Phượng Hoàng chịu đến kiếm quang xung kích, trong nháy mắt hôi phi yên diệt, rực rỡ hoa lệ thân thể hóa thành bụi trần, theo gió phiêu tán. Trước hết nhất xông lên đại trưởng lão Hoàng Chấn Đồ, cũng là chịu đến vô tận thần thánh kiếm quang chém giết, chỉ dọa đến hắn gương mặt trắng bệch, kinh hoàng lui lại tránh né, nhưng vẫn là chậm nửa bước, liền bị một đạo thần thánh kiếm quang chặt đứt cánh tay, máu tươi phun tung tóe. A! À, Hoàng Chấn Đồ kịch liệt đau nhức toàn tâm, nhịn không được gào lên thê thảm, gắt gao trừng to mắt. Nhìn chằm chằm Diệp Thần, lộ ra biểu tình không thể tin, tiểu tử, ngươi. Ngươi không phải là bị tơ tình quấn thân sao? Làm sao có thể còn hung mãnh như vậy? Hoàng Chấn Đồ sau lưng, rất nhiều cổ hoàng điện cường giả, bị Diệp Thần Thần Chu Thiên Kiếm tóe ra kiếm quang càn quét mà qua, liền giống như cắt cỏ, chỉ ít có một nửa người máu tươi phun ra, giống như cỏ khô héo ngã xuống. Nhìn thấy thảm liệt như vậy bộ dáng,
còn lại các cường giả, đều chấn động, vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Thần bị ảnh hưởng thực lực đại đại suy yếu tình huống phía dưới thế mà lại hung mãnh đến nước này, chỉ là một kiếm, liền chém giết một nửa người. Mãnh liệt, huy hoàng, rực rỡ, chói mắt thần thánh quang huy, cũng là từ trên thân Diệp Thần không ngừng nở rộ mà ra, thậm chí ở phía sau hắn, ẩn ẩn tạo thành một vệt sáng vĩ đại đồ đằng, đó lại là trong truyền thuyết, 72 trụ thần một trong, Thủy Long Vương Lý Thanh Trần đồ đằng. Diệp Thần cũng cảm giác được sau lưng đồ đằng, Thủy Long Vương Lý Thanh Trần hiện lên hình người Thái, tướng mạo nho nhã, như một người thư sinh, hai con người mấp máy, bên hông bội kiếm, toàn thân tràn ngập hạo nhiên khí, lại có vĩ đại nguy nga mạnh mẽ sinh cơ thần mang tràn ngập, cỗ này sinh cơ thần mang tràn ngập ra, chiếu rọi tại toàn trường trên người người chết. Vừa mới bị Diệp Thần chém giết đại lượng cường giả, bây giờ lại chậm rãi sống lại. A, à, nhìn thấy người chết phục sinh, Diệp Thần trong lòng cũng là một hồi kinh ngạc, hắn cũng không có phục sinh người chết ý niệm, đây tựa hồ là Thủy Long Vương tự thân ý chí. Thủy Long Vương Lý Thanh Trần, hắn nói, là sinh sinh đạo, đại biểu cho sinh mệnh, phồn vinh, hưng thịnh, cùng hồn thiên đế sở thuộc tử chi đạo tương đối. Thủy Long Vương tựa hồ cũng không muốn giết người, hắn tồn tại, chính là muốn vì thế gian mang đến sinh cơ cùng hy vọng, hắn quang, là thiên đường ánh dạng đông, là cuối cùng quang minh. Diệp Thần nhìn thấy phục sinh các người chết, trong lòng đối với thiên đường thánh đạo cảm ngộ, lại thâm nhập một tầng, trong mơ hồ, tu vi rốt cuộc lại có đột phá dấu hiệu. Bất quá, hắn sợ lại đột phá mà nói, khí tức sẽ lưu động kịch liệt, kéo theo tơ tình, cho nên đem triệu chứng đột phá áp chế xuống. Mà Hoàng chấn đổ rất nhiều các cường giả, cũng không biết là Thủy Long Vương ý chí, còn tưởng rằng Diệp Thần thủ hạ lưu tình, sau khi giết người lại sống lại người. Chỉ một thoáng, chúng cường giả ngây người tại chỗ, không nói gì với nhau, đều bị Diệp Thần lòng giả khuất phục. Các ngươi đã làm chút gì? Thực sự là không sợ chết à? Các ngươi còn mạo phạm luân hồi chi chủ. Hoàng Thanh Thiên tức giận đến toàn thân phát run, vọt lên, liền rút kiếm ra tới, muốn huy kiếm bổ về phía Hoàng Chấn Đồ. Hoàng Chấn Đồ vội vàng quỳ xuống, nói, điện chủ, ta sai rồi. Rất nhiều cường giả cũng là đồng loạt quỳ xuống, kinh sợ. Hoàng Thanh Thiên nghiến răng nghiến lợi, làm một cái hít sâu, nói, nếu không phải luân hồi chi chủ thủ hạ lưu tình, các ngươi cũng đã chết. Dừng một chút, hắn cung kính hướng Diệp Thần khom người nói, luân hồi chi chủ, mời ngươi lưu lại đi. Lăng Tiêu Thiên Tôn muốn truy nã ngươi, mọi loại nhân quả, ta cổ hoàng điện cùng ngươi cùng một chỗ tiếp nhận. Vừa mới Diệp Thần kinh thiên thủ đoạn, bây giờ còn đứng sững ở trong sân thần Chu Thiên Kiếm, vô tận thần thánh quang huy, mang cho Hoàng Thanh Thiên vô tận rung động. Hắn thậm chí cũng muốn làm chàng quỳ xuống biểu thị thần phục. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không có gì dễ nói, coi như Lăng Tiêu Thiên Tôn muốn truy nã Diệp Thần, hắn cũng thể chết cũng đi theo. Diệp Thần lại thở dài một tiếng, yên lặng thu hồi thần Chu Thiên Kiếm, trên thân tất cả ánh sáng huy khí tược, toàn bộ thu liếm, nói, Thanh Thiên Điện Chủ, thôi, ta không muốn liên lụy các ngươi, hơn nữa, ta còn có chuyện quan trọng tại người, trước hết cáo từ, người chiếu cố tốt tổ Phật tự chư vị sư phó liền tốt. Nói đi, Diệp Thần liền quay người rời đi. Luân hồi chi chủ. Hoàng Thanh Thiên muốn giữ lại, nhưng Diệp Thần cũng không có cho hắn giữ lại cơ hội, nhanh chóng rời đi. Diệp Bất Thu khom người hướng Hoàng Thanh Thiên từ biệt, cấp tốc đuổi theo Diệp Thần mà đi. Trần Dạ đại nhân, ngươi thật đúng là lợi hại a. Tổ Phật tự thiên đường thánh đạo, người phía trước chỉ liếc mắt nhìn, liền lập tức lĩnh ngộ viên mãn. Cái này ngộ tính thật là đáng sợ. Diệp Bất Thu hồi tưởng lại vừa mới Diệp Thần đại hiển thần uy bộ dáng, không khỏi từng trận tán thưởng, hắn còn tưởng rằng Diệp Thần là đốn ngộ. Diệp Thần cười cười, kỳ thực cái này thiên đường thánh đạo, hắn trước đó có học qua, bây giờ chẳng qua là càng sâu một bước thôi. Tốt, không nói những thứ này, đi Tinh Tuyết Điện xem một chút đi. Diệp Thần không có giảng giải quá nhiều, tổ Phật tự nhân quả tạm thời chấm dứt, hiện tại hắn chỉ muốn đi Tinh Tuyết Điện bái phỏng, nhìn một chút vị kia Như Tâm Thánh Nữ. Hắn cũng rất muốn biết, vị này Như Tâm Thánh Nữ, đến cùng phải hay không như Tường Vi. Ân. Diệp Bất Thu gật gật đầu, lập tức hai người liền cấp tốc hướng về Tinh Tuyết Điện phương hướng bay đi. Giống. Phi hành trên đường, hai người chợt nghe được một hồi cực lớn tiếng giống, từ phía dưới Ngọc Hoàng Kính phía dưới truyền ra, chấn động đến mức giữa thiên địa một mảnh rung chuyển. Cái này tiếng giống, không phải dã thú ma vật gầm rú, lại giống như là người gầm rú, tràn ngập phẫn nộ, oán hận. Không cam lòng, đau đớn các loại cảm xúc. Thanh âm gì? Diệp Thần lông mày nhíu một cái,
lập tức dừng lại, ánh mắt nhìn về phía dưới Ngọc Hoàng Kính. Ngọc Hoàng Kính phía dưới, vô tận trong vực sâu, tựa hồ có cái gì nhân vật khủng bố đang gầm thét. Diệp Bất Thu trong mắt cũng là lộ ra một vòng vẻ kiêng dè, nói, là vị kia. Diệp Thần Kỳ hỏi, vị kia. Diệp Bất Thu có chút sợ hãi nói, hắn gọi Dạ Minh Phong, là đã từng Hắc Ám huynh đệ hội thiên tài. Dạ Minh Phong, Hắc Ám huynh đệ hội thiên tài. Diệp Thần ánh mắt co rụt lại, nhìn về phía dưới Ngọc Hoàng Kính, xuyên thấu qua tấm gương, hắn tựa hồ thật sự nhìn thấy có một vị bất khuất thiên tài, đang tức giận gầm to. Diệp Bất Thu nói, đúng vậy, trước kia Hắc Ám huynh đệ hội, đem người công phạt ta luân hồi địa ngục, ta luân hồi địa ngục mặc dù không địch lại, nhưng cũng giết chết bọn hắn không thiếu cường giả, còn bắt một chút tù binh. Vị kia Dạ Minh Phong, chính là trong đó cường hãn nhất tù binh, chính là Hắc Ám nữ thần thân truyền đồ đệ, truyền thuyết đã lấy được Hắc Ám nữ thần chân truyền. Luân hồi địa ngục sụp đổ sau, đại bộ phận tù binh đều đã chết, chỉ có hắn ương ngạnh sống sót, nhưng hắn cũng theo địa ngục cùng nhau sụp đổ. Hắc Ám huynh đệ hội bên trong người, cũng không có ý muốn cứu hắn. Thiên tổ bố trí xuống Ngọc Hoàng Kính, không chỉ là vì phòng ngừa chúng ta rơi xuống, cũng là muốn ngăn cản dưới vực sâu ma vật chạy đến, làm hại thế gian. Vị kia Dạ Minh Phong, liền bị Ngọc Hoàng Kính phong tỏa ngăn cản, một mực tại dưới vực sâu trầm luân, cho tới hôm nay đều không thể đi ra. Diệp Thần hiểu được, gật đầu nói, thì ra là thế. Diệp Bất Thu nói, Trần Dạ đại nhân, chúng ta đằng sau nếu như đi vực sâu tầm bảo mà nói, chỉ cần cẩn thận cái này Dạ Minh Phong mới được. Hảo, ta đã biết, Diệp Thần âm thầm lưu tâm, liền tiếp theo hướng về Tinh Tuyết Điện chạy tới. Tinh Tuyết Điện sơn môn, quanh năm tuyết bay, tuyết trắng mênh mang, lẫm gió hạo đáng, một mảnh bao phủ trong làn áo bạc kỳ cảnh. Khi Diệp Thần cùng Diệp Bất Thu, đi tới Tinh Tuyết Điện địa giới, liền thấy Tinh Tuyết Điện điện chủ Phong Nguyệt Hoa, mang theo mười mấy cái cô gái xinh đẹp đang đợi. Phong Nguyệt Hoa nhìn thấy Diệp Thần đến, trong mắt lập tức lộ ra một vòng vẻ kiêng dè, nhưng vẫn là mười phần khách khí khom mình hành lễ nói, thiếp thân Phong Nguyệt Hoa, gặp qua luân hồi chi chủ. Lại hướng Diệp Bất Thu hành lễ, gặp qua quỷ sai đại nhân. Diệp Bất Thu gật gật đầu, nói, Phong Điện Chủ không cần đa lễ, tại hạ cùng với luân hồi chi chủ lần này đến đây, là muốn gặp Như Tâm Thánh Nữ một mặt, nếu Tâm Thánh Nữ đâu. Hắn nhìn quanh toàn trường nữ tử, nhưng không thấy Như Tâm. Phong Nguyệt Hoa có chút khó khăn nói, luân hồi chi chủ, quỷ sai đại nhân, nhà ta Như Tâm chuẩn bị gả đi Lăng Tiêu Thiên Cung, lập tức liền lễ đính hôn, bây giờ cũng không thuận tiện gặp cái khác nam tử. Diệp Thần cau mày nói, không tiện gặp người sao? Phong Nguyệt Hoa nói, đúng, đúng vậy, dù sao nàng là chờ gả khuê nữ, gặp lại cái khác nam tử, sợ là không hợp quy củ a, thiếp thân sợ Lăng Tiêu Thiên Cung bên kia hiểu lầm. Diệp Thần nói, ngươi là sợ ta là tội phạm truy nã, sẽ liên lụy các ngươi a. Câu nói này nói ra, Phong Nguyệt Hoa nghe xong, lập tức sợ hãi vô cùng, nói, không phải, không phải, luân hồi chi chủ, thật là. Diệp Thần nói, Phong Điện Chủ, ngươi vẫn là gọi nàng ra đi, ta chỉ cùng với nàng trò chuyện trong một giây lát, ngay lập tức rời đi, tuyệt không quấy rầy các ngươi. Phong Nguyệt Hoa rất là khó xử, lúc này, lại nghe tinh bên trong tuyết điện, truyền ra một hồi yếu ớt dễ nghe thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Sư phụ, luân hồi chi chủ bái phỏng, vậy ta liền cùng hắn tâm sự a, lấy luân hồi chi chủ nhân phẩm, lường trước cũng sẽ không làm ra tổn thương gì cử động của ta. Theo thanh âm kia truyền ra, một đạo tuyết trắng bồng bềnh, uyển chuyển thân ảnh yêu kiều, cũng là từ tinh bên trong tuyết điện đi ra, chính là Như Tâm Thánh Nữ. Diệp Thần đánh giá Như Tâm Thánh Nữ, chỉ thấy Như Tâm Thánh Nữ đẹp đến mức lạ thường, da thịt trắng nõn trắng hơn tuyết, diễm lệ tuyệt mỹ đến phảng phất không phải chân nhân, là trong họa người, nhìn có chút hư ảo, hoàn toàn không có chân thực cảm giác. Nếu Tâm, Phong Nguyệt Hoa nhìn thấy Như Tâm Thánh Nữ đi ra, lập tức liền cau mày, có chút bất an thấp thỏm bộ dáng, rõ ràng sợ Lăng Tiêu Thiên Cung sẽ hiểu lầm. Nếu Tâm Thánh Nữ ngược lại là một mặt đạm nhiên, chậm rãi hướng Diệp Thần đến gần, từng bước thơm ngát, làm cho Tinh Tuyết Điện thế giới phong tuyết phảng phất đều hòa tan. Diệp Bất Thu nhìn xem Như Tâm, lại nhìn phía Diệp Thần, nhẹ nhàng lắc đầu. Rõ ràng, nếu Tâm Thánh Nữ tuy đẹp, nhưng toàn thân cao thấp, không có một chút chỗ, cùng Như Tường Vi tương tự, hoàn toàn chính là hai người. Cho dù cẩn thận bắt giữ thiên cơ nhân quả, nhưng cũng bắt giữ không đến nửa điểm tương quan vết tích. Theo lý thuyết, nếu Tâm Thánh Nữ cùng Như Tường Vi, căn bản là không có chút nào liên quan, một điểm nhân quả liên lụy cũng không có. Luân hồi chi chủ, nghĩ trò chuyện những gì?
Nếu tâm thánh nữ đi đến Diệp Thần trước mặt, nở nụ cười xinh đẹp, lại có chút tò mò hỏi. Nàng cũng rất muốn biết, Diệp Thần đến tìm nàng làm gì. Nàng đã cùng Lăng Tiêu Thiên cung thánh tử Lăng Tinh Cách đính hôn, chẳng lẽ Diệp Thần còn dám cướp hôn hay sao? Diệp Thần bất động thanh sắc, yên lặng đánh giá Như Tâm thánh nữ, cười nói, nếu tâm cô nương, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Thần đưa tay ký kết ấn quyết, thiên đường thánh đạo thi triển, ngay tại sau lưng hiển hóa ra một tòa thiên đường cung điện, to lớn hùng vĩ. Hiện tại hắn thiên đường thánh đạo tu vi tạo nghệ, đã đến ngưng hư là thật tình cảnh. Lập tức, Diệp Thần liền làm một cái mời thủ thế, mời Như Tâm thánh nữ tiến vào cung điện. Nếu Tâm gật gật đầu, liền cùng Diệp Thần cùng một chỗ, bước vào trong cung điện kia. Phịch một tiếng, cung điện đại môn đóng lại, thiên cơ cũng triệt để phong tỏa, ai cũng không biết, Diệp Thần cùng Như Tâm thánh nữ, sẽ ở bên trong phát sinh cái gì. Phong Nguyệt Hoa vô cùng lo lắng, chỉ sợ hội xuất ngoài ý muốn gì, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể chờ đợi. Diệp Bất Thu cũng là khoanh tay, yên lặng canh giữ ở vừa chờ lấy. Trong cung điện, nếu Tâm thánh nữ theo Diệp Thần bước vào đại điện sau, gặp hai người cô nam quả nữ chung sống một phòng, nàng không mất lễ phép mỉm cười, kéo lên chính mình tay phải ống tay áo, nói. Luân hồi chi chủ, ta chỗ này có một khỏa thủ cung xa, người cũng không nên làm ẩu. Chỉ thấy nàng trắng muốt trên cổ tay như xương, quả nhiên điểm xuyết lấy một điểm thủ cung xa, đại biểu cho nàng vẫn là thuần ấn chi thể. Nàng bày ra thủ cung xa, là sợ Diệp Thần làm ra cái gì khinh bạc cử động. Diệp Thần cười nói, tại Như Tâm cô nương trong lòng, ta là một cái đang đổ lãng tử sao. Nếu Tâm cười cười nói, tiểu nữ tử cẩn thận một điểm, tóm lại cũng không có sai a. Dù sao luân hồi chi chủ thần uy ngập trời, cũng không phải tiểu nữ tử có thể đối kháng. Diệp Thần ánh mắt trở nên sắc bén, nhìn từ trên xuống dưới Như Tâm, nhìn Như Tâm bộ dáng, tựa hồ thật đúng là một cái không ra khỏi cửa. Nhị môn không bước trong khuê phòng thiếu nữ, liền đợi đến gả đi Lăng Tiêu Thiên Cung. Từ như cơ thể và đầu óc bên trên, Diệp Thần đích xác không có bắt được nửa điểm cùng Như Tường Vi tương quan nhân quả. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhưng chẳng biết tại sao, Diệp Thần chính là cảm giác, nếu Tâm cùng Như Tường Vi có liên quan. Hơn nữa, quỷ dị chính là, trong mơ hồ, Diệp Thần tựa hồ từ như cơ thể và đầu óc bên trên. Ngửi được vẻ cổ quái hương vị. Đó là một cỗ làm cho người ác tâm buồn nôn, như cương thi một dạng thi xú vị. Một cái khuôn mặt như vẽ, nũng nịu đại mỹ nhân, thế mà lại có cương thi một dạng hương vị, thật sự là vô cùng cổ quái. Diệp Thần tuyệt đối không tin là ảo giác, hắn đối với giác quan của mình nhạy cảm, có lòng tin tuyệt đối, đó chính là mùi xác thối. Nếu Tâm cô nương, không biết người có từng nghe qua một người. Diệp Thần hỏi dò. Ai? Nếu Tâm cũng là phi thường tò mò hỏi. Diệp Thần nhẹ nhàng phun ra ba chữ, nếu Tường Vi. Đồng thời quan sát Như Tâm biểu lộ biến hóa. Nếu Tâm nhẹ nhàng cau mày, nói, nếu Tường Vi. Tiểu nữ tử cũng không có nghe qua người này, không biết người này là ai, luân hồi chi chủ lại vì sao muốn nghe ngóng nàng. Nếu Tường Vi là ngày xưa luân hồi địa ngục một trong tứ đại quỷ sai đô thống, nhưng những thứ này nhân quả quá xa xưa thần bí. Lục đại môn phái người đều không phải là rất rõ ràng, chỉ biết là có quỷ sai tồn tại, tất cả quỷ sai, bọn hắn cũng chỉ nhận biết Diệp Bất Thu một người, vẫn là Diệp Bất Thu chính mình chủ động nhập thế. Diệp Thần gặp Như Tâm biểu lộ chân thành tha thiết, cũng không nửa điểm giả mạo tư thái, tựa hồ thật sự chưa từng nghe qua Như Tường Vi, trong lòng của hắn cũng âm thầm kinh ngạc. Nếu Tâm cô nương, người thật không có nghe qua Như Tường Vi. Diệp Thần lần nữa hỏi. Nếu Tâm vẫn là thành khẩn hồi đáp. Coi là thật không có, ta lấy đạo tâm phát thệ. Diệp Thần nhíu mày lẩm bẩm nói, đây thật là kỳ. Hắn tin tưởng mình trực giác, nếu Tâm cùng Như Tường Vi ở giữa, nhất định tồn tại liên quan nào đó. Trầm tư một hồi, trong lòng Diệp Thần khẽ nhúc nhích, liền móc ra tẩy mộng yên lam cho hắn xuân cung đồ, nói, nếu Tâm cô nương, ta cho ngươi xem một thứ. Cái gì, nếu Tâm thật kỳ nhìn xem Diệp Thần trong tay bức họa, cái kia bức họa còn không có bày ra. Diệp Thần liền nhẹ nhàng đem bức tranh bày ra, họa bên trong miêu tả lấy mỹ nhân đi tắm tranh cảnh, có hai cái tuyệt sắc mỹ nữ, đều là không mảnh vải che thân, ôm lẫn nhau dán chặt lấy, hình ảnh kiều diễm động lòng người. Cái kia hai cái tuyệt sắc mỹ nữ, một cái là Tẩy Mộng Yên Lam, một cái khác chính là Như Tường Vi. Mặc dù họa bên trong Như Tường Vi, cùng Như Tâm Thánh Nữ không có nửa điểm tương tự, nhưng Diệp Thần phán đoán, giữa hai bên, tất nhiên tồn tại liên hệ mật thiết nào đó.
Đây là, nếu Tâm nhìn thấy cái này mỹ nhân đi tắm xuân cung đồ, lập tức sắc mặt đỏ bừng, trái tim đập bịch bịch, nhưng thấy rõ ràng họa bên trong hai vị mỹ nữ tướng mạo thần thái, nàng lại con mắt trợn to, như bị sét đánh đồng dạng, cả người đều ngây dại. Ngươi nhớ tới thứ gì? Diệp Thần ngữ khí nghiêm nghị hỏi. Nếu Tâm mặt mũi tràn đầy tái nhợt, hô hấp trở nên dồn dập lên, nhìn xem cái kia xuân cung đồ, cả người lại giống như muốn lâm vào sụp đổ giống như, gắt gao che lấy đầu của mình, không ngừng lùi lại. Ta, đầu ta đau quá, không, không. Vì cái gì, vì cái gì? Nếu đau lòng đắng thở hổn hển, thân thể ngã oặt xuống, tay phải nắm lấy đầu, không ngừng lắc đầu, giống như không chịu nổi kịch liệt đau đầu, đến cuối cùng nàng hai tay đều nắm thật chặt đầu, còn không ngừng xé rách, tiếp đó ra đầu của nàng, lại giống mặt nạ, từ thiên linh nắp bắt đầu bị nàng xé ra. Da đầu của nàng xé ra mở, liền có vô số dơ bẩn đồ vật cùng dòi bọ, từ nứt da trong da đầu bò ra, tràng diện cực kỳ khủng bố. Ách ách ách, nếu đau lòng đắng rên rỉ, hai tay từ đỉnh đầu bắt đầu, đem chính mình một bộ da, chậm rãi lột xuống, nàng cái kia tuyệt mỹ túi da, thế mà tựa như là một tầng quần áo, một bộ mặt nạ đồng dạng, bây giờ hoàn toàn bị lột xuống. Mặt nạ phía dưới bao vây, là một bộ hư thối bốc mùi thi thể. Phía trên bò đầy dòi bọ cùng bẩn thỉu đồ vật, đồng tử thiêu đốt lên hai điểm quỷ hỏa, sáng tối chập chờn nhảy lên. A a a. Như Tâm lột túi ra, lộ ra thi thể chân tướng sau, trong cổ họng phát ra âm thanh, trở nên thê lương như ác quỷ khóc thét, tràn đầy đau đớn chua xót ý vị. Cũng may mà Diệp Thần tòa này cung điện, phong bế hết thảy, nếu Tâm tiếng quỷ khóc không có truyền đi, bằng không mà nói, nhất định sẽ tại trong tinh tuyết điện, dẫn phát cực lớn rung chuyển. Phải biết nếu Tâm thế nhưng là Lăng Tiêu Uyên thế giới đệ nhất mỹ nữ, ai có thể nghĩ tới, nàng bề ngoài xinh đẹp phía dưới, lại là một bộ hư thối cương thi bộ dáng. Diệp Thần biểu lộ tỉnh táo, lui về sau một bước, yên lặng nhìn xem một màn này. Hắn đủ loại quỷ dị tràng diện đều gặp, cho nên trước mắt như Tâm lột túi ra, hiển lộ ra cương thi chân tướng bộ dáng, cũng không thể dung chuyển đạo tâm của hắn, thậm chí sớm tại hắn trong dự liệu. Hắn rốt cuộc biết, vì cái gì như Tâm đẹp. Nhìn rất không chân thật, thì ra đây chẳng qua là một tầng mặt nạ. Tầng này mặt nạ, đem như Tâm cương thi diện mạo, cũng dẫn đến đủ loại dơ bẩn, thối giữa mùi hôi thối, toàn bộ che giấu đi, hơn nữa ẩn giấu vô cùng sâu, cho dù là Lăng Tiêu Thiên Tôn loại này cấp bậc cường giả, cũng không có phát hiện manh mối. Cũng chỉ có Diệp Thần, tâm tư chi tiết, mới ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Còn có vị kia thánh tử Lăng Tinh Cách, nắm giữ kinh lôi thánh thể, thể chất khác hẳn với thường nhân. Cho nên cũng có thể bắt được một tia không tầm thường hương vị. Quả nhiên, nếu Tâm cô nương, thì ra người chính là như Tường Vi. Diệp Thần nhẹ nhàng thở dài một tiếng, bây giờ như Tâm bóc túi ra, lộ ra cương thi chân tướng, hắn cũng là vô cùng rõ ràng bắt được nhân quả, nếu Tâm chính là như Tường Vi. Tầng kia túi ra, che giấu chân tướng, thậm chí ngay cả như Tâm chính mình, đều quên thân phận chân thật của mình, kỳ thực chính là ngày xưa quỷ sai đô thống như Tường Vi. Thẳng đến Diệp Thần lấy ra xuân cung đồ, nếu thầm nghĩ Tâm bị kích thích, ngủ say ký ức mới tỉnh lại, nàng cũng hiển lộ ra chân tướng. Ta là như Tường Vi. Nếu Tâm nhãn đồng tử bên trong quỷ hỏa, không ngừng nhảy lên, lộ ra mê mang cùng vẻ thống khổ. Diệp Thần gật đầu một cái, phía trước Diệp Bất Thu cho hắn nhìn qua một màn thiên cơ hình ảnh, đó là như Tường Vi cương thi bộ dáng hình ảnh, đang cùng trước mắt như Tâm giống nhau như đúc. Nếu Tâm chính là như Tường Vi. Đúng. Ta chính là như Tường Vi. Nếu Tâm, không, nói đúng ra, bây giờ hẳn là như Tường Vi, nàng trong đồng tử quỷ hỏa dần dần ngưng luyện, thế nhưng cỗ vẻ thống khổ, lại không có yếu bớt chút nào, ngược lại bởi vì thanh tỉnh mà trở nên càng thêm đau đớn. Ta là tội nhân, là ta làm hại luân hồi địa ngục sụp đổ, ta vạn ác bất xá. Ta chịu địa ngục âm khí cùng tâm ma ăn mòn, đã sớm hư thối thành một bộ cương thi, đáng tiếc ta còn không thể chết, ta nhất thiết phải sống sót. Coi như biến thành một đầu cương thi, một đầu quái vật, ta cũng nhất thiết phải sống sót. Nếu Tường Vi khẽ cắn môi, trong đồng tử ngoại trừ đau đớn, còn có một vẻ kiên định cùng hận ý. Vì cái gì? Diệp Thần hỏi, hắn có thể nhìn ra, nếu Tường Vi là muốn chết, tử vong đối với nàng mà nói, chính là tốt nhất giải thoát, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, nàng cưỡng ép sống tạm lấy, cho dù cơ thể hư thối thành cương thi, còn không chịu chết đi. Nếu Tường Vi nói, những cái kia người hàng lâm đều không chết, ta sao có thể chết? Diệp Thần nói, người hàng lâm, chính là lục đại môn phái người. Nếu Tường Vi nhẹ nhàng gật đầu nói, đúng vậy,
Lăng Tiêu Uyên thế giới là thiên tổ địa bàn, không chào đón ngoại nhân, bọn hắn dám xông vào vào, thậm chí muốn đoạt lấy thiên tổ lưu lại bảo tàng, cái kia không có gì dễ nói, liền kêu bọn hắn để mạng lại lấp a. Đáng tiếc thực lực của ta đã không lớn bằng lúc trước, dựa vào ta chính mình không có cách nào giết chết bọn hắn, chỉ có thể chờ đợi Ngọc Hoàng kính phá toái, chìm tiên đoán ứng nghiệm. Ta muốn tận mắt nhìn xem bọn hắn rơi vào vực sâu, tiếp nhận vạn kiếp bất phục đau đớn chết đi. Tại bọn hắn trước khi chết, ta không thể chết. Diệp Thần nói, cho nên, ngươi liền phủ thêm mặt nạ, gia nhập Tinh Tuyết Điện. Nếu Tường Vi nói, đúng vậy, tâm ma đem đến cho ta đau đớn quá mức dày vò, ta đem ta tất cả đi qua ký ức, toàn bộ chôn giấu, thậm chí ngay cả chính ta, đều quên chính mình là ai. Nhưng chỉ cần chìm tiên đoán ứng nghiệm, trí nhớ của ta sẽ khôi phục. Chỉ là, ta không nghĩ tới, ngươi sẽ buông xuống, thậm chí mang theo. Nói đến đây, nếu Tường Vi ngữ khí ngừng lại một chút, nàng rõ ràng cũng không nghĩ đến, Diệp Thần sẽ mang theo Xuân Cung đổ tới. Nàng đã từng chịu địa ngục ma khí quấn thân, là Tẩy Mộng Yên Lam lấy thần tình yêu chi lực, thay nàng hóa giải mất, đoạn này quá khứ, nàng ký ức sâu sắc không gì sánh được, cũng là thế này khó được ôn nhu thời khắc, là nàng từ lúc chào đời tới nay vẻn vẹn có vui sướng thời gian. Ngoại trừ thời khắc vui sướng, lúc khác, nhân sinh của nàng, chỉ có hắc ám, dày vò, đau đớn, ma nghiệt, ô uế các loại đồ vật. Diệp Thần không nói gì, hắn có thể cảm nhận được như Tường Vi nội tâm tình cảm phức tạp. Nếu Tường Vi ngắm nhìn Diệp Thần, biểu lộ thoáng trở nên buông lỏng chút, đương nhiên cỗ này vẻ mặt nhẹ nhõm, xuất hiện tại nàng cương thi trên gương mặt, vẫn là lộ ra hết sức âm trầm đáng sợ, nàng cười nói. Luân hồi chi chủ, người tìm đến ta. Là nghĩ tới ta ra tay, thay người hóa giải tơ tình. Nàng đã bắt được thiên cơ, nhìn thấy Diệp Thần ý đổ đến. Diệp Thần gật đầu nói, chính là, Tường Vi cô nương, thần tình yêu tiền bối nói với ta, đương thời chỉ có ngươi có thể giúp đến ta. Nếu Tường Vi cười nói, nghĩ không ra đại danh đỉnh đỉnh luân hồi chi chủ, còn có lúc nhờ vào người, ta từng chấp trưởng ma ngục mệnh tinh độ chi mảnh vụn, nắm giữ lấy vô thượng siêu độ vĩ lực, nếu như lực lượng của ta vẫn là trạng thái viên mãn. Ta đích xác có thể giúp được ngươi. Diệp Thần trong lòng căng thẳng, nhìn xem như Tường Vi, liền cảm thấy như Tường Vi bây giờ khí tức, vô cùng vẩn đục hỗn loạn, cũng không có cái gì cường đại thuần túy cảm giác. Nếu như đánh nhau, thậm chí Diệp Thần có lòng tin, cho dù mình bị tơ tình quấn thân, cũng có thể tại trong vòng 10 chiêu giải quyết nàng. Theo lý thuyết, nếu Tường Vi thực lực hôm nay, so với đỉnh phong thời điểm, suy sụp nhiều lắm. Tường Vi cô nương, cái kia lấy lực lượng của ngươi bây giờ. Có thể hay không giúp ta tan đi tơ tình? Diệp Thần hỏi. Nếu Tường Vi trong đồng tử lộ ra vẻ bất đắc dĩ, thở dài, không được, lực lượng của ta suy sụp nhiều lắm. Quả nhiên, Diệp Thần một hồi thất vọng, lại cảm thấy một cỗ khí lạnh, từ trái tim bay lên, thẳng vọt đại não, lạnh buốt cả người, chỗ nhìn thấy tương lai, một mảnh ảm đạm. Liền như Tường Vi đều không giúp được hắn, vậy hắn tơ tình, muốn hóa giải, thật đúng là muôn vàn khó khăn. Nếu Tường Vi nhìn thấy Diệp Thần như thế thất vọng bộ dáng, nhân tiện nói, luân hồi chi chủ, người cũng không cần thất lạc như thế, chúng ta vẫn có một tia hy vọng. Còn có hy vọng gì? Diệp Thần liền vội hỏi. Nếu Tường Vi nói, hỗn nguyên kim hạp, nếu như ngươi có thể giúp ta cầm lại hỗn nguyên kim hạp, lực lượng của ta liền có thể khôi phục một chút, đến lúc đó, liền có thể hóa giải tình của ngươi thi. Diệp Thần hỏi, hỗn nguyên kim hạp. Nếu Tường Vi trong đồng tử quỷ hỏa một hồi lấp lóe sáng tỏ, nói, đúng vậy. Cái kia hỗn nguyên kim hạp, là dùng để trang độ chi mảnh vụn vật chứa, ma ngục mệnh tinh câu khóa hình độ 4 khối mảnh vụn, mỗi một mảnh vụn đều mang theo kinh khủng địa ngục ma khí, là không thể tay không tiếp xúc, bằng không ắt gặp ma khí ăn mòn, nhất định phải dùng đặc chế vật chứa chứa. Cái kia hỗn nguyên kim hạp, chính là dùng để chở độ chi mảnh vụn vật chứa. Trước kia, thủ hạ ta hai cái muội muội lặng lẽ trộm đi độ chi mảnh vụn, nhưng ta không có phát giác, bởi vì ta gặp hỗn nguyên kim hạp còn tại, cho là mảnh vụn cũng tại bên trong, nào nghĩ tới các nàng thế mà gan to bằng trời như thế, dám tay không sờ đi mảnh vụn. Ta cái kia hai cái muội muội, tất phải gặp ma khí ăn mòn, bây giờ bộ dáng, chỉ sợ so ta còn thê thảm a. Ta không biết hắc ám huynh đệ hội cho các nàng cái gì đãi ngộ, lại có thể để các nàng trả giá hy sinh lớn như vậy. Nếu Tường Vi nhắc đến chuyện cũ, trong đồng tử quỷ hỏa, nhảy lên lập lòe đến lợi hại hơn, lộ ra phấn khích, mê mang, lòng chua xót, xóa hoán, không hiểu các loại cảm xúc. Nàng hai cái muội muội, mặc dù trộm đi nàng độ chi mảnh vụn,
nhưng đại giới cũng là cực kỳ thảm thiết. Dám tay không tiếp xúc ma ngục mảnh vụn, tất phải gặp vô biên ma khí ăn mòn, hạ chàng so chết còn thảm. Nếu Tường Vi bây giờ đã là một bộ cương thi, nhưng nàng kết luận, nàng hai cái muội muội, tình trạng tuyệt đối phải so với nàng thê thảm. Chỉ là nàng nghĩ mãi mà không rõ, Hắc Ám huynh đệ hội đến cùng khai ra bảng giá gì, có thể làm cho nàng hai cái muội muội như thế khăng khăng một mực không để ý hy sinh bán mạng. Diệp Thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, chuyện đã qua, Tường Vi cô nương, không cần quá mức lưu tâm, ân, ngươi nói, bây giờ chỉ cần cầm lại Hỗn Nguyên Kim Hạp, lực lượng của ngươi liền có thể khôi phục. Nếu Tường Vi hít sâu một hơi, thoáng bình tĩnh trở lại, nói, đúng vậy, có thể khôi phục một chút, bởi vì Hỗn Nguyên Kim Hạp, quanh năm chứa độ chi mảnh vụn. Nó cũng lây dính độ chi mảnh vụn khí tức, chỉ cần có thể luyện hóa Hỗn Nguyên Kim Hạp, hấp thu phía trên lưu lại mảnh vụn khí tức, ta chỉ ít có thể khôi phục một chút sức mạnh, muốn hóa giải tình của ngươi ti cũng không khó. Diệp Thần nói, cái kia Hỗn Nguyên Kim Hạp lại ở nơi nào? Dưới vực sâu. Nếu Tường Vi nói, đúng vậy, trước kia luân hồi địa ngục sụp đổ sau, Hỗn Nguyên Kim Hạp cũng cùng theo rơi xuống, có thể cùng thiên tổ bảo tàng xen lẫn trong cùng một chỗ A, cũng có thể là bị cái gì ma vật cướp đi, ta không biết, nhưng có thể xác định là, cái này Hỗn Nguyên Kim Hạp, ngay tại trong vực sâu. Nghe vậy, Diệp Thần lập tức lông mày nhíu một cái, muốn đi vực sâu mà nói, chỉ có dựa vào Ngọc Hoàng Thiên Môn, bây giờ Ngọc Hoàng Thiên Môn mặc dù đã mở ra, nhưng lục đại môn phái các cường giả đều tại trông coi. Hắn nghĩ chính mình vụng trộm đi dưới vực sâu, đó là tuyệt đối không thể nào sự tình. Hỗn Nguyên Kim Hạp tại vực sâu, cái này cũng không tốt cầm a. Diệp Thần trầm ngâm nói. Ngọc Hoàng Thiên Môn có người trông coi, bây giờ còn không thể đi vào, hơn nữa coi như có thể vào, vực sâu lớn như vậy, lại có đại lượng ma vật ngang ngược, muốn tìm một cái nho nhỏ hộp, lại nói dễ dàng sao. Nếu Tường Vi thở dài, đích xác gian khổ, hy vọng có chút xa vời, nhưng... Luân hồi chi chủ, ngươi là có người có đại khí vận, ngươi xuất thủ, có lẽ thật có thể tìm về Hỗn Nguyên Kim Hạp. Cái kia Hỗn Nguyên Kim Hạp thần diệu vô biên, ta nếu là có thể luyện hóa, thậm chí có thể đem tâm ma của mình, đều chứa ở bên trong phong ấn, dạng này thực lực của ta, liền có thể khôi phục nhanh hơn. Diệp Thần nói, còn có thể phong ấn tâm ma. Nếu Tường Vi nói, đúng vậy, luân hồi chi chủ, chờ qua mấy ngày, ta cùng Lăng Tinh cách cử hành lễ đính hôn. Đến lúc đó các đại môn phái tề tụ, thương lượng tiến vào Ngọc Hoàng Thiên Môn, chia cắt bảo tàng chi pháp, ngươi cũng tới a, ngươi có thể giết chết Xà Thiên Đế, ta không tin Lăng Tiêu Thiên Tôn dám động ngươi. Ta đoán chừng, các đại môn phái sẽ tạm thời thả xuống phân tranh, cùng nhau bước vào Thiên Môn, đi tới vực sâu, ngươi cũng đi theo tiếp chính là, đến nỗi đến dưới vực sâu, sinh tử thành bại, cơ duyên tạo hóa, cái kia thì nhìn mọi người bản lãnh. Ta tin tưởng ngươi thực lực. Nói xong lời cuối cùng. Nếu Tường Vi ánh mắt sáng quắc, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, cũng là tràn đầy lòng tin. Diệp Thần cười khổ một tiếng, lúc trước hắn có thể giết chết Xà Thiên Đế, chủ yếu là dựa vào thần sắc đẹp chúc phúc, hoàn toàn dựa vào chính hắn mà nói, hắn tự tình quấn thân trạng thái, căn bản không có khả năng là Xà Thiên Đế địch thủ. Chờ qua mấy ngày, nếu Tường Vi cùng Lăng Tinh cách cử hành lễ đính hôn, các đại môn phái cường giả tề tụ, lấy Diệp Thần trạng thái, muốn chấn áp toàn trường, căn bản không có khả năng. Thậm chí nếu như hắn dám đi mà nói, còn có thể mất mạng. Dù sao Xà Thiên Đế sinh mệnh lực, thực sự quá ương ngạnh, trước đây Diệp Thần là giết hắn, nhưng không có giết sạch, hắn vẫn là có thể phục sinh. Lấy Xà Thiên Đế thuần huyết cổ thần sức mạnh, chỉ cần mấy ngày, lực lượng của hắn liền có thể khôi phục lại đỉnh phong. Theo lý thuyết, khi vài ngày sau, nếu như Diệp Thần đi Lăng Tiêu Thiên Cung mà nói, hắn nhìn thấy Xà Thiên Đế, sẽ là trạng thái toàn thịnh bộ dáng. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, Xà Thiên Đế sinh mệnh lực, cùng xấu như thần ương ngạnh đáng sợ, cơ hồ có thể nói là bất tử bất diệt tồn tại, thậm chí đơn thuần lấy sinh mệnh lực ương ngạnh tới nói, Xà Thiên Đế so xấu thần còn lợi hại hơn. Chỉ cần thế gian này, còn có hắn một con rắn độc tồn tại, hắn sẽ không phải chết, có thể vô hạn phục sinh. Coi như gọi Hồng Quân lão tổ tới, cũng là không có cách nào hoàn toàn giết chết Xà Thiên Đế, Diệp Thần tơ tình quấn thân phía dưới. Vừa không có thần sắc đẹp chúc phúc, muốn đối kháng Xà Thiên Đế, đó là người si nói mộng. Nếu Tường Vi gặp Diệp Thần cười khổ biểu lộ, nói, Ngô, luân hồi chi chủ, ngươi là có cái gì cố kỵ, không dám đi Lăng Tiêu Thiên Cung sao? Diệp Thần thở dài, ta tự tình quấn thân, ảnh hưởng quá lớn, nếu không hóa giải, ta như thế nào có thể đối kháng toàn bộ Lăng Tiêu Thiên Cung cùng Xà Thiên Đế? Nếu Tường Vi khẽ giật mình,
do dự một hồi nói, phải hoàn toàn hóa giải mà nói, cái kia phải tìm về Hỗn Nguyên Kim Hạp mới được, hoặc, ta trước tiên giúp ngươi áp chế tơ tình, bảo đảm tơ tình sẽ không phát tác. Diệp Thần nhãn tình sáng lên, nói, Tường Vi cô nương, người có áp chế biện pháp. Hắn chịu tơ tình hạn chế, không cách nào phát huy toàn bộ thực lực, một khi dùng sức quá độ, tơ tình liền sẽ phát tác, khổ không thể tả, nếu có thể tạm thời áp chế lại tơ tình mà nói, vậy hắn có thể vận dụng toàn lực, cho dù đối mặt Lăng Tiêu Thiên Cung cùng Xà Thiên Đế, cũng không sợ chút nào. Nếu Tường Vi nói, có là có, nhưng cần phải mượn hóa sinh phệ linh trận, ta bây giờ sức mạnh quá yếu, muốn áp chế ngươi tơ tình mà nói, cần phải mượn trận pháp đặc biệt thi triển mới được. Diệp Thần nói, hóa sinh phệ linh trận. Nếu Tường Vi nói, ân, trận pháp này tại Huyền Minh Điện, là Huyền Minh Điện đặc thù chế tạo, dùng để hấp thu trong thâm uyên ma khí, tu luyện địa ngục ma đạo, mượn dùng tòa trận pháp này, ta có thể thi triển địa ngục phong ma đại thần thông, tạm thời thay ngươi áp chế tơ tình. Huyền Minh Điện sao? Diệp Thần biết, Huyền Minh Điện là lục đại môn phái một trong, cùng tổ Phật tự có chút giao tình, nhưng bây giờ Diệp Thần bị truy nã, hắn muốn mượn trận mà nói, Huyền Minh Điện chưa hẳn cho mượn. Nếu Tường Vi nói, hóa sinh vệ linh trận là Huyền Minh Điện độc môn đại trận, chúng ta nếu muốn mượn trận, bọn hắn nhất định không cho phép, bất quá, ta có biện pháp. Diệp Thần nói, a, à, Tường Vi cô nương có biện pháp nào? Nếu Tường Vi lộ ra lướt qua một cái có chút nụ cười thần bí, nói, chờ đi đến Huyền Minh Điện ngươi liền biết, mượn trận sự tình, chỉ cần hành động bí mật, không thể bị Huyền Minh âm tổ phát giác. Ngươi đã là tội phạm truy nã, nếu là bại lộ, có trời mới biết Huyền Minh âm tổ, có thể hay không bắt ngươi đi Lăng Tiêu Thiên Cung tranh công. Diệp Thần nghĩ nghĩ nhân tiện nói, nếu như Tường Vi cô nương có biện pháp, ta nghe ngươi an bài chính là. Nếu Tường Vi nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức liền đi Huyền Minh Điện, thân phận của ta, ngươi chỉ cần giữ bí mật. Diệp Thần nói, cái này hiển nhiên. Lăng Tiêu Uyên thế giới đệ nhất mỹ nữ, Tinh Tuyết Điện thánh nữ Như Tâm, kỳ thực chính là Như Tường Vi, hơn nữa còn là một bộ cương thi. Bí mật này, quá mức kinh thế hãi tục, Diệp Thần tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng bại lộ. Lập tức, nếu Tường Vi đem vừa mới cởi xuống túi ra, lại lần nữa mặc vào, rất nhanh, nàng cương thi bộ dáng, liền hoàn toàn bị che giấu đi, nhìn từ bề ngoài chính là một cái da thịt trắng noãn, thanh thuần rực rỡ mỹ thiếu nữ, chỉ là đẹp đến mức có chút không quá chân thực. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, tại bộ dạng này mỹ hảo túi ra sau lưng, kỳ thực là một bộ kinh khủng cương thi. Ta ngụy trang cũng được a, đây là mỹ ma kỳ quan pháp thuật, người bình thường hẳn là nhìn không ra sơ hở. Nếu Tường Vi mặc vào mặt nạ sau, bàn tay nắm thật chặt gương mặt của mình, để cho mặt nạ cùng cơ thể càng dán vào một chút. Cho dù là Diệp Thần, nếu như không phải xâm nhập quan sát, cũng hoàn toàn nhìn không ra như Tường Vi mặt ngoài, có cái gì sơ hở chỗ, hắn gật đầu nói, cái này mặt nạ ngụy trang, quả thực là thiên y vô phùng, cái này mặt nạ, là kỳ quan. Kỳ quan hai chữ, cũng không phải cái gì đồ chơi nhỏ, phàm là liên lụy tới kỳ quan, không có chỗ nào mà không phải là kinh thiên động địa đồ vật. Nếu Tường Vi cười nói, không phải vĩ đại kỳ quan, tính toán cỡ nhỏ kỳ quan a, là từ ma ngục mệnh tinh bên trong lưu truyền tới kỳ quan, mặc dù chỉ là cỡ nhỏ kỳ quan, nhưng so với tầm thường thần khí pháp bảo, cũng là lợi hại rất nhiều rất nhiều. Ma ngục mệnh tinh, là dùng trước kia Diêm Ma tử thần thi hài chế tạo mà ra, ngươi suy nghĩ một chút. Trụ thần thi hài, năng lượng kinh khủng bực nào, hoàn chỉnh ma ngục mệnh tinh, uy lực ít nhất phải so thần giáp mệnh tinh cường hãn gấp trăm lần. Diệp Thần con mắt trừng lớn, cường hãn gấp trăm lần. Trong lòng có điểm không thể tưởng tượng nổi. Thần giáp mệnh tinh đã là vô cùng rực rỡ mênh mông, ma ngục mệnh tinh nếu là so thần giáp mệnh tinh cường hãn gấp trăm lần, kia thật là không cách nào tưởng tượng sẽ có cỡ nào kinh khủng. Nếu Tường Vi cười nói, đúng vậy. Nhưng mà này còn là tại thiên đạo quy tắc hạn chế phía dưới, mới chỉ là cường hãn gấp trăm lần, nếu như không có thiên đạo quy tắc gò bó, ma ngục mệnh tinh sức mạnh hoàn toàn bộc phát, vậy coi như là đồng dạng trụ thần, đều phải tránh né mũi nhọn. Diệp Thần vỗ mạnh vào mồm, nói, lợi hại như vậy sao? Nếu Tường Vi cười nói, đương nhiên lợi hại, bất quá, nghĩ xong toàn bộ phát huy ma ngục mệnh tinh sức mạnh, đó là không có khả năng, liền thiên tổ chính mình cũng làm không được. Ngươi cũng đừng hy vọng xa vời thắp sáng ma ngục mệnh tinh, vậy cùng tự tìm cái chết không sai biệt lắm, đừng nói hoàn chỉnh mệnh tinh, coi như chỉ là câu khóa hình độ 4 khối mảnh vụn tùy ý một khối, ngươi tay không tiếp xúc, cũng chỉ có bị ma khí ăn mòn thành bạch cốt hạ tràng. Từ cái kia ma ngục mệnh tinh bên trong, có thập đại kỳ quan khái niệm lưu truyền tới, cái kia thập đại kỳ quan,
chính là Nhật Nguyệt Bảo Luân, Đại Pháp Loa, Đại Pháp Trống, Tràng Hạt, Mị Ma, Hàng Ma Kiếm, Trấn Hồn Bia, Giết Quỷ Roi, Núi Đao, Chảo Dầu. Cái này thập đại kỳ quan, mặc dù không phải vĩ đại kỳ quan, chỉ là cỡ nhỏ kỳ quan, nhưng uy lực cũng đầy đủ kinh khủng, từ một loại nào đó góc độ tới nói, thậm chí so vĩ đại kỳ quan càng có giá trị. Bởi vì, vĩ đại kỳ quan cơ hồ là không có khả năng hoàn toàn tạo ra, nhưng cỡ nhỏ kỳ quan có thể, cỡ nhỏ kỳ quan, chỉ cần tài nguyên cùng ngộ tính đầy đủ, hoàn toàn có thể chế tạo ra tới. Cái kia thập đại kỳ quan khái niệm, ta lĩnh ngộ trong đó mị ma chi pháp. Mị ma là trong địa ngục trừng phạt pháp môn, thông qua chế tạo vô tận diễm sắc mị ma mỹ nữ, cung cấp tội nhân hưởng lạc, cuối cùng đem tội nhân tinh khí nghiền ép sạch sẽ, tội nhân liền sẽ tinh tẫn nhân vong chết đi. Pháp môn này chủ yếu là nhằm vào đạo tâm đặc biệt cường đại cao thủ, có chút cường giả đạo tâm, không sợ núi đao biển lửa chảo dầu luyện ngục, nhưng lại tránh không khỏi mị ma mỹ nhân ăn mòn, đây chính là mị ma chỗ lợi hại. Diệp Thần gật gật đầu, nói, Nhật Nguyệt Bảo Luân, Đại Pháp Loa, Đại Pháp Trống, Tràng Hạt, mị ma. Cái này ma ngục mệnh tinh, thực sự là cường đại a, không chỉ là có tứ đại mảnh vụn, còn có thập đại kỳ quan. Nếu Tường Vi cười nói, mảnh vụn là hạch tâm, thất lạc khó tìm, nhưng kỳ quan tu luyện thì đơn giản nhiều, chỉ cần có pháp môn liền có thể luyện, người nghĩ luyện sao? Diệp Thần lắc đầu nói, sau này hãy nói a, ta bộ dạng này trạng thái, cũng không có biện pháp tu luyện. Ma ngục mệnh tinh lưu truyền ra thập đại kỳ quan, Nhật Nguyệt Bảo Luân, Đại Pháp Loa, Đại Pháp Trống, Tràng Hạt, Mị Ma các loại, Diệp Thần ngược lại là có hứng thú không nhỏ, bất quá bây giờ chắc chắn còn không có biện pháp tu luyện, trừ phi có thể giải quyết hết tơ tình. Nếu Tường Vi nói, tốt a, ta trước tiên dẫn người đi Huyền Minh Điện, bên trong Huyền Minh Điện có thập đại địa ngục kỳ quan pháp môn tu luyện, người coi như không nên tu luyện, cũng có thể trước tiên đem những cái kia pháp môn nhớ kỹ. Trong lòng Diệp Thần khẽ nhúc nhích, bất quá cũng không lo lắng, nói, vậy đi Huyền Minh Điện nhìn lại một chút. Thương nghị cố định, Diệp Thần cùng như Tường Vi, liền từ trong cung điện đi tới, phía sau hai người cung điện chậm rãi hóa thành bạch quang tiêu tan, mà tại cung điện bên ngoài, Diệp Bất Thu, Phong Nguyệt Hoa cùng rất nhiều tinh tuyết điện đám người, đều đang đợi chờ lấy. Trần Dạ đại nhân, nhìn thấy Diệp Thần đi ra, Diệp Bất Thu liền vội vàng hành lễ. Nếu tâm, các ngươi đều hàn huyên thứ gì? Phong Nguyệt Hoa vội vàng đi lên, giữ chặt như Tường Vi tay, nhìn một chút nàng trắng muốt như xương tuyết cổ tay, nhìn thấy cái kia thủ cung xa còn tại, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Nếu Tường Vi cười nói, không có gì, hàn huyên chút võ công phương diện tu luyện đồ vật thôi, ân, sư phụ, ta còn muốn đi Huyền Minh Điện một chuyến. Huyền Minh Điện. Phong Nguyệt Hoa sửng sốt một chút, lập tức lại cảnh giác lên, nói, người đi Huyền Minh Điện làm gì, người muốn gặp Tô Vô Thương. Nếu tâm, ta có thể nói cho ngươi, ngươi đã là Lăng Thánh Tử vị hôn thê, cũng không thể lại cùng cái kia Tô Vô Thương, có cái gì liên quan a? Mặc dù cái kia Tô Vô Thương là Huyền Minh Điện thiếu chủ, cũng là thiên tài, thập đại địa ngục kỳ quan, đã lĩnh ngộ ba đạo, thiên phú quả thực lợi hại, nhưng cùng Lăng Thánh Tử so sánh, đó cũng là vạn vạn không sánh bằng a. Lăng Tinh rời khỏi người nghi ngờ kinh lôi thánh thể, thiên phú cường hãn, có thể xưng Lăng Thiêu Uyên đệ nhất thiên tài, cái này kinh lôi thánh thể sau lưng, ẩn chứa Siva nhân quả, bình thường thiên tài căn bản là không có cách so sánh cùng nhau, lợi hại hơn nữa thiên phú, cũng không sánh bằng Siva cường đại. Nếu Tường Vi cười nói, ta cùng Tô Thiếu Chủ dù sao cũng là bằng hữu, ta đều nhanh gả đi Lăng Tiêu Thiên Cung, ra đến gả phía trước, ta muốn theo hắn nói tạm biệt một tiếng. Phong Nguyệt Hoa nói, không được, không được, qua mấy ngày liền muốn đính hôn, ngươi nếu là cùng Tô Vô Thương nhắc lên liên quan, truyền ra ngoài, ta Tinh Tuyết Điện cũng không có biện pháp cùng Lăng Tiêu Thiên Cung giải thích. Nếu Tường Vi cười nói, sư phụ, ta cùng Tô Thiếu Chủ chỉ là đơn giản cáo biệt, không có chuyện gì, hơn nữa có Luân Hồi Chi Chủ bồi tiếp ta, Tô Thiếu Chủ cũng không dám làm loạn. Phong Nguyệt Hoa khẽ giật mình, nói, ngươi còn muốn Luân Hồi Chi Chủ cùng ngươi. Nội tâm của nàng khủng hoảng, lễ đính hôn sắp đến, nếu Tường Vi còn muốn cùng nhiều nam nhân như vậy dây dưa, nàng thật sợ hội xuất chuyện gì. Nếu Tường Vi khẽ cười cười, không tiếp tục đáp lại, mà là hướng Diệp Thần nói, Luân Hồi Chi Chủ, chúng ta đi thôi. Liền ngự phong hướng Huyền Minh Điện phương hướng bay đi. Diệp Thần hướng Phong Nguyệt Hoa chắp tay nói, Phong Điện Chủ, cáo từ trước, chúng ta rất nhanh trở về. Lại hướng Diệp Bất Thu nói, không thu, ở đây chờ ta. Diệp Bất Thu nói, là, Trần Dạ đại nhân. Phân phó thỏa đáng, Diệp Thần lập tức hướng như Tường Vi đuổi theo,
lưu lại một khuôn mặt choáng váng phong nguyệt hoa. Mấy người đuổi kịp như tường vi sau, Diệp Thần hỏi, chúng ta lần này đi Huyền Minh Điện, ngươi là muốn hỏi cái đó cái gì Tô Vô Thương, mượn dùng hóa sinh phệ linh trận. Tâm tư khác thông minh, đã suy đoán một chút. Nếu tường vi cười nói, đúng vậy, cái kia Tô Vô Thương đã từng theo đuổi qua ta, ha ha, Huyền Minh Điện, Cổ Hoàng Điện, Vạn Môn Vị, đều có đệ tử thiên tài muốn truy ta cưới ta, nhưng cuối cùng là Lăng Tiêu Thiên Tôn, cùng ta sư phụ lập xuống thông gia khế ước, muốn ta gả cho Lăng Tinh Cách. Ha ha, cái kia Lăng Tinh Cách ngược lại là không có theo đuổi ta, thậm chí, người này tựa hồ nhìn ra một điểm manh mối, biết ta chân thân là một bộ cương thi, khi đó thậm chí ngay cả chính ta, đều quên mình thân phận chân thật, kinh lôi thánh thể đích thật là lợi hại, thấy rõ từng ly từng tí a. Diệp Thần biết rõ, cười nói, đã ngươi tại Huyền Minh Điện có cái người theo đuổi, chuyện kia thì dễ làm hơn nhiều. Nếu Tường Vi nói, điệu thấp làm việc, không cần bại lộ. Lập tức nàng liền trước tiên truyền âm cáo chi Tô Vô Thương, chính mình sẽ đi bí mật bái phỏng, sau đó cùng Diệp Thần tiếp tục hướng về Huyền Minh Điện bay đi. Rất nhanh, hai người liền bước vào Huyền Minh Điện ngoại vi địa bàn, đáp xuống trong một chỗ núi rừng, có thể xa xa nhìn thấy Huyền Minh Điện sơn môn to lớn lại âm trầm kỳ cảnh, từng tòa hắc ám đại điện gạt ra, khí thế mười phần. Ngay ở chỗ này chờ lấy a. Nếu Tường Vi hạ xuống tới sau, chính là ngắm nhìn Huyền Minh Điện, yên tĩnh chờ. Diệp Thần gật gật đầu, cũng tại chỗ chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, liền nghe trong rừng cây một hồi rì rào vang động, sau đó đi ra một cái tuổi trẻ nam tử. Nam tử người mặc một bộ áo bào đen, tướng mạo có chút anh tuấn, hai đầu lông mày có cỗ quanh năm có địa vị cao dưỡng đi ra ngoài khí tức, nhưng ở nhìn thấy như Tường Vi sau, nam tử liền không có nửa điểm tôn quý bộ dáng, ngược lại là một mặt hâm mộ cùng đờ đẫn bộ dáng, ngơ ngác nói. Nếu Tâm, ngươi đã đến. Chỉ cần không phải mù lòa, đều có thể nhìn ra nam tử này, đối với như Tường Vi cực kỳ cảm mến. Ân, Tô thiếu chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Nếu Tường Vi nở nụ cười xinh đẹp, vốn là gương mặt xinh đẹp, nở nụ cười phía dưới, càng là khuynh quốc khuynh thành. Cái kia hắc bào nam tử, chính là Huyền Minh Điện thiếu chủ Tô Vô Thương, hắn nhìn thấy như Tường Vi đối với hắn cười, chỉ cảm thấy tâm diêu thần trì, miệng đắng lưỡi khô, nói, ta rất khỏe, nếu Tâm, người đến xem ta thật cao hứng. Diệp Thần nhìn xem Tô Vô Thương tư thái này, nội tâm âm thầm buồn cười, cũng chỉ có hắn biết. Kỳ thực như Tường Vi xinh đẹp bề ngoài, chỉ là mị ma mê hoặc người trò xiếc, tại bộ dạng này mị ma túi ra phía dưới, là một bộ vô cùng dơ bẩn xấu xí cương thi. A, à, luân hồi chi chủ, như thế nào hắn cũng tới, các ngươi. Tô Vô Thương nhìn thấy Diệp Thần, lại là một hồi kinh ngạc, trong đôi mắt lại hiện ra vẻ đề phòng, tựa hồ đem Diệp Thần xem như là tình địch. Nếu Tường Vi cười nói, ta cùng luân hồi chi chủ chỉ là bằng hữu bình thường. Đang khi nói chuyện, nàng nhẹ nhàng kéo lên ống tay áo của mình, lộ ra một điểm kia thủ cung xa. Tô Vô Thương nhìn thấy thủ cung xa còn tại, lúc này mới thở dài một hơi, nhưng nghĩ tới Diệp Thần thân phận, ánh mắt của hắn lại là run lên, nói, nếu Tâm, luân hồi chi chủ thế nhưng là tội phạm truy nã a. Ngươi đi cùng với hắn, nếu như bị Lăng Tiêu Thiên Cung phát hiện. Nếu Tường Vi cười nói, Lăng Tiêu Thiên Cung đáng là gì, ngươi suy nghĩ một chút, là luân hồi trận doanh lợi hại. Vẫn là Lăng Tiêu Thiên Cung lợi hại. Tô Vô Thương ngẩn ngơ, nói, tự nhiên là luân hồi trận doanh lợi hại, nhưng ở đây dù sao cũng là Lăng Tiêu Uyên. Nếu Tường Vi nói, Lăng Tiêu Uyên lại như thế nào, luân hồi chi chủ thần thông vô địch, tất có thể trấn áp Lăng Tiêu Thiên Cung. Ta cũng không muốn gả cho Lăng Tinh Cách, ta đã cùng luân hồi chi chủ nói xong rồi, mấy người lễ đính hôn cùng ngày, hắn sẽ đích thân ra tay, cứu ta ra ngoài. Diệp Thần sững sờ. Có chút ngạc nhiên nhìn xem như Tường Vi, hắn giống như cũng không có nói qua lời này. Tô Vô Thương ánh mắt lại là sáng lên, nói, nếu Tâm, ngươi không thích Lăng Tinh Cách sao, không muốn gả cho hắn. Vậy ngươi muốn gả cho ai? Tiếng nói có chút run rẩy cùng chờ mong. Nếu Tường Vi chỉ mỉm cười, nói, sau này hãy nói, ta cần trước tiên đào thoát Lăng Tiêu Thiên Cung ma chảo, luân hồi chi chủ sẽ cứu ta, nhưng hắn thực lực bây giờ còn chưa đủ. Cần mượn dùng các ngươi hóa sinh phệ linh trận tu luyện. Tô Vô Thương trong lòng run lên, nói, mượn dùng hóa sinh phệ linh trận. Cái này hóa sinh phệ linh trận, thế nhưng là Huyền Minh Điện độc môn đại trận, cũng là cấm địa một dạng tồn tại, cho dù là tại trong Huyền Minh Điện, cũng chỉ có thiên phú chắc tuyệt đệ tử, mới có tư cách sử dụng. Nếu Tường Vi nói, ân, chẳng lẽ không được sao?
Nàng đôi mắt thu thủy yêu kiều nhìn xem Tô Vô Thương, liền một bên Diệp Thần nhìn, trong lòng có chút thương tiếc cảm giác. Nữ nhân này, quá biết trang, Diệp Thần trong lòng thầm nghĩ. Tô Vô Thương váng đầu hồ hồ, đã bị Như Tường Vi mê thần hồn điên đảo, môn quy gì giới luật đều ném chư sau ót, cắn răng nói, chỉ cần là ngươi mở miệng, cái gì đều được. Ta có thể mang các ngươi đi hóa sinh cấm địa, nhưng chỉ có thể cho hai người các ngươi ngày thời gian. Nếu Tường Vi cười nói, hai ngày đầy đủ, đa tạ ngươi rồi, Tô thiếu chủ. Một tiếng này nói lời cảm tạ, ngọt ngào, nghe Tô Vô Thương toàn thân như nhũn ra, liên tục gật đầu nói, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Nếu tâm, ta lập tức thay ngươi an bài. Hắn móc ra một khối ngọc phù, linh khí quán chú, truyền âm nói, bổn thiếu chủ phải dùng đại trận tu luyện, người không có phận sự, thời gian một nén nhang bên trong toàn bộ rời đi, không được sai sót. Lời nói này lại có thiếu chủ uy nghiêm. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn mặt hướng Như Tường Vi thời điểm, lại là một bộ câu nệ lấy lòng bộ dáng, nói, nếu tâm, tất cả an bài xong, chúng ta đi thôi. Nói xong liền làm một cái mời thủ thế, lập tức cứu ở phía trước dẫn đường. Nếu Tường Vi gật gật đầu, cùng Diệp Thần cùng một chỗ, đi theo Tô Vô Thương đi về phía trước. Tô Vô Thương sợ bị người phát hiện, lấy ra hai bộ huyền minh điện đệ tử chế tạo quần áo, cho Diệp Thần Như Tường Vi hai người thay đổi, làm tốt ngụy trang. Lại từ vắng vẻ đường nhỏ tiến lên, một đường đi tới một tòa hang động to lớn phía trước. Phía trên hang động, điều khắc có hóa sinh cấm địa bốn chữ, từng tia từng sợi u ám kinh khủng địa ngục khí tức, từ trong động quật truyền ra. Tô Vô Thương đuổi trông coi động quật chấp sự, mang Diệp Thần Như Tường Vi hai người tiến vào, trong động quật đã là không có một ai, tại cực lớn bằng phẳng động quật trên mặt đất, xây dựng có một tòa cổ lão thạch trận bốn phía trưng bày rất nhiều đầu lâu, da người trống. Xương người pháp khí chờ tế phẩm, trong thạch trận khắc họa ra từng đạo phức tạp trận văn, những thứ này trận văn lại là toàn bộ khắc vào ngọc hoàng kính phía trên, thạch trận liền bố trí tại ngọc hoàng kính phía trên. Xuyên thấu qua thạch trận, có thể mơ hồ nhìn thấy ngọc hoàng kính phía dưới vực sâu tranh cảnh, u ám kinh khủng đen như mực thâm thúy, tựa như ẩn giấu vô tận quái vật. Cả tòa động quật cũng là bao trùm tại ngọc hoàng kính phía trên, có thể nhìn thấy tấm gương có không ít nhỏ xíu vết rách, giống như tùy thời muốn phá toái. Nhìn có chút nguy hiểm. Đây chính là hóa sinh phệ linh trận sao? Diệp Thần ánh mắt ngưng lại, nhìn xem tòa kia thạch trận, trong thạch trận rất nhiều trận văn, hắn đều nhận ra, mang theo tụ linh hiệu quả, đang không ngừng cách ngọc hoàng kính, rút ra dưới vực sâu kinh khủng ma khí. Tại ngọc hoàng kính cách trở phía dưới, cỗ này rút ra, hiệu quả cũng không lớn, nhưng tích lũy tháng ngày, chỗ rút ra ma khí, cũng là phi thường khủng bố. Không tệ, luân hồi chi chủ, người muốn tu luyện. Có thể tại trong trận pháp tu luyện, nhưng ta tối đa chỉ có thể cho ngươi hai ngày thời gian, hai ngày sau đó, ngươi nhất thiết phải rời đi, bằng không thiên cơ bại lộ, ta cũng gánh không nổi kết quả. Tô Vô Thương có chút bất an nói, hắn mang Diệp Thần cùng Như Tường Vi tiến vào hóa sinh cấm địa, có thể nói là mạo thiên đại phong hiểm, một khi bị huyền minh điện cao tầng phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Các ngươi huyền minh điện, xem ta vì tiếm chủ sao? Diệp Thần thử hỏi dò. Tô Vô Thương suy xét phút chốc, lắc lắc đầu nói, đó cũng không phải, chúng ta tính toán trung lập A, cũng không cung phụng luân hồi, nhưng cũng không ngỗ nghịch, chỉ là ngươi đã bị Lăng Tiêu Thiên Cung truy nã, bức bách tại Lăng Tiêu Thiên Cung uy áp, cha ta cùng chư các trưởng lão, nếu là phát hiện ngươi, rất có thể trực tiếp bắt ngươi đi Lăng Tiêu Thiên Cung lĩnh thưởng. Diệp Thần yên lặng gật đầu nói, hảo, ta hiểu rồi. Hắn nhìn quanh động quật, gặp động quật trên vách động, lại khác từng mảnh đặc biệt pháp môn tu luyện. Có đủ loại kỳ huyễn đồ đằng, nhật nguyệt bảo luân, đại pháp loa, đại pháp trống, núi đao chảo dầu các loại, nhân tiện nói. Những này là thập đại địa ngục kỳ quan pháp môn tu luyện A. Tô Vô Thương nói, đúng vậy, ta huyền minh điện tu luyện đại thiên địa ngục ma đạo, đã từng có ý tưởng trùng kiến địa ngục trật tự, thống ngự Lăng Thiêu Uyên, nhưng tiếc là, cái này địa ngục trật tự, cũng không phải tốt như vậy thiết lập, bây giờ ta huyền minh điện, cũng chỉ có thể an phận một phương thôi. Cái này thập đại địa ngục kỳ quan pháp môn, cũng là trong từ ma ngục mệnh tinh lưu truyền tới, ta huyền minh điện quanh năm nhìn trộm vực sâu, lĩnh ngộ được đủ loại này pháp môn, nhưng từ đầu đến cuối, đều không người có thể toàn bộ luyện thành. Ta tự phụ thiên phú không ít, cũng chỉ là lĩnh ngộ ba loại kỳ quan pháp môn, mà lại là trong thập đại kỳ quan yếu nhất tồn tại, chính là giết quỷ roi, núi đao, chảo dầu ba môn. Diệp Thần cười nói, có thể lĩnh ngộ ba môn kỳ quan. Tô thiếu chủ thiên phú cũng là lợi hại a. Tô Vô Thương vội vàng khoát tay một cái nói, luân hồi chi chủ nói đùa,
thiên phú của ta, nơi nào có thể cùng ngươi so sánh. Cái này thập đại kỳ quan, nếu là đổi lại ngươi mà nói, ít nhất có thể lĩnh ngộ 9 cái. Diệp Thần nói, vì cái gì không phải 10 cái? Tô Vô Thương nói, bởi vì cái này thập đại kỳ quan bên trong, xếp hạng thứ nhất Nhật Nguyệt Bảo Luân, dính đến Nhật Nguyệt ánh sáng của bầu trời, vô thượng quang chi đạo ảo diệu biến hóa, dù cho là thiên đế đều khó có khả năng tìm hiểu, trừ phi là Nhật Nguyệt cảnh bị ngạn cường giả. Ha ha, chúng ta không lúc nào khoảng không, tu luyện tột cùng nhất, cũng chỉ là đạo quân cường giả, nhưng không có Nhật Nguyệt cảnh tồn tại, cho nên, tự nhiên cũng không người có thể đúc thành Nhật Nguyệt Bảo Luân. Diệp Thần bừng tỉnh, nói, thì ra là thế. Nhật Nguyệt cảnh, là tinh không bị ngạn phía trên cảnh giới, vô cùng cường đại, chỉ cần thế gian còn có Nhật Nguyệt ánh sáng mặt trời tồn tại, người sẽ không phải chết, thậm chí có thể tại một điểm huỳnh quang, một điểm trong ánh nến trùng sinh. Loại này cấp bậc cao thủ, không lúc nào khoảng không là không có, thế giới pháp tắc không cho phép loại cao thủ này xuất hiện. Mà Nhật Nguyệt Bảo Luân môn này kỳ quan, dính đến Nhật Nguyệt biến hóa ảo diệu, không phải Nhật Nguyệt cảnh cường giả không thể đúc thành, cho nên không lúc nào khoảng không từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể luyện thành qua. Nếu Tường Vi nói, tốt, Tô Thiếu Chủ, Luân Hồi Chi Chủ muốn tu luyện, người ở bên ngoài thay chúng ta trông coi, đừng cho người tới quấy rầy. Nghe được như Tường Vi lời nói, Tô Vô Thương trong lòng có chút khúc mắc, bởi vì hắn đi bên ngoài, nếu Tường Vi cùng Diệp Thần cô nam quả nữ, chung sống một quật, trong lòng của hắn tóm lại có chút cảm thụ không được tốt cho lắm. Nhưng nghĩ lại, Luân Hồi Chi Chủ hậu cung vô số, nghĩ đến không đến mức cùng ta tranh đoạt như tâm. Liền hơi yên lòng một chút, nói, ân, nếu tâm, Luân Hồi Chi Chủ, các ngươi cũng cẩn thận một chút. Nói xong, hắn liền đi ngoài hang động canh chừng. Đợi đến Tô Vô Thương đi, nếu tâm liền đi tới hóa sinh phệ linh trận phía trên, nhẹ nhàng ngồi xếp bằng xuống, bóp người tu luyện thủ quyết, chuẩn bị bắt đầu tu luyện, lại hướng Diệp Thần cười nói. Luân Hồi Chi Chủ, chung quanh nơi này thập đại kỳ quan pháp môn, nếu như ngươi tạm thời không tiện tu luyện, trước tiên có thể nhớ kỹ, về sau đối với ngươi hữu dụng đâu. Diệp Thần gật đầu nói, cũng tốt. Hắn bây giờ tơ tình còn chưa có giải quyết, tùy tiện tu luyện công pháp, rất có thể tẩu hỏa nhập ma. Nhưng hắn có thể đem ghi nhớ đủ loại kỳ quan tu luyện chế tạo pháp môn, chờ sau này tơ tình giải quyết, lại tu luyện cũng không muộn. Cái này thập đại kỳ quan, cũng là trong từ ma ngục mệnh tinh lưu truyền tới, nếu như có thể luyện thành mà nói, về sau hắn thắp sáng ma ngục mệnh tinh, cũng có thể thêm ra một phần sức mạnh. Lập tức, Diệp Thần liền tĩnh tâm quan sát trên vách động kỳ quan pháp môn, yên lặng ghi khắc lĩnh ngộ. Nếu Tường Vi thì xếp bằng ở trên hóa sinh phệ linh trận, mượn nhờ trận pháp chậm rãi hấp thu trong thâm uyên địa ngục ma khí, khôi phục tu vi. Diệp Thần quan sát lấy thập đại kỳ quan, chín thương cổ hoàng âm thanh lại tại trong lòng của hắn vang lên. Mộ chủ, người thật muốn thắp sáng ma ngục mệnh tinh a? Trong lòng Diệp Thần khẽ nhúc nhích, suy nghĩ một chút, gật đầu nói, đó là tự nhiên, ma ngục mệnh tinh, uy năng so thần giáp mệnh tinh cường hãn gấp trăm lần, ta có thể nào bỏ lỡ. Nếu như ta bây giờ liền có thể thắp sáng ma ngục mệnh tinh mà nói, ta cũng không cần chịu tơ tình hành hạ. Đừng nói hoàn chỉnh ma ngục mệnh tinh, coi như chỉ là câu khóa hình độ 4 khối mảnh vụn tùy tiện một khối, năng lượng cũng là tồn tại cực kỳ khủng bố, tỉ như độ chi mảnh vụn, liền nắm giữ vô thượng siêu độ vĩ lực. Chín thương cổ hoàng nói, ma ngục mệnh tinh, người coi như đốt sáng lên, cũng sẽ bị kia cái gì hắc ám nữ thần dập tắt a. Hắc ám huynh đệ hội tất nhiên sẽ nhằm vào ngươi. Nghe vậy, Diệp Thần lập tức run lên, đích xác. Hắc ám huynh đệ hội sau lưng vị kia thần bí hắc ám nữ thần, trước đây khắp nơi nhằm vào thiên tổ, thậm chí công diệt luân hồi địa ngục. Vị kia hắc ám nữ thần, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép, luân hồi địa ngục trật tự lần nữa thành lập. Nhằm vào cũng không biện pháp, con đường của ta, nhất thiết phải tiếp tục đi. Diệp Thần ánh mắt kiên định, cũng không sợ cái gì, nếu như hắc ám nữ thần muốn ghim hắn, vậy thì tới, hắn gió to sóng lớn gì đều đã trải qua, tuyệt sẽ không lại sợ hãi ai. Chín thương cổ hoàng do dự một chút, nói, ân, chờ sau này sụp đổ chi chủ thức tỉnh, người có lẽ có thể cùng hắn thương lượng một chút, gọi hắn khuyên nhủ cái kia hắc ám nữ thần, không cần quấy rối phá hư cái gì. Diệp Thần sững sờ, nói, cái gì, sụp đổ chi chủ. Sụp đổ chi chủ, là lục đạo cổ thần người thứ năm, luận thực lực, gần với thiên đấu sát thần, so với chín thương cổ hoàng còn muốn lợi hại hơn. Trước kia, chín thương cổ hoàng muốn thiết lập vĩ đại nhân hoàng đế quốc. Muốn để chư thiên tranh đấu lắng lại, hắn từng mời sụp đổ chi chủ ra tay, xem đế quốc của mình, có thể hay không chống lại sụp đổ sức mạnh. Nhưng,
sụp đổ chi chủ cường đại, gia chín thương cổ hoàng dự kiến, sụp đổ sức mạnh kinh khủng, cũng là hắn không ngờ tới, khi sụp đổ chi chủ sụp đổ khí tức, tại đế quốc của hắn tàn phá bừa bãi, đế quốc của hắn liền khắp nơi băng liệt sụp đổ, hướng đi hủy diệt. Bây giờ, Diệp Thần nghe chín thương cổ hoàng lời nói, vị kia sụp đổ chi chủ, thế mà tựa hồ cùng hắc ám nữ thần, có liên hệ gì? Chín thương cổ hoàng nói, đúng vậy, sụp đổ chi chủ, hắn kỳ thực là hắc ám huynh đệ hội người, là đã từng hắc ám nữ thần đệ tử, bất quá hắn về sau bị bóng tối nữ thần đuổi đi. Bởi vì, lực lượng của hắn quá kinh khủng, ngày càng tăng trưởng, đã có đánh vỡ thế giới khả năng, mà hắc ám nữ thần là trụ thần là tuyệt đối không cho phép thế giới bị phá vỡ, cho nên nàng liền đem hắn đuổi đi. Bất quá, hai người còn duy trì sư đồ tình cảm, sụp đổ chi chủ cũng rất nghe lời, hứa hẹn tự chém tu vi, tuyệt không vọng tưởng đánh vỡ thế giới, cũng không vọng tưởng đi tới thế giới bên ngoài. Nếu như hắn không tự chém tu vi mà nói, kỳ thực thực lực của hắn, là có thể tiếp tục tăng trưởng tiếp, ít nhất cũng có thể cùng thiên đấu sát thần sánh vai. Diệp Thần nghe một hồi choáng váng, nói, thì ra sụp đổ chi chủ, lại là hắc ám trong huynh đệ hội người, thậm chí, là hắc ám nữ thần đệ tử. Hai người là sư đồ. Chín thương cổ hoàng thở dài, đúng vậy, sụp đổ chi chủ thân phận cực kỳ đặc thù. Lúc này, thiên đấu sát thần âm thanh cũng vang lên, mang theo một tia thê lương nói, kỳ thực, sụp đổ chi chủ nếu như không tự chém tu vi mà nói, hắn tiếp tục tu luyện tiếp, đâu chỉ là cùng ta sóng vai, thậm chí siêu việt ta đều có thể. Hắn là trời sinh yêu nghiệt, tu luyện kỳ tài. Trước kia thiên tổ từng muốn lôi kéo hắn, mời hắn làm luân hồi địa ngục phòng thủ ngục giả, nhưng bị bóng tối nữ thần đoạt trước tiên thôi. Bất quá, ha ha, sau khi hắn chết, linh hồn lại quy về tòa mộ này địa, cũng coi như thiên tổ lật về một ván. Diệp Thần ngơ ngẩn nhìn xem sụp đổ chi chủ mộ bia, cái kia mộ bia bình tĩnh đứng sừng ở trong luân hồi mộ địa, trước mắt cũng không có bất luận cái gì thức tỉnh dấu hiệu. Chín thương cổ hoàng hướng Diệp Thần nói, mộ chủ, nếu như ngươi không muốn cùng hắc ám huynh đệ hội vạch mặt mà nói, vậy nhất định phải thật tốt lợi dụng sụp đổ chi chủ quan hệ. Hắn từng là hắc ám huynh đệ hội đại sư huynh, là thủ tịch đệ tử, bây giờ hắc ám huynh đệ hội tất cả thành viên, cũng là sư đệ sư muội của hắn. Diệp Thần suy nghĩ xuất thần, chợt lắc lắc đầu nói, sụp đổ chi chủ còn không có thức tỉnh dấu hiệu, ta coi như muốn lợi dụng quan hệ của hắn, cũng không thể nào. Chín thương cổ hoàng nói, ân, người trước tiên có thể xem bản vẽ này. Nói xong, chín thương cổ hoàng liền sử dụng một bức tranh vẽ, hiện ra ở Diệp Thần trước mắt. Đây là... Diệp Thần nhìn xem cái kia phúc đồ, liền thấy trong hình vẽ, miêu tả lấy một người đẹp, ngâm tại trong nước sông hình ảnh. Mỹ nữ kia cúi người, thể hiện ra bóng loáng trắng nõn phía sau lưng, kia hà thủy dường như là bể tình, nữ tử tự mình ngâm tại trong bể tình, trên trời minh nguyệt chiếu rọi, một mảnh lạnh lẽo. Bể tình bên trên sương mù tràn ngập, làm nổi bật lên thân ảnh của nàng có chút thê lương. Đây là cái gì? Diệp Thần nghi hoặc không hiểu hỏi. Trong bức họa kia nữ tử, tựa như là đại ái thần phong tình tuyết a. Diệp Thần lại có chút chấn động, bởi vì hắn phát hiện, chín thương cổ hoàng bày ra bức họa, cô gái trong tranh tựa hồ chính là đại ái thần phong tình tuyết. Tuy chỉ có một đạo bóng lưng, nhưng Diệp Thần đối với đại ái thần phong tình tuyết, thực sự quá quen thuộc, cho nên một mắt phía dưới liền có thể nhìn ra. Nhìn thấy phong tình tuyết trắng nõn bóng loáng ra lưng, trong lòng Diệp Thần lại là một hồi khô nóng, tơ tình ẩn ẩn phát tác, không khỏi nhíu chặt lông mày. Ân, phong tình tuyết, trong bức họa kia nữ tử, là đại ái thần phong tình tuyết sao? Chín thương cổ hoàng một hồi kinh ngạc, người trong bức họa chỉ có một đạo bóng lưng, hắn đồng thời không thể nhận ra. Chính là nàng, không có sai. Tiền bối, người mau đem bức họa thu lại. Diệp Thần khẽ cắn môi. Hắn nhìn thấy bức họa này trong nháy mắt, tơ tình liền muốn phát tác, người trong bức họa ngoại trừ là phong tình tuyết, còn có thể là ai? Chín thương cổ hoàng nhìn thấy Diệp Thần tơ tình phát tác khó chịu bộ dáng, vội vàng đem bức họa thu lại, lại là lo sợ nghi hoặc nói, bức họa này, là sụp đổ chi chủ cho ta, hắn nói người trong bức họa là hắc ám nữ thần, thế nào lại là đại ái thần đâu? Diệp Thần một hồi kinh hãi, ẩn ẩn có cái đáng sợ ngờ tới, nói, vị kia hắc ám nữ thần. Chính là đại ái thần. Hắc ám nữ thần thân phận thần bí, liền thiên tổ đều không thể nhìn trộm chân thực thân phận. Chẳng lẽ nói, vị này thần bí hắc ám nữ thần, lại chính là phong tình tuyết? Chín thương cổ hoàng nói, không có khả năng, không có khả năng, phong tình tuyết là thiên tổ hồng nhan chi giao, nàng như thế nào lại thiết lập hắc ám huynh đệ hội, khắp nơi cùng trời tổ đối nghịch? Diệp Thần nói,
thế nhưng người trong bức họa, đích xác chính là Phong Tình Tuyết không tệ, ta sẽ không nhìn lầm. Chín Thương Cổ Hoàng trầm mặc, ngơ ngác xuất thần, cảm thấy sự tình sau lưng nhân quả đáng sợ, sau một hồi lâu, hắn mới lên tiếng, trước kia sụp đổ chi chủ, cho ta bức họa này, kỳ thực là một vấn đề đáp án. Diệp Thần nói, vấn đề gì? Chín Thương Cổ Hoàng nói, đại đạo trung cực là cái gì? Diệp Thần trái tim không hiểu căng thẳng, nói, là cái gì? Chín Thương Cổ Hoàng lắc lắc đầu nói, ta không biết, nhưng đáp án liền tại đây bức họa bên trong, bức họa này là Hắc Ám Nữ Thần vẽ, đại đạo trung cực là cái gì? Hắc Ám Nữ Thần đã có đáp án, ngay tại họa bên trong. Diệp Thần lẩm bẩm nói, đại đạo trung cực. Vấn đề này, là không không lúc nào khoảng không, tinh không bị ngạn, thậm chí thiên ngoại trụ thần nhóm, đều tại tìm tòi nghiên cứu trung cực chi hỏi. Đại đạo trung cực phần cuối, đến cùng là cái gì, người người có thể đều có đáp án của mình, cũng có thể kỳ thực cuối cùng cũng không có đáp án. Diệp Thần hồi tưởng lại vừa mới bức họa kia, Phong Tình Tuyết một người cô độc đắm chìm trong bể tình hình ảnh, nội tâm của hắn ẩn ẩn có xúc động, đại khái bắt được Hắc Ám Nữ Thần đáp án. Chín Thương Cổ Hoàng nói, trước kia sụp đổ chi chủ nói, nếu có một ngày, hắn lâm vào ngủ say, ta có thể dùng vấn đề kia đáp án đi tỉnh lại hắn. Nhưng ta từ đầu đến cuối không biết, vấn đề kia đáp án dĩ nhiên là cái gì, đại đạo trung cực là cái gì, ta cũng mười phần hoang mang. Mộ chủ, nếu như ngươi có thể giải mã bức họa kia sau lưng đáp án, có lẽ, liền có thể tỉnh lại sụp đổ chi chủ. Diệp Thần ánh mắt ngưng luyện, hình như có tinh mang lấp lóe, nói, ân, ta có đáp án. Chín Thương Cổ Hoàng lập tức chấn động, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nói, cái gì? Ngươi nhanh như vậy đã có đáp án. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, đó là Hắc Ám Nữ Thần đáp án của mình, có thể cũng không phải là chân lý. Chín Thương Cổ Hoàng có chút kích động nói, đáp án kia là cái gì? Hắn cũng rất muốn biết, đại đạo trung cực là cái gì, coi như cái kia trả lời chỉ là Hắc Ám Nữ Thần giải thích của mình, nhưng cũng có cực lớn giá trị tham khảo, đối với hắn tu luyện cảm ngộ cũng có lẽ vô cùng hữu ích. Diệp Thần nhưng vẫn là lắc đầu nói, Chín Thương tiền bối, ta cảm thấy, Ngô, đáp án kia có thể sẽ loạn ngươi đạo tâm, vẫn là sau đó rồi nói sau, ta nếm trước thí tỉnh lại sụp đổ chi chủ. Dưới mắt Xà Thiên Đế cùng Lăng Tiêu Thiên Cung liên hợp, Diệp Thần áp lực không nhỏ, nếu có thể sắp sụp hỏng chi chủ cũng tỉnh lại, vậy hắn liền vô địch, không cần lo lắng nữa bất kỳ xung đột nào. Chín Thương Cổ Hoàng cau mày nói, phải không? Hắn còn nghĩ biết vấn đề kia đáp án, nhưng Diệp Thần không chịu nói, hắn cũng không thể cưỡng cầu. Diệp Thần hít sâu một hơi, đi đến sụp đổ chi chủ trước mộ bia, ngồi xổm người xuống đưa bàn tay đè vào trên bia mộ, nhắm mắt lại, yên lặng đem trong lòng mình đáp án, truyền ra ngoài. Ông! Trong lòng của hắn đáp án truyền ra sau, sụp đổ chi chủ mộ bia, quả nhiên toát ra một cỗ hào quang màu xám, luồng hào quang màu xám kia, tràn ngập tà lệ, hắc ám, kinh khủng, sụp đổ, chôn vùi khí tức, làm người sợ hãi. Đó là sụp đổ chi chủ khí tức ba động. Sụp đổ chi chủ là trong lục đạo cổ thần duy nhất tà thần. Hơn nữa, hắn cũng là viễn cổ thời đại, cấp cao nhất tà thần. Hắn người mang sụp đổ pháp tắc, hắn đi tới chỗ nào, nơi nào liền muốn sụp đổ, mặc kệ là tinh không nhật nguyệt, vẫn là núi non sông ngòi, thiên địa càn khôn hết thảy, cũng đỡ không nổi hắn sụp đổ chi khí. Mộ bia bên trong tản ra sụp đổ chi khí, làm cho Diệp Thần cũng không nhịn được lui về sau mấy bước, đồng tử hơi co lại nhìn chằm chằm cái kia mộ bia. Nhưng, sụp đổ chi chủ mộ bia, tà quang lấp lóe sau một lúc, rất nhanh liền tiêu tán, không tiếp tục xuất hiện cái gì ba động. Chuyện gì xảy ra, sụp đổ chi chủ rõ ràng đã tỉnh, nhưng thế mà ra không được. Diệp Thần lông mày nhíu một cái, hắn vừa mới truyền ra vấn đề kia đáp án sau, hắn liền cảm thấy, ngủ say sụp đổ chi chủ, đã thức tỉnh, nhưng giống như chịu đến một loại nào đó nguyền rủa cấm chế, không cách nào từ mộ bia bên trong hiện thân đi ra. Chín Thương Cổ Hoàng nói, hẳn là hồn thiên đế nguyền rủa. Diệp Thần nói, cái gì? Chín Thương Cổ Hoàng nói, trước kia sụp đổ chi chủ giống như ta, cũng là bị hồn thiên đế giết chết, hồn thiên đế sức mạnh cực kỳ khủng bố, bị hắn giết chết người, linh hồn cũng muốn chịu đến nguyền rủa. Mộ chủ, ta có thể khôi phục, là ngươi dùng chủy thủ mưa chặt đứt nguyền rủa giam cầm, cái kia muốn sụp đổ chi chủ thức tỉnh mà nói, còn phải thủ đoạn đặc thù phá vỡ hắn nguyền rủa. Diệp Thần nói, thủ đoạn gì? Chín Thương Cổ Hoàng nói, ta cũng không xác định, ai, tóm lại hiện tại lời nói, hẳn là không có cách nào tỉnh lại sụp đổ chi chủ. Diệp Thần yên lặng nhìn xem sụp đổ chi chủ mộ bia,
cũng là có chút bất đắc dĩ cùng thất vọng, nói, tốt a, vậy chờ sau này lại nói. Đại đạo trung cực là cái gì, hắn kỳ thực đã biết đáp án, có thể tỉnh lại sụp đổ chi chủ, nhưng sụp đổ chi chủ linh hồn, còn chịu đến hồn thiên đế nguyền rủa giam cầm, tại cái này giam cầm không có chặt đứt phía trước, sụp đổ chi chủ không cách nào từ trong mộ bia hiện thân. Rơi vào đường cùng, Diệp Thần tinh thần không thể làm gì khác hơn là từ luân hồi trong mộ địa đi ra, liền thấy như Tường Vi đã nhập định, đang không ngừng thông qua hóa sinh phệ linh trận, hấp thu trong thâm uyên ma khí. Diệp Thần tập trung ý chí, tiếp tục quan sát cái kia thập đại địa ngục kỳ quan pháp môn, Nhật Nguyệt Bảo Luân, Đại Pháp Loa, Đại Pháp Trống, Tràng Hạt, Mị Ma các loại kỳ quan, mỗi một môn pháp môn đều có chút phức tạp, may mắn Diệp Thần thiên phú rất tốt, để tâm vô cùng tốt, hai ngày thời gian, cũng đầy đủ hắn đem tất cả kỳ quan pháp môn, toàn bộ ghi khắc xuống. Chỉ qua một ngày, Diệp Thần liền đem thập đại kỳ quan pháp môn, toàn bộ khắc sâu nhớ kỹ tới. Cái này thập đại địa ngục kỳ quan, Nhật Nguyệt Bảo Luân khó khăn nhất chế tạo, bởi vì liên lụy tới Nhật Nguyệt Quang Huy biến hóa, nói như vậy, chỉ có tinh không bỉ ngạn phía trên, Nhật Nguyệt cảnh cường giả, mới có thể lĩnh hội chế tạo. Nhưng, Diệp Thần tu luyện qua Nhân Hoàng Lục Quyết, Nhân Hoàng Lục Quyết bên trong tầng thứ nhất Nhật Nguyệt Thần Quang, trong đó liền dính đến Nhật Nguyệt chi đạo biến hóa. Đạo là tương thông, hắn đã luyện thành Nhật Nguyệt Thần Quang, lại đi nhìn Nhật Nguyệt Bảo Luân kỳ quan, liền cảm thấy môn này kỳ quan, đủ loại chế tạo chi pháp, đủ loại pháp tắc biến hóa, hết sức quen thuộc. Thậm chí, trong lòng của hắn đều dục dịch, muốn bắt đầu chế tạo Nhật Nguyệt này Bảo Luân. Thập đại kỳ quan bên trong, lấy Nhật Nguyệt Bảo Luân cường đại nhất, cũng khó khăn nhất chế tạo, nhưng đối với Diệp Thần tới nói, chế tạo Nhật Nguyệt Bảo Luân, ngược lại là đơn giản nhất, bởi vì hắn đã lĩnh ngộ không thiếu Nhật Nguyệt đạo pháp. Nếu là ta có thể chế tạo Nhật Nguyệt Bảo Luân mà nói, đưa qua mấy ngày đi Lăng Tiêu Thiên Cung, cũng có thể nhiều mấy phần sức mạnh. Diệp Thần trong lòng lặng lẽ suy nghĩ, nhưng cân nhắc đến chính mình tư tình còn không có bị áp chế, hắn vẫn là nhấn xuống nội tâm ý niệm. Bây giờ, chỉ có thể chờ đợi như Tường Vi ra tay, thay hắn áp chế tư tình. Lại qua gần nửa ngày, trong tu luyện như Tường Vi, cuối cùng là mở mắt, cái kia rực rỡ trong suốt sâu trong mắt, lại tựa hồ như có hai điểm quỷ hỏa viêm mang đang nhảy nhót, có chút khiếp người. Tường Vi cô nương, như thế nào? Diệp Thần gặp như Tường Vi tỉnh, liền ngay cả hỏi vội. Nếu Tường Vi ánh mắt như đốt, nói, luân hồi chi chủ, ta có thể vận dụng địa ngục phong ma đại thần thông, trước tiên thay ngươi áp chế tơ tình, nhưng phương pháp này sẽ để cho ngươi lâm vào trong địa ngục cơn ác mộng dày vò, kỳ thực chính là dùng địa ngục ác mộng, đi che giấu ngươi tơ tình ác mộng. Diệp Thần trong lòng hơi động, cười nói, ha ha, chính là dùng một cơn ác mộng, đi che giấu một cái khác ác mộng. Biện pháp này, ta ngược lại thật ra có chút quen thuộc. Bất quá địa ngục ác mộng lại thống khổ, chắc hẳn cũng không có tơ tình quấn tâm dày vò, ngươi ra tay đi. Diệp Thần cũng không có cái gì do dự, cái kia tơ tình mang đến cho hắn đau đớn, thực sự quá khó chịu, đây không phải là đao búa phòng tai bổ giống như thẳng tới thẳng lui đau đớn, là khắc cốt triền miên, như xuân mưa liên miên bất tuyệt. Như sợi tơ quấn quanh toàn thân, đay rối không hiểu, đã không còn mà vẫn thấy vương vấn khốn khó nỗi khổ, thật giống như một cước giẫm vào vũng bùn trong vực sâu, càng dẫy dụa ngược lại càng lún càng sâu. Diệp Thần tình nguyện đi tiếp nhận địa ngục cơn ác mộng dày vò, cũng không muốn lại chịu tơ tình quấn quanh. Nếu Tường Vi nhìn thấy Diệp Thần bộ dáng như vậy, cũng không nhịn được cười cười, nói, tốt, ta hiểu rồi, ngươi qua đây a. Diệp Thần gật đầu, liền đi tới như Tường Vi trước người. Khoanh chân ngồi xuống, cùng nàng mặt đối mặt. Nếu Tường Vi duỗi ra song trưởng, Diệp Thần cũng thần trưởng chống đỡ, hai người bốn trưởng tiếp xúc, lập tức, từng sợi hắc ám kinh khủng địa ngục ma khí, liền từ như Tường Vi trên bàn tay truyền ra, giống như rắn độc điên cuồng quấn lên Diệp Thần cánh tay, đồng thời hướng trong thân thể của hắn thẩm thấu mà đi. Ngô! Diệp Thần kêu lên một tiếng, đại lượng địa ngục ma khí tràn vào, lập tức để cho hắn cảm thấy mắt tối sầm lại. Phảng phất thấy được một màn kinh khủng địa ngục tranh cảnh, núi thây biển máu, đầy trời tu la dạ xoa bay múa, núi đao luyện ngục, vạn quỷ gào thét. Hắn vô ý thức muốn ngăn cản, muốn dùng thiên đường thánh đạo thủ đoạn, đi tịnh hóa cái kia địa ngục ma khí. Nếu Tường Vi lớn tiếng nói, đừng phân tâm, nghĩ áp chế tơ tình mà nói, thì nhịn ở. Trong lòng Diệp Thần run lên, liền cắn răng nhịn xuống, không có đi hóa giải nhập thể ma khí, tùy ý ma khí tàn phá bừa bãi. Rất nhanh, trong đầu của hắn, liền tràn đầy địa ngục như ác mộng tràng cảnh, càng đem phong tinh tuyết thân ảnh che giấu đi. Vốn là, hắn tự tình quấn thân phía dưới,
trong đầu lúc nào cũng lượn vòng lấy Phong Tinh Tuyết cái bóng, vung đi không được. Nhưng bây giờ, địa ngục ác mộng tràng cảnh xuất hiện, lại làm cho Diệp Thần trong đầu, chỉ có núi thây biển máu địa ngục, cũng lại không nhìn thấy nửa điểm cái khác cái bóng. Hắn tờ tình, quả nhiên là bị áp chế đi xuống. Diệp Thần trong lòng đại hỉ, mặc dù, như vậy địa ngục cơn ác mộng tràng cảnh, mang cho hắn thể nghiệm, cũng tuyệt đối không thoải mái, cũng là có cực lớn hắc ám đau đớn. Nhưng ít ra, cỗ này đau đớn, là thẳng tới thẳng lui, không giống tờ tình như vậy liên miên quấn quanh, lấy Diệp Thần cường đại đạo tâm, cỗ này địa ngục hành hạ đau đớn, hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận. Như thế nào? Nếu Tường Vi thu về bàn tay, chỉ thấy Diệp Thần trong đồng tử lộ ra một vẻ kinh khủng đen như mực, nàng không khỏi thầm kinh hãi, chỉ sợ cái kia địa ngục phong ma thủ đoạn, sẽ cho Diệp Thần tạo thành cái gì không thể nghịch tổn thương. Diệp Thần nhếch miệng cười cười, nói, không có việc gì. Tự tình bị áp chế, cái này địa ngục ác mộng, ta có thể tiếp nhận. Nói đi, Diệp Thần lại nhìn không được nắm quyền một cái, chỉ cảm thấy nội tâm ý niệm thông suốt, trước nay chưa có thoải mái, cái kia địa ngục cơn ác mộng tràng cảnh, mang cho hắn, không chỉ là đau đớn, còn có kỳ quan vĩ đại. Diệp Thần cũng cảm giác được, tại trong thức hải của chính mình, xuất hiện 10 loại kỳ quan đồ đằng, chính là Nhật Nguyệt Bảo Luân, Đại Pháp Loa, Đại Pháp Trống, Tràng Hạt, Mị Ma, Hàng Ma Kiếm. Chấn hồn bia các loại kỳ quan, những thứ này kỳ quan cũng là từ ma ngục mệnh tinh thượng lưu truyền tới, nếu Tường Vi mang cho hắn địa ngục đau đớn, cũng làm cho hắn nhìn thấy địa ngục thập đại kỳ quan. Thập đại kỳ quan bên trong, lấy Nhật Nguyệt Bảo Luân kỳ quan, óng ánh nhất lóa mắt. Kiến tạo địa ngục giả, nhất định phải có chấn áp uy năng, bằng không chỉ có thể bị ma khí phản phệ. Nhật Nguyệt Bảo Luân, chính là chấn áp địa ngục kỳ quan, huy hoàng hừng hực, Nhật Nguyệt Quang Huy chiếu rọi, vạn quỷ thần phục. Yêu ma cúi đầu, thần hóa chúa tể, trấn áp trong địa ngục thần ma, cường hoành vô địch. Diệp Thần trong lòng hơi động, liền cảm thấy mình tại quan tưởng Nhật Nguyệt Bảo Luân thời điểm, trong đầu địa ngục ác mộng mang tới đau đớn, lập tức liền đại đại giảm bớt. Nhật Nguyệt Bảo Luân, có thể trấn áp địa ngục. Trong vô thức, Diệp Thần bắt đầu điều động chính mình trong đan điền linh khí, trong huyết mạch năng lượng, đi chế tạo Nhật Nguyệt Bảo Luân. Hắn có Nhật Nguyệt thần quang nội tình, đi chế tạo Nhật Nguyệt Bảo Luân. Liền cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, Nhật Nguyệt Bảo Luân đang nhanh chóng hình thành, tại trong thức hải của hắn nhấc lên sóng to gió lớn, làm cho địa ngục quần ma chấn nhiếp, bay lên trời giả xoa tu la toàn bộ rơi xuống đất, khóc thét lên ác quỷ, toàn bộ quỳ xuống, tiếng khóc đã biến thành cầu khẩn cầu nguyện cùng cầu xin tha thứ âm thanh. Tại Diệp Thần trong thức hải, khác 9 đại kỳ quan đồ đằng, đã toàn bộ ẩn nặc, chỉ còn lại Nhật Nguyệt Bảo Luân, đang không ngừng nở rộ quang huy, không ngừng từ huyễn tưởng khái niệm. Nhanh chóng chế tạo thành chân thực. Nếu Tường Vi còn không biết Diệp Thần trong thức hải biến hóa kinh người, tự mình nói, luân hồi chi chủ, ta bây giờ thay ngươi áp chế tơ tình, là dùng một cơn ác mộng, che giấu một cái khác ác mộng, trong lòng ngươi chắc hẳn vẫn là vô cùng đau đớn. Cái kia tơ tình, muốn giải quyết triệt để mà nói, ngươi phải tìm được Hỗn Nguyên Kim Hộp mới được, dạng này, ta khi xưa sức mạnh, mới có thể khôi phục, ta mới có thể một lần nữa chấp trưởng độ chi mảnh vụn pháp tắc, thay ngươi siêu độ tịnh hóa. Diệp Thần nghe như Tường Vi lời nói, lại là có chút ngoảnh mặt làm ngơ, tâm thần toàn bộ đắm chìm tại trong Nhật Nguyệt Bảo Luân chế tạo. Cuối cùng, trong chốc lát, tại Diệp Thần khí huyết chế tạo phía dưới, Nhật Nguyệt Bảo Luân, cũng là từ huyễn tưởng khái niệm, trực tiếp lột xác thành chân thực. Ong ong ong, từng đợt Nhật Nguyệt rực rỡ quang huy, từ trên thân Diệp Thần tràn ngập ra, chiếu rọi toàn bộ động quật. Ôi! Nếu Tường Vi lúc này mới cảm giác khác thường, giật nảy cả mình hò hét một tiếng. Liền thấy tại Diệp Thần sau đầu, một cái cực lớn mâm tròn, chậm rãi nổi lên, tựa như là đúc bằng kim loại mà thành, toàn thân hiện ra một cỗ huyền ảo hoa văn, phía trên bảo thạch giống như nhật nguyệt tinh thần nạp, ánh sáng chói mắt như ngân hà lật úp, tráng lệ trang nghiêm, giống như ẩn chứa ban ngày cùng đêm tối vô tận thần bí. Đây là, Nhật Nguyệt Bảo Luân, làm sao có thể? Nếu Tường Vi lên tiếng kinh hô, tại trong thập đại kỳ quan, Nhật Nguyệt Bảo Luân thế nhưng là cấp cao nhất tồn tại. Cái này kỳ quan tại không không lúc nào khoảng không, căn bản là không có khả năng tạo ra, bởi vì không có người có thể lĩnh ngộ Nhật Nguyệt pháp tắc huyền bí. Nhưng hết lần này tới lần khác, Diệp Thần liền chế tạo ra tới. Hơn nữa, vẫn là như thế huy hoàng, vĩ đại, hừng hực, mênh mông. Diệp Thần mở hai mắt ra, trong mắt của hắn, tại thời khắc này, phảng phất cũng thành Nhật Nguyệt, vô cùng huy hoàng thâm thúy vĩ đại, vừa mới hắn còn thừa nhận địa ngục hắc ám dày vò đau đớn. Nhưng bây giờ, hắn một chút đau đớn cũng không có. Bởi vì, ngày đó Nguyệt Bảo Luân sinh ra,
trong thức hải của hắn tất cả địa ngục huyễn tượng, toàn bộ bị trấn áp xuống, hiện tại hắn liền tựa như là địa ngục chúa tể, là thủ hộ địa ngục trật tự, dùng vô tận sức mạnh trấn áp địa ngục quần ma vương giả. Nếu Tường Vi nhìn xem Diệp Thần, thật giống như nhìn xem trong địa ngục chúa tể chi vương, nàng thân thể mềm mại hơi hơi phát run lấy, ngày xưa nàng thế nhưng là một trong tứ đại quỷ sai đô thống, chấp trưởng độ chi mảnh vụn tồn tại, nhưng bây giờ nhìn xem Diệp Thần, nàng liền cảm thấy mình nhỏ bé, phảng phất tùy thời có thể bị nghiền ép. Đây là Nhật Nguyệt Bảo Luân hào quang, mang cho Diệp Thần kinh thiên khí thế. Cho dù hắn còn không có thắp sáng ma ngục mệnh tinh, thậm chí ngay cả bốn khối mảnh vụn bất kỳ một khối nào đều không cầm tới, nhưng chế tạo ra Nhật Nguyệt Bảo Luân hắn, nghiễm nhiên là địa ngục chúa tể. Nhật Nguyệt Bảo Luân, cái này kỳ quan, thực sự là cường đại a. Diệp Thần cảm thụ được Nhật Nguyệt Bảo Luân huy hoàng cùng hừng hực, cũng không nhịn được nắm chặt nắm đấm, nội tâm một hồi mừng rỡ. Đúc thành Nhật Nguyệt Bảo Luân, hắn đối kháng Xà Thiên Đế cùng Lăng Tiêu Thiên Cung, liền lại nhiều mấy phần sức mạnh. Nhật Nguyệt Quang Huy, không ngừng rực rỡ nở rộ, không chỉ là chiếu rọi hóa sinh cấm địa động quật, còn tràn ngập ra đi, thần quang diễm diễm, tại trải qua Ngọc Hoàng kính chiết xạ, chiếu rọi bầu trời, cuối cùng lại chiếu rọi toàn bộ Huyền Minh Điện. Huyền Minh Điện sơn môn các nơi, nhìn thấy cái kia sáng chói Nhật Nguyệt Quang Huy, tất cả mọi người đều là hoảng hốt. Đây là cái gì? Là, Nhật Nguyệt Bảo Luân Huy Hoàng. Ai chế tạo ra Nhật Nguyệt Bảo Luân? Chẳng lẽ là Điện Chủ Đại Nhân? Nếu là Điện Chủ chế tạo ra Nhật Nguyệt Bảo Luân, cái kia siêu việt Lăng Tiêu Thiên Tôn, che đậy Lăng Tiêu Thiên Cung, cũng là lật tay ở giữa a. Vô số tiếng nghị luận xôi trào, tại Huyền Minh Điện Sơn Môn trong chủ điện, Điện Chủ Huyền Minh Âm Tổ cũng là một mặt mộng bức cùng kinh ngạc. Nhật Nguyệt này Bảo Luân, căn bản không phải hắn chế tạo a. Hắn còn không có tư cách này. Cái kia, tia sáng đến từ đâu? Canh giữ ở cấm địa động quật cửa vào Tô Vô Thương, cũng là choáng váng, vô cùng kinh hãi nhìn xem trong sơn động, kêu lên. Luân hồi chi chủ, ngươi đúc thành Nhật Nguyệt kỳ quan, âm thanh tràn ngập không thể tin ý vị. Hắn hoàn toàn không thể tin được, thế gian này, lại có thể có người có thể đúc thành Nhật Nguyệt Bảo Luân. Lúc này Diệp Thần, cũng là từ trong động quật đi ra, nếu Tường Vi liền đi theo phía sau hắn, mặt mũi tràn đầy bộ dáng khiếp sợ. Nếu tâm, các ngươi. Tô Vô Thương gặp Diệp Thần đi ra, Nhật Nguyệt Bảo Luân hào quang, đong đưa hắn cơ hồ mắt mở không ra. Quá cường đại. Nếu Tường Vi gặp được Tô Vô Thương, mới hồi phục tinh thần lại, cảm thấy rùng mình, kêu lên, không tốt. Huyền Minh Điện người đã bị kinh động. Chỉ thấy bốn phương tám hướng, có từng đạo thần quang lao nhanh bay vụt mà đến, chính là Diệp Thần đúc thành Nhật Nguyệt Bảo Luân, bàng bạc hào quang chấn động Huyền Minh Điện, toàn bộ Huyền Minh Điện đều đã bị kinh động. Điện chủ Huyền Minh Âm Tổ cùng tất cả trưởng lão các cường giả, gào thét mà đến. Nếu Tường Vi lập tức biến sắc, dù sao Diệp Thần là tội phạm truy nã, nếu là Huyền Minh Điện vạch mặt, vậy thì phiền toái. Bất quá, Diệp Thần biểu lộ lại là khá bình tĩnh, không sợ chút nào, còn an ủi như Tường Vi nói, đừng hoảng hốt. Xoát xoát xoát. Trong chớp mắt, từng đạo cường đại thân ảnh, liền giáng lâm xuống, chính là Huyền Minh Âm Tổ cùng một đám Huyền Minh Điện cao tầng các cường giả. Cha, chư vị trưởng lão. Tô Vô Thương dọa đến gương mặt tái nhợt, vội vàng khom mình hành lễ. Huyền Minh Âm Tổ ánh mắt nhìn quanh toàn trường, nhìn thấy Diệp Thần cùng như Tường Vi đều ở nơi này, cũng là tương đối kinh ngạc, nói, nếu tâm thánh nữ, luân hồi chi chủ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn bấm ngón tay tính toán, lập tức bắt được một điểm thiên cơ, biết là Tô Vô Thương đem người mang tới, ánh mắt lập tức hướng Tô Vô Thương nhìn lại. Tô Vô Thương vội vàng quỳ xuống. Nói, cha, đều là sai của ta. Huyền Minh Âm Tổ trong mắt lướt qua một tia che lấp, nhìn chằm chằm Diệp Thần, khi thấy sau lưng Diệp Thần cái kia huy hoàng Nhật Nguyệt Bảo Luân, hắn cũng là cảm thấy rùng mình, nói, luân hồi chi chủ, ngươi lại chế tạo ra Nhật Nguyệt Bảo Luân. Diệp Thần cười nhạt cười nói, ân, nâng bầu trời tổ phúc, may mắn chế tạo ra một đạo địa ngục kỳ quan. Huyền Minh Âm Tổ trong lòng kinh nghi bất định, trên dưới dò xét Diệp Thần, chỉ cảm thấy Diệp Thần khí tức bành trướng cường đại. Không có nửa điểm khốn khó ma chướng bộ dáng, tựa hồ tơ tình đã giải quyết, hoàn toàn không giống như là bi tình vây khốn bộ dáng. Trên thực tế, Diệp Thần tơ tình, là tạm thời bị như Tường Vi áp chế. Chỉ là, Huyền Minh Âm Tổ nhìn không ra, còn tưởng rằng Diệp Thần tơ tình đã giải quyết, trong lòng lập tức vô cùng e dè e ngại. Nếu là trạng thái toàn thịnh Diệp Thần, hắn sao dám đối mặt? Diệp Thần gặp Huyền Minh Âm Tổ không nói chuyện, cười hỏi. Lăng Tiêu Thiên Cung đang truy nã ta,
Huyền Minh Điện chủ là muốn bắt cầm ta đi lĩnh thưởng sao? Kỳ thực đây là Huyền Minh Điện địa bàn, nếu như Huyền Minh âm tổ thật muốn vạch mặt, cái kia Diệp Thần tuyệt đối cũng sẽ không dễ chịu. Nhưng, Huyền Minh âm tổ rõ ràng không có quyết liệt ý tứ, hắn biết rõ Diệp Thần cường đại, nếu là khai chiến, coi như hắn có thể thắng, chỉ sợ cũng phải bỏ ra đánh đổi nặng nề. Không dám, ta Huyền Minh Điện từ đầu đến cuối trung lập, không dám đắc tội Lăng Tiêu Thiên Cung, nhưng cũng tuyệt không dám đắc tội Luân Hồi Chi Chủ. Huyền Minh âm tổ chắp tay, đối với Diệp Thần tương đương khách khí. Chủ yếu là Diệp Thần tơ tình, nhìn từ bề ngoài đã hoàn toàn giải quyết, trong lòng của hắn cho dù có cái gì mạo hiểm ý niệm, tại Diệp Thần khí thế cường đại uy áp bên dưới, cũng toàn bộ dập tắt. Đặc biệt là, Diệp Thần còn chế tạo ra Nhật Nguyệt Bảo Luân, khí thế càng là huy hoàng không thêm. Phía trước Diệp Thần đi Cổ Hoàng Điện thời điểm, bởi vì bị tơ tình quấn thân, Cổ Hoàng Điện người bên kia, còn dám ra tay mạo phạm hắn, nhưng bây giờ, Huyền Minh Điện bên này, là hoàn toàn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trạng thái toàn thịnh Diệp Thần, vậy cho dù là Xà Thiên Đế, cũng không dám trêu chọc. Diệp Thần nhìn xem thái độ cung kính Huyền Minh âm tổ, không khỏi cười cười, nói, tất nhiên Huyền Minh Điện chủ nguyện ý bảo trì trung lập, vậy thì không thể tốt hơn nữa, thỉnh cho phép ta cáo từ trước, chúng ta qua mấy ngày tại Lăng Tiêu Thiên Cung gặp lại. Hắn tơ tình đã bị tạm thời áp chế, trong thời gian ngắn không có lại nổi giận nguy hiểm, hơn nữa còn đúc thành Nhật Nguyệt Bảo Luân, chuyến này thu hoạch cực lớn. Hắn cũng chuẩn bị cùng Như Tường Vi rời đi, vì mấy ngày sau thông gia tiệc cưới làm chuẩn bị. Huyền Minh âm tổ gặp Diệp Thần muốn đi, Nhật Nguyệt Bảo Luân hào quang cũng muốn dần dần thu liễm trở về, trong lòng của hắn khẽ động, vội vàng kêu lên, chậm đã. Ân. Diệp Thần ánh mắt ngưng lại, nói, Huyền Minh Điện chủ muốn giữ lại ta. Ngữ khí mang theo điểm xâm nhiên. Huyền Minh âm tổ chỉ sợ Diệp Thần hiểu lầm, hoảng hốt vội nói, ta không phải là ý tứ này, Luân Hồi Chi Chủ. Người đã đúc thành Nhật Nguyệt Bảo Luân, không biết có thể giúp ta Huyền Minh Điện một chuyện. Diệp Thần nói, a, cái gì? Huyền Minh âm tổ lấy lại bình tĩnh, lại có chút bất đắc dĩ nói, ta Huyền Minh Điện quanh năm tu luyện địa ngục ma đạo, người người trong lòng đều có ma chướng sát khí, cái kia sát khí phát tác lên, thực sự là đau đến không muốn sống. Nói xong, hắn đem ống tay áo của mình kéo lên, chỉ thấy cánh tay hắn có một đạo hắc ám hoa văn, giống như ma văn hướng về trên bờ vai kéo dài. Cái kia hoa văn bên trên lại có một chút xíu sương mù màu đen ai quanh quẩn, nhìn có chút quỷ dị. Nếu Tường Vi nhẹ nói, là ma âm sát, tiếp xúc cùng ma ngục mệnh tinh tương quan đồ vật, đều có thể lây nhiễm ma âm sát, khi ma âm sát chạm đến đại não, người thì sẽ hoàn toàn rơi vào ma âm, mất lý trí, trở thành chỉ biết giết hại yêu ma. Tỷ như năm đó phòng thủ ngục giả Thiên Nam Tu, chính là ma âm vào não, từng một trận biến thành điên rồ. Huyền Minh âm tổ đạo. Nếu tâm thánh nữ thực sự là kiến thức rộng rãi, ta Huyền Minh Điện người người cũng đã lây nhiễm ma âm sát, chỉ có thể dùng Nhật Nguyệt Bảo Luân thần quang hóa giải, ta chỉ cầu Luân Hồi Chi Chủ có thể lòng từ bi, thay ta mấy người hóa giải ma âm. Diệp Thần quay đầu quan sát Như Tường Vi, Nhật Nguyệt này Bảo Luân hắn còn không có chân chính sử dụng tới, có thể hay không hóa giải ma âm, hắn cũng không xác định. Nếu Tường Vi nói, bọn hắn ma âm sát còn không tính nồng đậm, người Nhật Nguyệt Bảo Luân có thể hóa giải. Nhưng cần tiêu hao ngươi không thiếu linh khí. Như vậy sao? Diệp Thần cười cười, ánh mắt chuyển động, nhìn xem lo lắng bất an đứng tại chỗ Huyền Minh âm tổ, đạo, muốn ta ra tay cũng có thể, đi nương nhờ ta, gia nhập vào ta Luân Hồi trận doanh, cùng ta cùng nhau đối kháng Lăng Tiêu Thiên Cung. Cái này, nghe được Diệp Thần nói lên điều kiện, Huyền Minh âm tổ lập tức chần chờ. Lăng Tiêu Thiên Cung mạnh mẽ quá đáng, hơn nữa sau lưng còn có Xà Thiên Đế cái bóng, hắn không dám lỗ mãng. Ngươi cũng không thể bảo ta không công ra tay đi. Diệp Thần nhún vai cười nói. Nếu Tường Vi nói, Huyền Minh Điện Chủ, có cơ hội gia nhập vào Luân Hồi trận doanh, đây là cơ hội trời ban, Lăng Tiêu Thiên Cung cùng Xà Thiên Đế lợi hại hơn nữa lại như thế nào, Luân Hồi Chi Chủ sau lưng thế nhưng là có vô số cao thủ, chỉ nói Phật Tổ cùng Diệp Tà Thần Lão Tiên Sinh, cũng không phải là Lăng Tiêu Thiên Cung có thể dễ dàng đối kháng, chớ nói chi là vị kia uy chấn chư thiên mặc cho phi phàm. Huyền Minh âm tổ thân thể run lên. Cũng biết Luân Hồi trận doanh cường đại, nhưng muốn hắn dễ dàng gia nhập vào, cùng Lăng Tiêu Thiên Cung đối kháng, hắn cũng không dám, trong lòng suy nghĩ một phen, cắn răng nói. Nếu là Luân Hồi Chi Chủ, có thể thay ta Huyền Minh Điện hóa giải ma âm sát, ta nguyện lập tức gia nhập vào. Diệp Thần cười nói, tốt lắm, ta lại thử xem. Hắn cũng nghĩ xem Nhật Nguyệt Bảo Luân uy năng, nhìn có phải thật vậy hay không có thể trấn áp địa ngục. Lập tức,
Diệp Thần cũng không nói nhảm, vung tay lên, trực tiếp liền tế ra Nhật Nguyệt Bảo Luân. Nhật Nguyệt Bảo Luân ông một tiếng, từ từ bay lên không, nở rộ vô tận quang hoa. Bảo Luân bên trên Nhật Nguyệt luân chuyển, từng sợi thái dương quang huy, thái âm tinh khí chút xuống, bao phủ toàn bộ Huyền Minh Điện Sơn Môn. Hắn sợ riêng là Nhật Nguyệt Bảo Luân, không cách nào hóa giải cái kia ma âm sát, liền lại cắn nát đầu ngón tay, bắn ra một giọt luân hồi huyết, quán chú đến Nhật Nguyệt Bảo Luân bên trong, lập tức liền để đến Nhật Nguyệt Bảo Luân, tia sáng càng là huy hoàng rực rỡ. Huyền Minh âm tổ cùng rất nhiều Huyền Minh Điện các cường giả, ngơ ngác xuất thần, Nhật Nguyệt Bảo Luân hào quang tung xuống, còn mang theo Diệp Thần luân hồi chúc phúc, bọn hắn lập tức có loại cảm giác như gió xuân ấm áp, tại này cổ quang huy cùng chúc phúc bao phủ xuống, trên người bọn họ ma âm sát, giống như dưới ánh nắng chứa chan tuyết động cấp tốc tan rã mà đi. Ma âm sát tan rã, làm cho Huyền Minh âm tổ mừng rỡ như điên, hắn nhìn một chút cánh tay của mình, liền thấy trên cánh tay ma âm hoa văn, đã hoàn toàn tiêu tán. Kinh hỉ phía dưới, Huyền Minh âm tổ trực tiếp liền quỳ trên mặt đất, đông 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 cho Diệp Thần dập đầu, nói, luân hồi chi chủ, người thần thông quả nhiên cái thế vô địch. Ta Huyền Minh điện nguyện ý đầu nhập. Hắn gặp Diệp Thần huy hoàng như vậy thủ đoạn, nội tâm cũng là khuất phục, lấy Diệp Thần cường đại như vậy thần thông, đối mặt Lăng Tiêu Thiên Cung, lại có sợ gì. Huyền Minh điện những cường giả khác, cũng là ùm ùm quỳ xuống, từng cái hưng phấn vô cùng, trên người bọn họ ma âm sát, cũng đã toàn bộ hóa giải. Ma âm sát hóa giải sau đó, bọn hắn có thể phát huy ra thực lực càng mạnh hơn. Toàn trường Huyền Minh điện đám người, cũng chỉ có Tô Vô Thương không quỳ. Tô Vô Thương một mặt ngốc trệ, hắn cũng tu luyện địa ngục ma đạo, tích lũy đại lượng ma âm sát, bây giờ nhận được Diệp Thần chúc phúc, hắn tự nhiên cũng xóa đi âm sát, lớn chịu chỗ tốt. Chỉ là, nhìn xem Diệp Thần huy hoàng như vậy bộ dáng, lại gặp như Tường Vi cùng Diệp Thần đứng chung một chỗ, như trời đất tạo nên một đôi bích nhân, trong lòng của hắn rất cảm giác khó chịu. Vô Thương, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh cảm ơn luân hồi chi chủ. Huyền Minh âm tổ vội vàng lôi kéo Tô Vô Thương ống tay áo, chỉ sợ là mạo phạm Diệp Thần. Diệp Thần cười khoát khoát tay, nói, không sao, Huyền Minh điện chủ, các ngươi đều đứng lên đi, chờ qua mấy ngày đi Lăng Tiêu Thiên Cung, ta còn cần các ngươi trợ lực. Ta tư tưởng một cái địa ngục ma trận, đến lúc đó muốn các ngươi phối hợp kết trận. Giờ khắc này ở Diệp Thần trong nội tâm, có muôn vàn ý niệm lấp lóe, vì đối kháng Lăng Tiêu Thiên Cung cùng Xà Thiên Đế, hắn tư tưởng ra vô số thủ đoạn. Huyền Minh âm tổ hỏi vội, không biết là cái gì ma trận. Diệp Thần cũng không nói thẳng, cười nói, chờ qua mấy ngày ngươi liền biết, ta cùng Xà Thiên Đế ân oán, cũng nên đến kết thúc thời điểm. Huyền Minh âm tổ không hiểu dùng mình một cái, nói, luân hồi chi chủ, ngươi. Ngươi có chu diệt Xà Thiên Đế biện pháp. Xà Thiên Đế sinh mệnh lực dị thường ương ngạnh, chỉ cần thế gian còn có hắn nuôi một con rắn độc không chết, hắn liền có thể vô hạn phục sinh, sinh mệnh lực khủng bố, thậm chí là đủ để sánh ngang xấu thần. Tại trong cổ tinh môn ngũ đại thiên đế, Xà Thiên Đế có lẽ không phải cường đại nhất, nhưng đó là khó giết nhất, Hồng Quân lão tổ cùng Nhậm Phi phàm tới, đều chưa hẳn có thể triệt để diệt sát Xà Thiên Đế. Diệp Thần lại gật đầu nói, ân, trước đó ta không có cách nào, nhưng bây giờ, có lẽ có thể triệt để giết chết hắn. Huyền Minh âm tổ toàn thân run rẩy một chút, không nói gì với nhau. Diệp Thần cười nói, tốt, qua mấy ngày tại Lăng Tiêu Thiên Cung gặp lại, ta đi trước. Huyền Minh âm tổ vội vàng nói, là, cung tiễn luân hồi chi chủ. Diệp Thần khẽ gật đầu, lập tức liền cùng như Tường Vi cùng rời đi Huyền Minh điện. Tô Vô Thương tiến lên trước mấy bước, ngơ ngác nhìn như Tường Vi bóng lưng, muốn nói lại thôi. Nếu Tường Vi quay đầu hướng hắn chớp chớp mắt, nở nụ cười xinh đẹp, chỉ một thoáng làm cho Tô Vô Thương mặt đỏ tới mang tai, tâm thần dạo dực, một phó thủ đủ luống cuống bộ dáng. Chờ rời đi Huyền Minh điện sau, nếu Tường Vi liền không nhịn được che miệng cười. Người rõ ràng không thích hắn, tại sao còn muốn trêu đùa hắn? Diệp Thần hiếu kỳ hỏi một câu. Nếu Tường Vi cười nói, không có gì, chính là cảm thấy chơi vui mà thôi, ta tâm ma quấn thân, nếu không tìm chút niềm vui, sợ là muốn bị bóng tối vô biên nuốt sống. Diệp Thần nhún nhún vai nói, tốt ha. Hắn cùng với như Tường Vi trở lại Tinh Tuyết Điện, trước đây hắn chế tạo Nhật Nguyệt Bảo Luân, Nhật Nguyệt Quang Huy, thậm chí truyền đến ở đây. Phong Nguyệt Hoa biết Diệp Thần thực lực đột nhiên tăng mạnh, cũng không dám nói thêm cái gì, gặp như Tường Vi hoàn bích trở về, nàng liền đủ hài lòng, vội vàng đem Diệp Thần cùng Diệp Bất Thu đưa tiễn, liền một chén nước trà đều không lưu tâm. Diệp Thần biết Phong Nguyệt Hoa khó xử, cũng không nói thêm cái gì,
liền cùng Diệp Bất Thu rời đi, trở về Quỷ Sai Nha Điện. Trần Dạ đại nhân, nhưng có Tường Vi đại nhân tin tức. Người từ vị kia Như Tâm Thánh Nữ trên thân, có hay không tra được đầu mối gì? Diệp Bất Thu có chút không kịp chờ đợi hỏi, hắn cũng rất muốn biết Như Tường Vi tung tích, dù sao tính mạng của hắn, trước kia chính là Như Tường Vi cứu. Diệp Thần nói, vị kia Như Tâm, chính là Như Tường Vi, bề ngoài xinh đẹp chỉ là mị ma mặt nạ, túi ra phía dưới là bị tâm ma cùng địa ngục ma khí quấn quanh một bộ cương thi. Cái gì? Diệp Bất Thu ngẩn ngơ, chợt liền lộ ra biểu tình trong dự liệu, thở dài, kỳ thực ta sớm đã có dự cảm, nếu Tâm Thánh Nữ, quả nhiên chính là Tường Vi đại nhân a. Dừng một chút, hắn lại hỏi, Trần Dạ đại nhân, vậy ngươi kế tiếp có tính toán gì? Qua mấy ngày Tinh Tuyết Điện cùng Lăng Tiêu Thiên Cung thông gia, ngươi muốn ngăn cản. Tường Vi đại nhân cũng không khả năng thật sự cam tâm tình nguyện gả đi Lăng Tiêu Thiên Cung a. Diệp Thần cười cười nói, tính toán của ta đi, tự nhiên là có thủ báo thủ, ta sẽ giết chết Xà Thiên Đế, trấn diệt Lăng Tiêu Thiên Cung, dưới vực sâu bảo tàng, đều sẽ là chúng ta. Diệp Bất Thu kinh dị nói, giết chết Xà Thiên Đế, trấn diệt Lăng Tiêu Thiên Cung. Trần Dạ đại nhân, ngươi. Hắn vốn là nghĩ chất vấn, Diệp Thần có hay không năng lực này, nhưng lại sợ mạo phạm, không dám mở miệng. Diệp Thần biết Diệp Bất Thu tâm bên trong ý nghĩ, nói, yên tâm đi, ta có thể giải quyết. Diệp Bất Thu nhìn xem Diệp Thần bộ dạng này bộ dáng tự tin, vẫn có chút hoài nghi. Dù sao thông gia ngày, lễ đính hôn là tại Lăng Tiêu Thiên Cung cử hành, nếu như tại Lăng Tiêu Thiên Cung trên địa bàn chiến đấu, Diệp Thần vô cùng ăn thiệt thòi, muốn trấn diệt Lăng Tiêu Thiên Cung, thậm chí giết chết Xà Thiên Đế, lại nói dễ dàng sao. Bất quá, Diệp Bất Thu cũng không dám nói thêm cái gì, Thiên Tổ đã không có ở đây, Diệp Thần chính là luân hồi một đạo tối vô thượng chí tôn. Mặc kệ Diệp Thần muốn làm gì, hắn đều nguyện đuổi theo. Thời gian vội vàng, đi qua rất nhanh mấy ngày, Lăng Tiêu Thiên Cung cùng Tinh Tuyết Điện đám hỏi thời gian, cuối cùng đến. Một ngày này, toàn bộ Lăng Tiêu Uyên thế giới, các phương môn phái thế lực, đều là đi tới Lăng Tiêu Thiên Cung hạ lễ, tham dự lễ đính hôn. Trận yến hội này, không chỉ là Lăng Tinh Cách cùng Như Tường Vi đính hôn điển lễ, cũng là lục đại môn phái thương lượng chia cắt Lăng Tiêu cổ tàng điển lễ. Không, nói đúng ra, hẳn là ngũ đại môn phái. Bởi vì, Lăng Tiêu Uyên kinh nghiệm tới một hồi đặc thù biến động, tổ Phật tự đã bị diệt. Tổ Phật tự phía trước có một chút cường giả, tại Ngọc Hoàng Thiên Môn chấn thủ, cũng toàn bộ bị Lăng Tiêu Thiên Cung chấn áp bắt, muốn vào hôm nay toàn bộ xử trảm. Chỉ thấy tại Lăng Tiêu Thiên Cung Sơn Môn Quảng Trường, mười mấy cái cao tăng mang theo gông xiềng, quỳ trên mặt đất, đứng phía sau mười mấy cái đao phủ, chỉ cần Lăng Tiêu Thiên Tôn ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền bị chém đầu răn chúng. Lúc này Lăng Tiêu Thiên Tôn mặt phía nam mà ngồi, con mắt híp lại, nhẹ nhàng vuốt râu nhìn xem một màn này. Tại Lăng Tiêu Thiên Tôn bên cạnh, là Lăng Tinh Cách cùng Như Tường Vi hai vị người mới hôm nay đều là trang phục lộng lẫy, Lăng Tinh Cách mặc một bộ kim sắc vân văn trường bào, nếu Tường Vi nhưng là một thân đại hồng y váy, trên mặt thi lấy phấn trang điểm, nhìn vô cùng diễm lệ. Đứng bên người một đại mỹ nhân như vậy, Lăng Tinh Cách lại là nhẹ nhàng cau mày, không biết là ảo giác vẫn là cái gì. Hắn luôn cảm giác Như Tường Vi trên người có cỗ mùi kỳ quái. Đó là thi xú vị. Mà tại Lăng Tiêu Thiên Tôn sau lưng, thì đứng một người mặc áo bào cho nam tử kỳ dị, chính là Xà Thiên Đế. Hắn mỗi một đầu tóc, cũng là một con rắn độc. Hắn toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông, cũng là thỉnh thoảng có độc xà chui ra ngoài, nhìn cực kỳ khủng bố xâm nghiêm. Trước mấy ngày, hắn chết ở Diệp Thần thủ hạ, nhưng bây giờ là hoàn toàn sống lại, hơn nữa khí tức cơ bản khôi phục. Như vậy ngoan cường sinh mệnh lực, quả thực là đáng sợ. Xà Thiên Đế cường đại, liền lớn mạnh đến mức này, người khác chỉ cần không phải một lần liền giết hết hắn, hắn liền có thể vô hạn phục hoạt trùng sinh. Bây giờ Xà Thiên Đế mặt ngoài thân phận, là Lăng Tiêu Thiên Cung khách khanh, ngoại nhân cũng không biết, kỳ thực thực lực của hắn, so với Lăng Tiêu Thiên Tôn cường đại nhiều lắm. Chỉ là Xà Thiên Đế không muốn quá kiêu căng, cho nên chỉ làm một khách khanh. Lăng Tiêu Thiên Cung tất cả trưởng lão hộ pháp các cường giả, liền vây quanh tại Lăng Tiêu Thiên Tôn cùng Xà Thiên Đế bốn phía, tất cả mọi người đều là một mặt đề phòng, vô cùng thấp thỏm, mà Lăng Tiêu trong Thiên Cung rất nhiều thủ hộ đại trận, sát lục đại trận, đã từ lâu mở ra. Trong lòng bọn họ đề phòng sợ, chính là Diệp Thần. Huyền Minh Điện, Cổ Hoàng Điện, Tinh Tuyết Điện, Vạn Môn vị tứ đại môn phái khách mời, thì tại quảng trường bốn phía vây quanh, hướng về phía sắp thụ hình mười mấy cái các cao tăng chỉ trỏ. Luân hồi chi chủ có nên tới hay không a?
Lăng Tiêu Thiên Cung đã bố trí xuống thiên la địa võng, hắn tới chẳng phải là tự tìm cái chết. Không, lấy luân hồi chi chủ tính khí, sợ là đầm rồng hang hổ, thiên la địa võng, hắn đều muốn tới xông vào một lần. Đông đảo tiếng nghị luận liên tiếp, có người cho rằng Diệp Thần không dám tới, nhưng cũng có người chờ mong Diệp Thần buông xuống. Xà Thiên Đế các hạ, luân hồi chi chủ hôm nay sẽ đến không? Lăng Tiêu Thiên Tôn lặng lẽ truyền âm, hướng Xà Thiên Đế hỏi. Tiểu tử kia tất nhiên sẽ tới, hắn không phải người hèn yếu, ha ha, bất quá hắn tự tình quấn thân, nếu là hắn dám đến, hắn hôm nay hẳn phải chết. Xà Thiên Đế âm chắc chắc đáp lại nói, phía trước hắn bị Diệp Thần giết chết, không có cam lòng, chỉ cảm thấy chính mình là lật thuyền trong mương, chỉ là bị thần sắc đẹp giết chết, cũng không phải chết ở Diệp Thần trong tay. Bây giờ Diệp Thần đã không còn thần sắc đẹp chúc phúc, hơn nữa nơi đây lại là Lăng Tiêu Thiên Cung địa bàn, hắn chiếm hết thiên thời địa lợi, lại quyết đấu, hắn có lòng tin có thể rửa sạch nhục nhã. Lăng Tiêu Thiên Tôn thoáng lấy lại bình tĩnh, sau đó hắng giọng một cái, hướng tại chỗ rất nhiều khách mời nói. Chư vị, nghe được Lăng Tiêu Thiên Tôn mở miệng, đám người liền an tĩnh lại. Tổ Phật tự ý muốn cùng luân hồi chi chủ cấu kết, độc chiếm bảo tàng, đã bị ta Lăng Tiêu Thiên Cung chu diệt. Hôm nay, bản tọa đem xử tử Tổ Phật tự dư nghiệt. Sau đó, đợi ta Lăng Tiêu Thiên Cung cùng Tinh Tuyết Điện lễ đính hôn đi qua, chúng ta ngũ đại môn phái, tạm thời thả xuống phân tranh, các phái người tiến vào Ngọc Hoàng Thiên Môn, đi tới vực sâu tầm bảo. Thiên Tổ lưu lại bảo tàng, chính là vật vô chủ, chúng ta mọi người bằng thực lực cùng vận khí tranh đoạt, chư vị ý như thế nào? Lăng Tiêu Thiên Tôn âm thanh vang dội, truyền khắp toàn trường. Cổ Hoàng Điện, Vạn Môn Vị, Huyền Minh Điện mấy người môn phái mọi người, nghe được Lăng Tiêu Thiên Tôn đề nghị, nhìn nhau nghị luận một hồi, đều là gật đầu. Mặc dù tại tất cả mọi người trong lòng, đều nghĩ nhà mình độc chiếm bảo tàng, nhưng mọi người cũng biết đây là không thể nào, bằng thực lực cùng vận khí đi đoạt bảo, là các phương đều có thể tiếp nhận kết quả. Tất nhiên chư vị đều đồng ý, như vậy, hành hình. Lập tức xử tử Tổ Phật tự dư nghiệt. Lăng Tiêu Thiên Tôn cũng không nói nhảm, trực tiếp phất tay thét ra lệnh. Quảng trường, cái kia mười mấy cái đao phủ, lập tức huy động trong tay khảm đao, hướng thụ hình các tăng nhân cổ chém tới. Chanh! Nhưng tiếp theo sát, một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy bọn hắn khảm đao chém rụng, lại không có thể tổn thương đến những cái kia tăng nhân một chút, lưỡi đao chém vào những cái kia tăng nhân trên cổ, thế mà phát ra một hồi sắt thép va chạm một dạng âm thanh. Những cái kia tăng nhân, giống như là lập tức đã biến thành kim cương bất hoại thể. Vốn là vươn cổ liền giết, nhắm mắt chờ chết các tăng nhân, cũng là vô cùng kinh ngạc mở to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn thân thể của mình. Thân thể của bọn hắn, có một tầng kim quang sáng chói còn quấn, đó là luân hồi kim quang, là thần giáp mệnh tinh tia sáng. Đao phủ nhóm cũng choáng váng, toàn trường người thấy cảnh này, cũng là một mảnh chấn kinh ngạc. Là hắn, hắn tới, luân hồi chi chủ. Không biết là ai hô một tiếng, tiếp đó tất cả mọi người đều nhìn về phía chân trời. Liền thấy phía chân trời có một đạo thân ảnh xuất hiện, vô cùng rực rỡ hừng hực, đỉnh đầu lơ lửng một vòng thần giáp mệnh tinh, chính là Diệp Thần. Diệp Thần thần giáp mệnh tinh tia sáng, bao phủ rất nhiều thụ hình tăng nhân, cường đại chúc phúc thủ hộ hiệu quả, làm cho những cái kia tăng nhân, cơ thể kim cương bất hoại, đao kiếm bất thương. Xoát! Mà xa cuối chân trời Diệp Thần, thân thể nhoáng một cái, cũng đã phá không mà đến, xuất hiện tại Lăng Tiêu Thiên Cung trên sơn môn khoảng không. Hào quang của hắn, so với cả tòa Lăng Tiêu Thiên Cung đều phải lóa mắt. Diệp Bất Thu đi theo sau lưng Diệp Thần cách đó không xa, nhưng bởi vì Diệp Thần tia sáng quá hừng hực, căn bản không có người chú ý tới hắn tồn tại. Nghĩ chia cắt bảo tàng, cũng không gọi ta một tiếng sao. Ta thế nhưng là có chút tức giận, dù sao cũng là ta mở ra Ngọc Hoàng Thiên Môn A. Diệp Thần quan sát toàn trường, khẽ cười nở nụ cười. Tại trong hắn cười nói, phía dưới quảng trường mười mấy cái đao phủ, toàn bộ kêu lên một tiếng, thất khiếu chảy máu mất mạng. Những thứ này đao phủ, cũng là Lăng Tiêu trong thiên cung cường đại hộ pháp tồn tại, nhưng ở Diệp Thần khí chàng dưới sự uy áp, giống như côn trùng giống như nhỏ yếu, lập tức liền bị nghiền chết. Diệp Thần đều không cần ra tay, chỉ là hắn thần giáp mệnh tinh hào quang, liền tựa như muốn nghiền ép toàn trường, bá đạo đến cực hạn. Luân hồi chi chủ, ta bên trên cổ hoàng điện phía dưới, cùng nghênh người pháp giá quang lâm. Cổ hoàng điện điện chủ Hoàng Thanh Thiên, trước tiên đứng dậy, cung kính hướng về Diệp Thần hành lễ. Cung nghênh luân hồi chi chủ. Huyền Minh Âm Tổ cùng Huyền Minh Điện vô số cường giả, liền dứt khoát quỳ xuống, nghênh đón Diệp Thần đến,
bọn hắn đã sớm gia nhập vào luân hồi trận doanh, lúc này Diệp Thần buông xuống, bọn hắn tự nhiên cũng không nói nhảm, trực tiếp liền biểu lộ lực trường. Hoàng Thanh Thiên, Huyền Minh Âm Tổ, các ngươi là muốn tạo phản a? Lăng Tinh Cách thấy cảnh này, lập tức lớn tiếng quát lớn. Một bên như Tường Vi, nhưng là mặt mỉm cười yên lặng nhìn xem. Lăng Tiêu Thiên Tôn nhìn thấy Diệp Thần thật sự tới, hơn nữa khí thế còn rộng rãi như thế, lập tức có chút khủng hoảng, thân thể đều run lên. Xà Thiên Đế đè lại bờ vai của hắn, truyền âm nói, đừng hoảng hốt, đây là địa bàn của ngươi, ngươi sợ cái gì? Nghe được Xà Thiên Đế lời này, Lăng Tiêu Thiên Tôn nội tâm mới an định lại, lúc này lấy lại bình tĩnh, bỗng nhiên đứng dậy, hướng về phía bầu trời Diệp Thần quát lên. Luân hồi chi chủ, cho bản tọa lăn xuống đi. Đây là Lăng Tiêu Uyên, không phải ngươi luân hồi trận doanh địa bàn, ngươi không có tư cách phách lối. Ngươi muốn nuốt một mình bảo tàng, chính là cùng chúng ta ngũ đại môn phái là địch. Hắn lôi kéo bên trên môn phái khác, là muốn cùng cừu địch hy, cùng đối kháng Diệp Thần. Huyền Minh Âm Tổ lại kiên quyết nói, ta Huyền Minh Điện đã gia nhập vào luân hồi trận doanh, phụng luân hồi chi chủ vi tôn, Lăng Tiêu Tử, ta Huyền Minh Điện từ hôm nay trở đi, cũng không lại nghe tài khoản ngươi làm. Nói đi, Huyền Minh Âm Tổ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tại chỗ Huyền Minh Điện đám người, liền nhao nhao rút ra bên hông đeo đao kiếm, chỉ một thoáng ma khí trùng thiên, Lăng Tiêu Thiên Cung Sơn môn thổi lên từng trận mãnh liệt âm phong, trong không khí không biết từ chỗ nào truyền ra quỷ khóc sói gào, để cho người ta dùng mình. Huyền Minh Âm Tổ, người thực sự là muốn phản, Lăng Tiêu Thiên Tôn đôi mắt âm hàn, có chút không thể tin được. Chim khôn biết chọn cây mà đậu thôi, Huyền Minh Âm Tổ từ tốn nói. Sau đó không còn nói nhảm, mang theo Huyền Minh Điện tất cả cường giả, toàn bộ ngự không dựng lên, bay đến bên cạnh Diệp Thần, liền lơ lửng tại Diệp Thần chung quanh, chờ đợi mệnh lệnh. Hoàng Thanh Thiên, vậy còn ngươi? Lăng Tiêu Thiên Tôn ánh mắt lại bắn về phía cổ Hoàng Điện Điện chủ Hoàng Thanh Thiên, cái sau biểu lộ có chút khô khốc, lùi ra phía sau hai bước, nói. Tại hạ chỉ là phổ thông thiên đế, không dám trải qua luân hồi chi chủ cùng Lăng Tiêu Thiên Tôn tranh đấu. Ý là tỏ thái độ trung lập, ai cũng không giúp. Diệp Thần cũng biết rõ Hoàng Thanh Thiên khó xử, dù sao Lăng Tiêu Thiên Cung thế lực thật là vô cùng cường đại, phía trước cổ Hoàng Điện chịu tiếp thu tổ Phật tự tàn bộ, đã là cực hạn cử chỉ. Vạn môn vị cùng Tinh Tuyết Điện đám người, cũng là lui về phía sau thối lui, không dám tùy tiện nhúng tay loại này cấp bậc tranh đấu. Sự chú ý của Diệp Thần, cũng không tại Lăng Tiêu Thiên Tôn trên thân, mà là nhìn chằm chằm Xà Thiên Đế, nói. Xà Thiên Đế, trước mấy ngày ta giết ngươi, lại bị ngươi phục sinh, ta rất là tiếc nuối. Ngươi không phải nghĩ lại đánh qua, cái kia lăn lên đây đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi hôm nay còn có thể hay không phục sinh. Xà Thiên Đế nhìn thấy Diệp Thần ánh mắt sắc bén, nội tâm không khỏi âm thầm run lên, suy nghĩ, chẳng lẽ tiểu tử này, đã nắm giữ chu diệt ta biện pháp. Bây giờ Diệp Thần, khí thế chi huy hoàng, hơn xa lần trước. Hắn nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, liền hướng Lăng Tiêu Thiên Tôn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, dự định để cho hắn xuất thủ trước, đi dò xét Diệp Thần hư thực. Lăng Tiêu Thiên Tôn mặc dù kiêng kỵ Diệp Thần cường đại, nhưng suy nghĩ ở đây dù sao cũng là địa bàn của mình, hắn chiếm hết ưu thế, bây giờ không có sợ đạo lý. Luân hồi chi chủ, người dám dẫm lên ta Lăng Tiêu Thiên Cung trên đầu, bản tọa tự mình ra tay chém ngươi. Lăng Tiêu Thiên Tôn quát to một tiếng, thân thể phóng lên trời. Thiên đế khí bành trướng, toàn thân thần mang lấp lóe, liền bay đến bầu trời, cùng Diệp Thần mặt đối mặt giằng co. Hắn lẻ loi một mình, đối mặt Diệp Thần cùng Huyền Minh Điện rất nhiều cường giả, nhiều ngạo khí lẫm nhiên cường giả phong phạm. Lăng Tiêu Thiên cùng các đệ tử, nhìn thấy Lăng Tiêu Thiên Tôn thế mà tự mình ra tay, muốn đối chiến Diệp Thần, lập tức quần tình kinh dị. Cung chủ, ta tới giúp ngươi. Lăng Tinh Cách cũng chuẩn bị trợ chiến, hắn tuy biết Diệp Thần cường đại. Nhưng hắn người mang kinh lôi thánh thể, hắn có hắn ngạo khí, cũng không e ngại. Lăng Tiêu Thiên Tôn lại khoát khoát tay, nói, không cần, ta trước tiên lĩnh giáo một chút luân hồi chi chủ cao chiêu, các ngươi thay ta cầu nguyện liền có thể. Hắn là sợ Diệp Thần mạnh mẽ quá đáng, người bên ngoài tới trợ chiến, rất có thể không những không giúp được hắn, ngược lại trở thành gánh nặng của hắn. Lăng Tinh Cách bất đắc dĩ, liền cùng Lăng Tiêu Thiên cùng các cường giả nhóm, vì Lăng Tiêu Thiên Tôn cầu nguyện mong ước. Từng đợt tín ngưỡng tiếng ngâm sướng, hội tụ thành hải, từng trận thần âm ở trong thiên địa chấn động. Từng sợi bàng bạc tín ngưỡng nguyện lực, hội tụ đến Lăng Tiêu Thiên Tôn trên thân, lập tức làm cho Lăng Tiêu Thiên Tôn khí thế, cũng là hung mãnh rất nhiều rất nhiều.
Xà Thiên Đế con mắt giống như rắn độc híp, yên lặng tại xem chừng. Diệp Thần biểu lộ đạm nhiên, bàn chân hư không bước ra một bước, lập tức từng đạo trận văn, liền từ dưới chân hắn diễn sinh ra tới, cấp tốc tạo thành một cái ma đạo đại trận. Cái này ma đạo đại trận, là Diệp Thần mấy ngày nay tư tưởng đi ra ngoài, lấy địa ngục ma khí làm căn cơ, đại trận bên trong, có thập đại địa ngục kỳ quan, nhật nguyệt bảo luân, đại pháp loa, đại pháp trống, tràng hạt, hàng ma kiếm, chấn hồn bia các loại, ngoại trừ nhật nguyệt bảo luân có thực thể, những thứ khác kỳ quan, toàn bộ là hư ảnh, toàn bộ là Diệp Thần trong đầu huyễn tưởng hình chiếu. Những thứ này hình chiếu kỳ quan, là không có bất kỳ cái gì lực sát thương. Lăng Tiêu Thiên Tôn nhìn thấy Diệp Thần bắn ra kỳ quan huyễn ảnh, không khỏi nhíu mày, nói, luân hồi chi chủ, người muốn làm cái gì? Chỉ là một chút hư ảo kỳ quan cái bóng, người cũng nghĩ làm ta sợ. Tuy nói nhật nguyệt bảo luân, đích thật là tia sáng lóa mắt, nhưng người khác e sợ ngươi, bản tọa cũng không sợ. Thái Dương thần thạch, buông xuống. Kèm theo quát to một tiếng, Lăng Tiêu Thiên Tôn trên đỉnh đầu, liền vọt ra khỏi một cỗ kinh thiên tinh mang, xạ trùng thiên khung. Một khối thần thạch tại vô tận hào quang cùng hy ngày huy hoàng vần quanh phía dưới, từ từ bay lên. Viên kia thần thạch, khắc đầy sáng chói phù văn, bộc phát ra hừng hực quang huy, so với bầu trời Thái Dương còn muốn mãnh liệt, trực tiếp liền trở thành viên thứ hai Thái Dương, đồng thời chiếu rọi toàn bộ Lăng Tiêu Uyên thế giới. Ngọc Hoàng Kính ở dưới vực sâu, có không ít ma vật phát ra tiếng kêu thống khổ, nhao nhao tránh lui ẩn núp, hoàn toàn không dám nhìn thẳng cái kia thần thạch phát ra rực rỡ quang huy. Như mặt trời ánh sáng màu vàng óng, chiếu rọi càn khôn, phía dưới rất nhiều quan chiến các cường giả, cũng là bị chói mắt dương quang đong đưa mắt mở không ra, chỉ có thể dùng tâm nhãn đi quan sát viên kia thần thạch kinh thế khí tượng. Nhật chi thạch, chiến thần thủ sáo nhật chi thạch. Thì ra cái gọi là Thái Dương thần thạch, chính là nhật chi thạch a. Diệp Thần nhìn thấy Lăng Tiêu Thiên Tôn gọi ra Thái Dương thần thạch, lập tức liền bắt giữ thiên cơ, nhận ra, đó chính là chiến thần thủ sáo sáu viên bảo thạch một trong. Là nhật chi thạch. Tại chiến thần thủ 66 viên trong bảo thạch, nhật chi thạch linh khí năng lượng, so với tinh chi thạch cùng nguyệt chi thạch cộng lại đều mãnh liệt hơn gấp trăm lần. Khối bảo thạch này, ẩn chứa Thái Dương quang huy, trước kia đấu chiến thần vì chế tạo khối bảo thạch này, không biết luyện hóa bao nhiêu khỏa Thái Dương hằng tinh, đúc nóng bao nhiêu mạnh đại ma thần tinh huyết. Cái gọi là tinh chi thạch cùng nguyệt chi thạch, trên thực tế chỉ là dùng nhật chi thạch còn lại cặn bã chế tạo. Viên này nhật chi thạch cường đại. Cường đại đến thần quang chiếu một cái, liền có thể thu bổ Ngọc Hoàng Kính vết rách, năng lượng thực sự quá dư thừa. Diệp Thần đoán chừng, nhật chi thạch huy hoàng đỉnh phong bộc phát mà nói, hẳn là so tinh chi thạch cùng nguyệt chi thạch muốn mãnh liệt vạn lần không ngừng, nhưng bây giờ nhìn Lăng Tiêu Thiên Tôn trên đỉnh đầu nhật chi thạch, năng lượng khí thế nhiều nhất là cường thịnh gấp trăm lần, xa xa còn chưa tới tình cảnh vạn lần. Đây cũng không phải là nhật chi thạch năng lượng, so với đỉnh phong thời điểm có cái gì suy giảm, loại này cấp bậc thần vật thì sẽ không theo tuế nguyệt trôi qua mà hư hại, nhật chi thạch năng lượng không có đỉnh phong bộc phát, là bởi vì Lăng Tiêu Thiên Tôn thực lực không đủ, còn chưa đủ phát huy nhật chi thạch toàn bộ uy năng. Lăng Tiêu Thiên Tôn mặc dù không có đại khí vận, nhưng cũng coi như là đỉnh cấp thiên đế, liền hắn đều không thể phát huy nhật chi thạch toàn bộ uy lực, có thể tưởng tượng được, cái này nhật chi thạch khủng bố cỡ nào cường hãn. Cho dù chỉ phát huy ra một phần nhỏ uy lực, Lăng Tiêu Thiên Tôn trước kia liền có thể xưng bá toàn bộ Lăng Tiêu Uyên thế giới. Bây giờ, Lăng Tiêu Thiên Tôn trên đỉnh đầu nhật chi thạch, quang huy so với Diệp Thần nhật nguyệt bảo luân, còn muốn hừng hực không thiếu. Luân hồi chi chủ, ánh mắt không tệ. Ha ha, bản tọa vầng mặt trời này thần thạch, chính là trong truyền thuyết nhật chi thạch. Nhật chi thạch có linh, bản tọa có thể cảm ứng được nó sát nghiệp, nó tựa hồ đối với ngươi rất thống hận a. Lăng Tiêu Thiên Tôn híp mắt nhìn một chút nhật chi thạch hào quang, có chút ngoài ý muốn, thế mà bắt được nhật chi thạch đối với Diệp Thần cừu hận. Phải không? Diệp Thần cười cười, nhật chi thạch thế mà thông linh, thậm chí cừu hận hắn, có thể bởi vì hắn cùng đấu chiến thần ở giữa, tồn tại không thiếu ân oán a. Đây là đấu chiến thần đối với chính mình phần thiên chi nộ. Chịu chết đi. Lăng Tiêu Thiên Tôn cũng không có nói nhảm quá nhiều, vung tay lên, nhật chi thạch liền như là một đầu nổi giận hồng hoang cự thú đồng dạng, mang theo cuồn cuộn liệt nhật quang diễm, giống như muốn phần thiên diệt thế, liền hướng Diệp Thần gào thét mà đi. Nhìn thấy nhật chi thạch uy thế kinh khủng như vậy, toàn trường người đều là biến sắc, tự hỏi nếu là đổi lại chính mình, chỉ sợ ngăn không được Lăng Tiêu Thiên Tôn nhất kích. Liền Xà Thiên Đế, cũng là âm thầm kiêng kỵ, suy nghĩ, cái này nhật chi thạch cỡ nào lợi hại. May mắn Lăng Tiêu Thiên Tôn lão gia hỏa này, chỉ có thể phát huy vật này 1% sức mạnh,
bằng không ta đều không chế trụ nổi hắn. Bên trên bầu trời, Diệp Thần nhìn xem gào thét mà đến Nhật Chi Thạch, lại cũng không hốt hoảng, trực tiếp thôi động Nhật Nguyệt Bảo Luân, nghênh kích mà lên. Răng rắc, chỉ thấy từng tầng kim giáp mảnh vụn, tầng tầng bao trùm tại Nhật Nguyệt Bảo Luân phía trên, toàn bộ Nhật Nguyệt Bảo Luân, tia sáng lập tức sáng chói rất nhiều, đó là thần giáp mệnh tinh trang bị thủ hộ. Thần giáp mệnh tinh có thể huyễn hóa ức vạn bọc thép mảnh vụn, những trang giáp này mảnh vụn, vừa có thể lấy tự do lắp ráp thành tùy ý binh khí hộ cụ, cũng có thể trang bị bao trùm đến pháp bảo trên binh khí, tăng lên rất nhiều pháp bảo binh khí sức chịu đòn cùng khí thế. Oanh! Diệp Thần Nhật Nguyệt Bảo Luân, liền hung hăng cùng Lăng Tiêu Thiên Tôn Nhật Chi Thạch, đụng thẳng vào nhau. Cả hai va chạm, tựa như cùng hai quả hồng cự tinh va chạm nổ tung, trong nháy mắt đã dẫn phát một hồi kinh khủng nổ tung khí lãng, bao phủ phong vân, xé rách hư không, lại giống như thiên địa sơ khai, hỗn độn tảng sáng, tia sáng vạn trượng, cả mảnh trời vũ đều bị ánh chiếu lên đâm trắng cùng đâm đỏ một mảnh. Diệp Thần Nhật Nguyệt Bảo Luân, tại thần giáp mệnh tinh gia trì, lực phòng hộ tăng lên rất nhiều, cho dù cùng Nhật Chi Thạch va chạm, cũng là không kém cỏi chút nào. Hai người va chạm, cuối cùng cân sức ngang tài, Nhật Nguyệt Bảo Luân cùng Nhật Chi Thạch lại rằng co giữa không chung, không ai nhường ai. Giống. Trên thân Diệp Thần tiếng long ngâm vang vọng. Huyết long thân ảnh xông ra, Diệp Thần có thể cùng Lăng Tiêu Thiên Tôn đối bính, tự nhiên không phải đơn thuần dựa vào chính mình sức mạnh, hắn còn có huyết long vì hắn cung cấp nhiên liệu. Lăng Tiêu Thiên Tôn gương mặt âm trầm, không nghĩ tới hắn toàn lực thôi động Nhật Chi Thạch, lại còn không áp chế nổi Diệp Thần, chỉ là đấu cái lực lượng tương đương. Lăng Tiêu đế khí, cho ta trấn áp. Lăng Tiêu Thiên Tôn quát to một tiếng, đại thủ vung ra, cả tòa Lăng Tiêu Thiên Cung sơn môn khắp nơi địa mạch mãnh liệt, bộc phát ra vô tận đế quang, dáng lành bốc hơi, cuồn cuộn thiên đế khí lại ngưng kết thành một đầu màu vàng thần long, xoay quanh ngày hôm đó chi trên đá, dương nanh múa vuốt gào thét. Lần này, Lăng Tiêu Thiên Tôn trực tiếp điều động địa mạch sức mạnh, khí vận kim long xuất hiện, làm cho Nhật Chi Thạch uy thế, trong nháy mắt đại đại tăng vọt. Nhất thời, Diệp Thần cũng cảm thấy áp lực cực lớn, bất quá hắn cũng không hoảng, tâm niệm khẽ động, huyết long cũng xoay quanh đến Nhật Nguyệt Bảo Luân phía trên. Cùng cái kia khí vận kim long đối bính. Song long trên bầu trời đối bính, tiếng rồng ngâm kinh thiên, huyết quang cùng kim quang phối hợp nổ tung, tia sáng lại như mưa rơi vung vãi, phía dưới rất nhiều cường giả mắt thấy một màn này, đều là chấn động không thôi. Đây là đỉnh cấp cường giả đối quyết, hoàn toàn không phải bọn hắn có thể so sánh, nếu là bọn hắn đi lên mà nói, chỉ sợ liên tục điểm dư âm năng lượng cũng đỡ không nổi. Lại có người trong lòng ác ý suy nghĩ. Tốt nhất Diệp Thần cùng Lăng Tiêu Thiên Tôn lưỡng bại câu thương, đã như thế, Lăng Tiêu cổ tàng là thuộc về bọn họ. Huyền Minh Điện nghe lệnh, trút xuống các người địa ngục ma khí, giúp ta kỳ quan hình thành. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, chỉ cần có Huyền Minh Điện trợ lực, hắn có lòng tin chấn sát Lăng Tiêu Thiên Tôn. Bây giờ, dưới chân hắn, địa ngục ma trận ký kết, thập đại kỳ quan lưu động, ngoại trừ Nhật Nguyệt Bảo Luân, những thứ khác 9 cái kỳ quan. Toàn bộ là trong đầu của hắn khái niệm bắn ra tới huyễn ảnh. Nhưng, chỉ cần có thể hội tụ đến đầy đủ năng lượng, khái niệm huyễn ảnh, cũng có thể ngưng kết thành chân thực. Huyền Minh Âm Tổ, Tô Vô Thương chờ Huyền Minh Điện các cường giả, nghe được Diệp Thần lời nói, lập tức nhãn tình sáng lên. Bây giờ, sinh tử của bọn hắn vận mệnh, đã triệt để cùng Diệp Thần khóa lại cùng một chỗ, nếu như không chấn sát Lăng Tiêu Thiên Tôn mà nói, bọn hắn cũng không khả năng còn sống rời đi. Lập tức. Huyền Minh Âm Tổ cùng một đám cường giả, liền không có mảy may do dự, điên cuồng điều động ra bản thân thể nội ma khí năng lượng, thậm chí bốc cháy lên tinh huyết, đem cuồn cuộn ma khí cùng tinh huyết năng lượng, toàn bộ trút xuống đến Diệp Thần dưới chân trong ma trận. Ông! Diệp Thần dưới chân ma trận, nổi lên một cỗ tia sáng kỳ dị, xuất hiện từng đạo huyền diệu luân hồi pháp tắc, thì ra cái ma trận này, lại chính là luân hồi bàn dị hóa. Tại luân hồi bàn chuyển hóa phía dưới. Huyền Minh Âm Tổ nhóm cường giả trút xuống ma khí năng lượng, toàn bộ hóa thành nguyên thủy nhất thuần túy nhất tinh hoa, quán chú đến cái kia 9 đại địa ngục kỳ quan bên trong. Đại Pháp Loa, Đại Pháp Trống, Trang Hạt, Mỹ Ma, Hàng Ma Kiếm, Trấn Hồn Bia, Giết Quỷ Roi, Núi Đao, Chảo Dầu, 9 cái địa ngục kỳ quan, tại trong chớp mắt, toàn bộ từ huyễn tưởng khái niệm, ngưng kết lắng động ra hình thể chân thực, thế mà thành hình. Cỗ này hình thành, không thể nghi ngờ là ngắn ngủi. Chờ Huyền Minh Âm Tổ đám người ma khí tản mạn khắp nơi sau đó, những thứ này kỳ quan hình thể, thì sẽ hoàn toàn bại nát, lại đem biến trở về khái niệm huyễn ảnh. Nhưng, coi như ngắn nữa tạm, những thứ này kỳ quan hình thể, cũng có thể duy trì thời gian một nén nhang.
mà thời gian một nén nhang, đã đủ rồi. Cái gì, địa ngục kỳ quan, toàn bộ thành hình. Lăng Tiêu Thiên Tôn nhìn thấy tất cả địa ngục kỳ quan, toàn bộ chế tạo hình thành, lập tức dọa đến kinh hồn táng đảm, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Hu hu, đông đông đông, giữa thiên địa, vang lên từng đợt đặc biệt âm thanh, đó là đại pháp loa thổi, đại pháp chống đánh vang lên âm thanh. Đinh tai nhức óc, nhiếp nhân tâm phách, Lăng Tiêu Thiên Tôn đồng tử co vào, chỉ cảm thấy trái tim của mình, cũng đi theo cái kia cỗ đặc biệt tù và pháp tiếng chống, không ngừng chấn động, cơ hồ muốn từ trong lồng ngực nhảy ra, hồn phách ông ông tác hưởng, đầu váng mắt hoa, khí tức tắc nghẽn trệ, mười phần khó chịu. Theo hắn khí tức cùng đạo tâm, xuất hiện hỗn loạn, nhật chi thạch khí tức cũng đi theo hỗn loạn, phía trên khí vận kim long phát ra hoa hoa, ngăn không được huyết long móng vuốt nghiền ép, thân hình dần dần vỡ vụn. Lăng Tiêu Thiên Tôn, ta muốn đem ngươi đánh vào địa ngục. Ngươi không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Trong tay Diệp Thần Vân vê một chuỗi tràng hạt, giống như chúa tể địa ngục Địa Tạng Bồ Tát, uy nghiêm túc mục lại bá đạo, phát ra to như thiên đạo thanh âm như sấm. Một cái hàng ma kiếm, một tòa chấn hồn bia, một đầu giết quỷ roi, liền xuất hiện Lăng Tiêu Thiên Tôn trên đỉnh đầu, kiếm khí gào thét, thần bia chấn áp, trường tiên quét ngang, khí thế hung hãn giết hạ xuống. Mà Lăng Tiêu Thiên Tôn bốn phía, tất cả đều là từng tòa núi đao, cao ngàn trượng sơn phong hiện đầy từng thanh sắc bén đao, ngăn chặn hắn chạy trốn đường đi. Dưới chân của hắn, là một cái lăn xôi sùng sục đằng lấy chảo dầu, rơi xuống cũng chết. Trên trời dưới chân, bốn phương tám hướng, toàn bộ là Diệp Thần vừa mới đúc thành địa ngục kỳ quan, đủ loại kỳ quan cùng nhau vây giết, muốn đưa Lăng Tiêu Thiên Tôn liều mạng. Bên trong hư không, lại có từng cái mỹ lệ như yêu mị ma nữ tử, phát ra là lướt ma âm, vặn vẹo vòng eo, cực điểm mị thái đầu độc nói. Lăng Tiêu Thiên Tôn, xuống cùng chúng ta cùng một chỗ khoái hoạt a. Những thứ này mị ma nữ tử, nhìn kỹ lại mà nói, cùng như tường vi tướng mạo, là giống nhau đến mấy phần. Bất quá khi cái này liên quan đầu, Lăng Tiêu Thiên Tôn tự nhiên không có tâm tư phân biệt, hắn chỉ cảm thấy hô hấp trệ tắc nghẽn, đạo tâm hỗn loạn, tại Diệp Thần địa ngục kỳ quan vây giết phía dưới, hắn càng không có cách nào phản kháng, không chỗ có thể trốn, chỉ lát nữa là phải bị sống sờ sờ diệt sát. Toàn trường tất cả mọi người, chấn động không gì sánh nổi nhìn xem một màn này, chẳng ai ngờ rằng, Diệp Thần lại có thể đem tất cả địa ngục kỳ quan, toàn bộ chế tạo ra tới, mặc dù chỉ là ngắn ngủi, nhưng uy lực cũng đầy đủ kinh người, liền Lăng Tiêu Thiên Tôn loại này đỉnh cấp thiên đế, đều ngăn cản không nổi. Mà càng khiến người ta giật mình, chính là Diệp Thần thủ đoạn, vừa mới chế tạo ra địa ngục kỳ quan, thế mà vận dụng đến thành thạo như vậy, thuận buồm xuôi gió, phảng phất hắn trời sinh chính là địa ngục chúa tể. Thái Dương Thiên Bảo, phá cho ta. Lăng Tiêu Thiên Tôn tại sống chết trước mắt, vội vàng bóp cái thủ quyết, cắn chót lưỡi, phun ra ra cuồn cuộn tinh huyết, triệu hồi nhật chi thạch. Ông, nhật chi hóa đá làm một đạo kim quang, lại từ rất nhiều địa ngục kỳ quan vây quanh dưới, ngạnh sinh sinh chen lấn đi vào, bay đến Lăng Tiêu Thiên Tôn bên cạnh. Tại Lăng Tiêu Thiên Tôn tinh huyết phun ra phía dưới, nhật chi thạch bộc phát ra trước nay chưa có hào quang óng ánh, ánh nắng màu sắc từ kim bạch sắc biến thành thâm trầm màu đỏ, viên này thần thạch liền tựa như là một khỏa siêu hồng cự tinh, toát ra hừng hực tia sáng, làm cho toàn trường không thiếu tu vi hơi yếu đám võ giả, tại chỗ liền phát ra tiếng kêu thảm. Con mắt đều bị đâm mù. Oanh! Chỉ thấy nhật chi thạch quang mang, đầu tiên là co vào một chút, sau đó mãnh liệt hướng ra phía ngoài bành trướng nổ tung, phát ra kinh thiên động địa kinh khủng tiếng nổ, giống như ngàn vạn khỏa liệt nhật trong nháy mắt hủy diệt nổ tung, trong đó nổ tung ra liệt diễm phong bạo cùng khí lãng, đủ để cho vũ trụ sụp đổ, thời không phá toái. Diệp Thần đủ loại địa ngục kỳ quan, lập tức bị toàn bộ bị nổ tung xé nát, chỉ có Nhật Nguyệt Bảo Luân cường đại, lại có thần giáp mệnh tinh gia trì, mới có thể duy trì được hình thể, nhưng cũng tại nổ tung khí lãng trùng kích vào, một hồi kịch liệt lay động. Nổ tung to lớn, cũng làm cho phải Diệp Thần người nhẹ nhàng bay ngược một khoảng cách, con mắt tại bạo tạc siêu hồng thần mang bên trong không thể không nheo lại, bằng không thế tất yếu bị đâm thương. Mà cùng Diệp Thần so sánh, Lăng Tiêu Thiên Tôn bộ dáng, liền vô cùng chật vật. Cái này cực lớn kinh thiên nổ tung, làm hắn chính mình trong nháy mắt bị trọng thương, tóc tai rối bời, áo bào phá toái. Toàn thân cháy đen, thân thể giống như cỏ khô héo lung lay rơi xuống, miễn cưỡng cầm chắc thân ảnh, nhưng cuối cùng vẫn té ngã tại xà thiên đế bên cạnh. Cái kia nhật chi thạch ba tháp một tiếng, cũng đi theo hắn rớt xuống, nhật chi thạch quang mang đã hoàn toàn mở đi, rõ ràng vừa mới kinh thiên nổ tung, đối với nhật chi thạch linh khí, tiêu hao cũng là vô cùng kinh khủng.
cung chủ. Lăng Tinh Cách nhìn thấy Lăng Tiêu Thiên Tôn bộ dạng này, bộ dáng chật vật, vội vàng chạy vội đi lên. Khục. Lăng Tiêu Thiên Tôn khoát khoát tay, ho kịch liệt một tiếng, sứt đầu mẻ trán, ho ra máu tươi cũng là màu đen, tay run run đem Nhật Chi Thạch nhặt lên, hít sâu một hơi nói. Bản tọa không có việc gì, luân hồi chi chủ vẫn không giết được ta. Hắn hết sức muốn duy trì một bộ chí tôn dung nhan, nhưng bộ dạng này chật vật thảm đạm tư thái, bây giờ không có nửa điểm uy nghiêm. Bất quá, tại Lăng Tiêu Thiên Tôn trong lòng, hắn vẫn là cảm thấy vô cùng may mắn. Vừa mới hắn lọt vào Diệp Thần địa ngục kỳ quan vây giết, vốn là muốn chết, nhưng may mắn hắn phản ứng nhanh, cũng đầy đủ quả quyết, trực tiếp thôi động Nhật Chi Thạch bản nguyên tinh khí nổ tung. Mặc dù hắn trong nổ tung bị trọng thương, Nhật Chi Thạch linh khí tiêu hao cũng vô cùng nghiêm trọng, nhưng ít ra hắn là còn sống. Vạn Môn Vị, Cổ Hoàng Điện, Tinh Tuyết Điện chờ rất nhiều cường giả nhóm, mắt thấy Lăng Tiêu Thiên Tôn bộ dạng này suy sụp tinh thần bộ dáng, nội tâm đều là vô cùng kinh hãi. Chiếm cứ lấy tuyệt đối thiên thời địa lợi ưu thế Lăng Tiêu Thiên Tôn, lại chấp trưởng Nhật Chi Thạch, thế mà cũng không phải Diệp Thần địch thủ. Diệp Thần thực lực, đến tột cùng kinh khủng đến trình độ nào? Lá bài tẩy của hắn lại là cỡ nào kinh người? Vô số đạo ánh mắt, đều hội tụ tại trên thân Diệp Thần, cùng trọng thương chật vật Lăng Tiêu Thiên Tôn so sánh, Diệp Thần lại là không phát hiện chút tổn hao nào. Cảm thụ được đám người quăng tới kinh hãi ánh mắt, Diệp Thần cũng không có cái gì đắc ý thần sắc vui sướng, bởi vì vừa mới có thể đánh bại Lăng Tiêu Thiên Tôn, hắn chủ yếu là mượn Huyền Minh Điện rất nhiều cường giả sức mạnh, tạm thời chế tạo ra đủ loại địa ngục kỳ quan, mới có thể nhất cử giành thắng lợi. Hơn nữa hắn cũng biết, đánh bại Lăng Tiêu Thiên Tôn, không có gì đáng giá cao hứng, chân chính cường địch còn tại đằng sau, Xà Thiên Đế còn không có ra tay. Xà Thiên Đế con mắt híp lại, ánh mắt mang theo thâm trầm sắc bén ý vị, vừa mới Lăng Tiêu Thiên Tôn cùng Diệp Thần chiến đấu, hắn cũng thăm dò ra Diệp Thần thực lực, đích xác so vài ngày trước cường hãn rất nhiều. Mà vừa mới trận đại chiến kia, lại làm cho phía dưới Ngọc Hoàng Kính, cũng là xuất hiện không thiếu khe hở, giống như là tùy thời muốn vỡ tan. Đi qua mãnh liệt như vậy chiến đấu, Diệp Thần nhưng vẫn là khí định thần nhàn, không phát hiện chút tổn hao nào bộ dáng. Tiểu tử này, thực sự là càng ngày càng khó đối phó a. Xà Thiên Đế trong lòng hơi có chút oán niệm kiêng kỵ suy nghĩ, lại yên lặng cầu khẩn, Hiên Viên Vương đại nhân, thỉnh bảo hộ ta chân linh, ban thưởng ta sức mạnh. Hắn tự phụ thuần huyết cổ thần, đối với cổ tinh môn bây giờ chí tôn chúa tể Hiên Viên Vương, trong lòng cũng không có cái gì cung kính. Nhưng ngoài mặt vẫn là cúi đầu xưng thần, dù sao Hiên Viên Vương là cổ tinh môn lực lượng chi nguyên, đối với hắn xưng thần có thể được đến chỗ tốt vô cùng, đủ loại chúc phúc sức mạnh, không cần thì phí. Lập tức, Xà Thiên Đế liền ở trong lòng cầu nguyện, muốn có được Hiên Viên Vương chúc phúc trợ lực. Khục, Lăng Tiêu Thiên Tôn lại ho khan một tiếng, lấy ra một khỏa đan dược nuốt vào, khí tức mới thoáng khôi phục, nói, Xà Thiên Đế các hạ, luân hồi chi chủ tiểu tử kia khó chơi. Chỉ sợ vẫn là được ngươi tự mình ra tay rồi, bản tọa đã xé nát hắn địa ngục kỳ quan, hắn lớn chịu ngăn trở, chính là đánh giết hắn cơ hội thật tốt. Xà Thiên Đế hừ một tiếng, trong lòng thầm mắng Lăng Tiêu Thiên Tôn phế vật, cái gì lớn chịu ngăn trở, Diệp Thần khí tức còn hừng hực vô cùng, nhưng không có cái gì gặp thất bại dấu hiệu, coi như không có địa ngục kỳ quan, Diệp Thần những thứ khác đủ loại thủ đoạn, cũng không phải bình thường. Bất quá Xà Thiên Đế cũng không trông cậy vào. Lăng Tiêu Thiên Tôn có thể sát thương Diệp Thần, bây giờ Lăng Tiêu Thiên Tôn thay hắn thăm dò ra Diệp Thần thực lực, cái kia cũng đầy đủ. Luân hồi chi chủ, người tờ tình đã giải quyết. Xà Thiên Đế đứng dậy, nhìn thẳng Diệp Thần, âm thanh trầm trọng mà hỏi. Vừa mới chiến đấu, hắn nhìn ra, Diệp Thần thực lực, hoàn toàn không có chịu đến mảy may hạn chế, tờ tình ảnh hưởng phảng phất không tồn tại. Lần này, Xà Thiên Đế liền cảm thấy áp lực to lớn, dù sao dưới trạng thái toàn thịnh Diệp Thần. Thủ đoạn rất nhiều, vậy đơn giản là kinh khủng, liền Kính Thiên Đế cùng Ban Thiên Đế, đều chết ở dưới tay. Trạng thái toàn thịnh Diệp Thần, ngay cả Xà Thiên Đế cũng không dám dễ dàng khiêu chiến. Là, giải quyết, ngươi sợ sao? Diệp Thần cười cười nói, trong khi nói chuyện cũng tại âm thầm điều tức, khôi phục linh khí của mình. Vừa mới cùng Lăng Tiêu Thiên Tôn chiến đấu, hắn mặc dù không bị thương, nhưng linh khí tiêu hao cũng không nhỏ. Về phần hắn tự tình. Kỳ thực còn không có chân chính hóa giải, chỉ là bị Như Tường Vi dùng đặc thù phong ma thủ đoạn, tạm thời áp chế lại thôi. Bất quá, Xà Thiên Đế cũng không biết, chỉ cho là Diệp Thần tơ tình, thật sự giải quyết. Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, bất quá khi cái này liên quan đầu, hắn tự nhiên không có lùi bước đạo lý. Rất tốt,
ngươi trạng thái đã khôi phục đỉnh phong, bình thường tình huống phía dưới, ta không phải là địch thủ của ngươi. Xà Thiên Đế gật gật đầu, vô cùng thẳng thắn nói mình không bằng Diệp Thần. Lời nói này nói ra, toàn trường người đều kinh hãi, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn xem Xà Thiên Đế. Lăng Tiêu Thiên Tôn cũng là mộng, không nghĩ tới chiến đấu còn chưa bắt đầu, Xà Thiên Đế thế mà liền tự nhận không bằng. Phải biết, Xà Thiên Đế thế nhưng là thuần huyết cổ thần, người mang đại khí vận, là cấp cao nhất một nhóm kia Thiên Đế một trong, liền hắn đều nói không bằng Diệp Thần, cái kia Diệp Thần thực lực, cường hãn đến mức nào. Ngươi muốn chịu thua? Diệp Thần híp mắt đánh giá Xà Thiên Đế, lấy Xà Thiên Đế tính cách, chỉ sợ không có khả năng chịu thua. Xà Thiên Đế cười ha ha, nói, ta đánh không lại ngươi, nhưng tăng thêm Hiên Viên Vương đại nhân chúc phúc, hẳn là đủ. Chỉ thấy Xà Thiên Đế bước ra một bước, trên đỉnh đầu hắn thương khung, một tiếng xào sạc phá vỡ, có một đạo sáng chói thần quang, từ trời rơi xuống, mang theo vô thượng chúc phúc sức mạnh, tinh quang rạng rỡ, tạo hóa hào quang lấp lóe. Lại là Hiên Viên Vương chúc phúc. Tại này cổ chúc phúc sức mạnh gia trì, Xà Thiên Đế khí thế, lập tức tăng vọt rất nhiều rất nhiều. Diệp Thần ánh mắt lẫm liệt, chợt liền cười nói, ngươi có chúc phúc, ta cũng có a. Hắn nắm quyền một cái, trực tiếp liền câu thông luân hồi mộ địa, muốn mượn dùng chín thương cổ hoàng sức mạnh. Chín thương cổ hoàng cũng không nói nhảm, lập tức đem thần hồn của mình năng lượng, đại lượng chút xuống đến Diệp Thần kinh mạch bên trong, tựa như cùng chút xuống số lớn nhiên liệu. Oanh! Trên thân Diệp Thần, cũng là khí diễm bão táp, lập tức liền phóng ra từng luồng nhật nguyệt quang huy, những này nhật nguyệt hào quang, là nhân hoàng lục quyết tầng thứ nhất, nhật nguyệt thần quang khí tượng hiển hóa. Nhân hoàng lục quyết có 6 tầng biến hóa, mỗi một tầng biến hóa đều có thể nói là vĩ đại kỳ quan, mà này nhân hoàng lục quyết, trên thực tế có thể nói là chín thương cổ hoàng nói bừa công pháp, bởi vì tư tưởng quá mức ly kỳ, liền chín thương cổ hoàng chính mình cũng không thể toàn bộ luyện thành, cho nên gọi kỳ quan, cực điểm thiên mã hành không. Tuy nói là nói bừa công pháp, nhưng trong đó ẩn chứa đủ loại thiên mã hành không tư tưởng, cũng là có như vậy một chút xíu khả năng thực hiện. Thí dụ như thời khắc này Diệp Thần, liền hiển hóa ra nhật nguyệt quang huy, tương đương hù dọa người, nói như vậy, chỉ có tinh không bỉ ngạn phía trên, nhật nguyệt cảnh cường giả, mới có thể nắm giữ cỗ này quang huy khí tượng. Giống Lăng Tiêu Thiên Tôn, Lăng Tinh Cách, nếu Tường Vi bọn người, còn có các đại môn phái các cường giả, mắt thấy trên thân Diệp Thần nở rộ nhật nguyệt thần quang, đều là ngạc nhiên không thôi, thậm chí vô ý thức cho là Diệp Thần đã vượt ra thế giới này, đạt đến tình cảnh nhật nguyệt cảnh vĩ đại. Bất quá, cỗ này nhật nguyệt thần quang, rõ ràng không thể hù dọa Xà Thiên Đế. Xà Thiên Đế lãnh khốc nở nụ cười, nói, giả thần giả quỷ hù dọa ai? Trước mấy ngày ngươi có thể giết chết ta, bất quá là dựa vào thần sắc đẹp sức mạnh, hôm nay ngươi cũng không có tốt như vậy vận khí. Ngày đó khuất nhục, ta muốn ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Tiếng nói rơi xuống, Xà Thiên Đế không còn nói nhảm, vọt thẳng thiên dựng lên, cuồng bạo thiên đế khí chiều tạo thành một cỗ màu đen cột sáng, xông thẳng thiên khung, cực kỳ hùng vĩ, khí thế cực kỳ bá đạo. Huyền Minh Âm Tổ chờ Huyền Minh Điện một đám cường giả, lập tức sầm mặt lại, vừa mới vì đối chiến Lăng Tiêu Thiên Tôn, bọn hắn tiêu hao hết tất cả linh khí, bây giờ đã không có cách nào tái chiến đấu nữa, chỉ là Xà Thiên Đế khí thế, liền mang cho bọn hắn vô biên áp lực. Đều lui ra đi, không cần các ngươi. Diệp Thần khoát khoát tay, thản nhiên nói, hiện tại hắn tự tình tạm thời sẽ không phát tác, hắn có thể phát huy ra tột cùng nhất sức mạnh, cho dù độc chiến Xà Thiên Đế, hắn cũng không chút nào hoảng. Trong mắt mọi người mang theo kinh hãi thần sắc, yên lặng lui ra, cũng không dám nhúng tay đến Diệp Thần cùng Xà Thiên Đế trong chiến đấu. Hảo phách lực, tiểu tử, ta không thể đánh giá thấp ngươi, ngươi đáng giá ta vận dụng toàn lực đối phó ngươi. Xà Thiên Đế gặp Diệp Thần dám độc thân cùng hắn đối chiến, cũng không nhịn được gật gật đầu, hắn lập tức cũng không nói nhảm, hai tay nắm chặt quyền, thân thể oanh một tiếng, huyết dịch thế mà bắt đầu cháy rừng rực. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, hắn liền thiêu đốt Thiên Đế huyết. Nói rõ là muốn liều mạng, cũng là vô cùng xem trọng Diệp Thần, không dám chậm trễ chút nào. Dù sao, Kính Thiên Đế cùng Ban Thiên Đế, cũng đã chết ở Diệp Thần trong tay, Xà Thiên Đế cũng không dám chút nào khinh địch sơ suất. Lần này, Xà Thiên Đế máu tươi thiêu đốt, máu của hắn, thế nhưng là tinh thuần nhất cổ thần chi huyết, một chút thiêu đốt, phía sau hắn liền hiện ra như ác mộng giống như kinh khủng đồ đằng, đó là một đạo thông thiên cự mãng đồ đằng. Đầu này thông thiên cự mãng xuất hiện. Lập tức làm cho thiên địa biến sắc, phía dưới ngọc hoàng kính, trên gương ma khí hội tụ, hiện ra từng cái trận pháp, mỗi một cái trong trận pháp,
đều có từng cái rắn độc cùng từng cái cự mãng chui ra. Ước vạn con rắn độc cự mãng, đều tại nhảy múa, đều đang vặn vẹo thân rắn, tê tê thổ tín, lại phảng phất tại là xà thiên đế ngâm sướng chúc phúc. Từng sợi ma khí, không ngừng hội tụ đến xà thiên đế trên thân, cơ thể của hắn bắt đầu bành trướng, sau lưng thông thiên cự mãng đổ đằng cái bóng, một chút vặn vẹo phân liệt, cự mãng đã biến thành cửu đầu xà, chín khỏa đầu rắn không ngừng phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa, xâm nghiêm kinh khủng. Giết! Xà thiên đế ánh mắt lạnh lẽo, thân thể bão táp mà ra, sau lưng cửu đầu xà, từng khỏa to lớn đầu rắn thổ tín, bao phủ vô tận ma khí cùng độc trướng, hướng về Diệp Thần bao phủ mà đi. Nhân hoàng lục quyết, tinh hà đại táng. Diệp Thần một tiếng quát mắng, nhìn xem xà thiên đế cùng cửu đầu xà bạo lướt mà đến thân ảnh, gặp nguy không loạn, hai tay bóp quyết, trực tiếp liền bộc phát ra chín thương cổ hoàng thần công, tinh hà đại táng. Cái môn này tinh hà đại táng, nếu như là dựa vào lực lượng của Diệp Thần, còn không thể vận dụng đi ra, nhưng hắn bây giờ có chín thương cổ hoàng trợ lực, cũng đủ để bộc phát ra môn thần công này uy lực. Tinh hà đại táng, là nhân hoàng sáu quyết tầng thứ hai. Ký thác chín thương cổ hoàng chôn thiên hạ tà ma vĩ đại nguyện vọng, đạo pháp áo nghĩa cùng trời tổ luân hồi mộ táng công tương thông. Tại chín thương cổ hoàng sức mạnh gia trì, bây giờ Diệp Thần thi triển ra tinh hà đại táng, uy lực thậm chí so với hắn táng thiên luân hồi bàn, còn muốn hung hãn cường đại. Tinh hà đại táng nhất pháp ra, lập tức thiên khung hắc ám, tinh thần lưu động, sau đó cái kia chư thiên tinh thần, đều hô hô rơi xuống, hóa thành vô biên thiên thạch, cuồn cuộn hướng về xà thiên đế nện như điên mà đi. Muốn triệt để đem hắn chôn đi. Phía dưới Lăng Tiêu Thiên Tôn, nhìn thấy Diệp Thần kinh khủng như vậy thủ đoạn, gương mặt lập tức một hồi tái nhợt, nghĩ thầm nếu như tại mới vừa rồi trong chiến đấu, Diệp Thần sử dụng một chiêu này, hắn tuyệt đối là không ngăn nổi, trừ phi là dựa vào Nhật Chi Thạch phòng hộ, bằng không chắc chắn phải chết. Môn này tinh hà đại táng, đủ để chôn đỉnh cấp thiên đế. Nghĩ chôn ta, thiên xà cực quang, phá. Xà thiên đế nhìn xem cái kia đầy trời nện xuống sao băng, trong mắt lướt qua một vòng hung ác, nhưng không có chút nào e ngại ý lùi bước, hai tay bấm niệm pháp quyết, phía sau hắn cửu đầu xà, mỗi một khỏa đầu rắn, đều là ngẩng đầu phun ra, chín bộ kinh thế hắc ám cột sáng, liền từ chín khỏa đầu rắn trong miệng phun ra. Cái này chín bộ kinh thế cột sáng, quả thực là kinh khủng, phá toái hư không, xuyên qua vũ trụ, ép bạo tinh hà, cột sáng xông lên, Diệp Thần vừa mới triệu hoán xuống sao băng. Liền toàn bộ bị đánh nát đi. Phải biết, tại chín thương cổ hoàng trợ lực phía dưới, hắn chiêu này tinh hà đại táng, uy lực thậm chí vượt qua táng thiên luân hồi bàn, thế mà đều áp chế không nổi xà thiên đế, thậm chí lập tức liền bị xà thiên đế phá pháp thành công, có thể tưởng tượng được xà thiên đế cường đại. Diệp Thần sầm mặt lại, liền thấy có mấy đạo hắc ám cột sáng, mang theo cực kỳ lực lượng bá đạo, hướng hắn xuyên qua tới. Những cái kia hắc ám cột sáng, mang theo viễn cổ cường hoành uy áp, đủ để sâu giết viễn cổ thời đại ma thần, hung mãnh cực điểm, xà thiên đế có thể từ viễn cổ thời đại sống sót, thậm chí có lá gan hướng nhân tổ Nam Hoa lão quân dơ lên phản kỳ, hắn tự nhiên có thủ đoạn của hắn, cũng không phải chỉ có thể đùa giỡn một chút âm u rắn độc đơn giản như vậy, tự thân vũ lực cũng là tương đương bá đạo. Thần giáp mệnh tinh, hóa thuẫn thủ hộ. Diệp Thần vội vàng gọi ra thần giáp mệnh tinh, hóa thành một mặt kim sắc vừa dày vừa nặng tấm chắn. Ngạnh sinh sinh ngăn trở cái kia hắc ám cột ánh sáng xung kích. Xuy xuy xuy, từng chùm hắc ám cột sáng đánh vào Diệp Thần trên tấm chắn, phát ra kinh khủng tiếng nổ lớn, nhưng cột sáng cuối cùng cũng không thể đem tấm chắn đánh tan, tia sáng liền dần dần ảm đạm xuống. Mà Diệp Thần thần giáp mệnh tinh đã nhận lấy lực xung kích cực lớn, thần quang cũng là mở đi một chút, hao tổn năng lượng không ít. Lần này giao phong, hắn cùng xà thiên đế lại là lực lượng tương đương. Hắc hắc, không có cái này thần giáp mệnh tinh, người đã chết. Xà thiên đế âm chắc chắc nở nụ cười, thừa dịp chiến đấu khe hở, yên lặng hô hấp điều chỉnh trạng thái. Đáng tiếc ta có. Diệp Thần cười cười, cũng tại âm thầm điều tức. Phía dưới quan chiến đám người, nhìn hoa cả mắt, một mảnh rung động, thật sâu tán thưởng Diệp Thần cùng xà thiên đế thực lực cường đại, cũng là gánh vác đại khí vận người, thủ đoạn thần thông cũng là vô cùng thâm hậu. Hoàn toàn không phải Lăng Tiêu Uyên thế giới người có thể so sánh. Ta ngược lại muốn nhìn, cái này thần giáp mệnh tinh, có thể bảo vệ được ngươi mấy lần. Xà thần răng độc trận, lên. Xà thiên đế ánh mắt đột nhiên xâm nghiêm, hai tay bóp quyết, ngọc hoàng kính hơn vạn ngàn xà trận, lập tức toàn bộ tán loạn, ước vạn con rắn độc cùng cự mãng, hình thể cũng là tán loạn, hóa thành nguyên thủy nhất cuồn cuộn ma khí, hội tụ đến trên người hắn, hai tay của hắn bên trong.
hắn kết ấn phía dưới, cuồn cuộn ma khí liền thả ra ngoài, lại cấp tốc tại Diệp Thần dưới chân, sinh thành một cái kinh khủng hắc ám âm trầm đại trận. Tòa đại trận này ký kết cực kỳ cấp tốc, một ký kết hình thành, liền nghe một hồi ma thần gào thét âm thanh vang lên, trong trận pháp thế mà bốc lên từng cây sắc bén như đao kiếm răng độc, liền hướng cơ thể của Diệp Thần đâm tới. Những độc chất này răng, trắng hếu, phía trên hiện đầy độc rắn, lại có mãnh liệt ma thần sát khí, nếu như bị đâm đả thương, có trời mới biết sẽ có hậu quả gì. Chợt vang lên từng cây răng độc, muốn đem Diệp Thần chọc thủng đâm nát, hơn nữa còn là từ lòng bàn chân hắn phía dưới xuất hiện, hắn thương một cánh quân tế, cũng không cách nào dùng thần giáp mệnh tinh đi phòng ngự, góc độ quá xảo quyệt. Không thể không nói, Xà Thiên Đế thủ đoạn vẫn là hung ác, vô cùng cay độc, thế mà từ Diệp Thần dưới chân công kích. Muốn đánh lén ta? Diệp Thần chân mày vẩy một cái, phản ứng thật nhanh, lập tức liền né tránh răng độc đâm xuyên, trên thân lại nở rộ nhân hoàng kim quang, chín thương cổ hoàng đạo pháp lần nữa bộc phát. Nhân hoàng lục quyết, càn khôn vô cực, mở. Diệp Thần quát to một tiếng, trực tiếp liền thi triển ra nhân hoàng sáu quyết chiêu thứ ba, càn khôn vô cực. Vô biên bên trong hư không, một cổ khí tức cường đại chậm rãi ngưng kết, phảng phất muốn đem toàn bộ vũ trụ tinh túy đều thu nạp trong đó, cổ khí tức này, vừa bàng bạc vừa thần bí, tựa như hỗn độn sơ khai, lại như thiên địa quy nhất. Cái gọi là càn khôn vô cực, trên thực tế là một loại đặc thù khí tràng, cổ khí tràng này phóng xuất ra, đủ để nghiền ép thiên địa càn khôn. Cái gì là vô cực? Thiên địa bản nguyên, tức là vô cực, vô hình vô tướng, không tiếng động không màu sắc, vô thủy vô chung, không thể chỉ tên, đồn rằng vô cực. Đương nhiên, cái này vô cực định nghĩa, là chín định nghĩa của Thương Cổ Hoàng, là hắn liên quan tới thiên địa bản nguyên suy xét cùng tư tưởng. Xưa nay nay hướng về, có vô số cường giả, đều suy xét quá lớn đạo trung cực. Phía trước chín Thương Cổ Hoàng cho Diệp Thần một bức họa, chính là đại ái thần Phong Tinh Tuyết lẻ loi một mình, tại trong bể tình tắm rửa hình ảnh, bên trong ký thác đại ái thần đối với đại đạo trung cực tự hỏi. Chín Thương Cổ Hoàng cũng có chính mình tự hỏi, hắn suy xét đại đạo trung cực thời điểm, hắn còn không biết Thái Sơ Chi Quang tồn tại, hắn cho là thiên địa bản nguyên là vô cực, vô hình vô tướng, không tiếng động không màu sắc, vô thủy vô chung. Đáp án của hắn đương nhiên không chính xác, nhưng liên quan tới đại đạo bản nguyên tự hỏi, tìm tòi, nghiên cứu kỹ, trong quá trình này ngưng tụ ra chiết tưởng nhớ, đạo tâm sức mạnh, ý chí, liền tạo thành một cỗ cường đại không sợ khí tràng. Nhân hoàng lục quyết tầng thứ ba, càn khôn vô cực, chính là một loại khí tràng. Một loại không biết sợ, mênh mông rộng rãi, nghiên cứu kỹ thiên địa càn khôn đại khí tràng, đại quyết tâm. Diệp Thần nhất bạo phát ra càn khôn vô cực khí tràng, vô tận lực lượng liền từ trên người hắn nổ tung đi ra, hóa thành ngàn vạn đạo trùm sáng. Ngàn vạn đạo càn khôn vô cực trùm sáng, bộc phát ra đi, nhất thời làm rảnh rỗi ở giữa run run, tinh hà run rẩy, cường hoành khí tràng uy áp, làm cho hạ tràng nổ lên dày đặc răng độc. Toàn bộ bị nghiền nát. Chỉ là trong khoảnh khắc, Xà Thiên Đế ký kết ra Xà Thần răng độc trận, liền bị Diệp Thần càn khôn vô cực bàng bạc khí tràng nghiền ép nát bấy. Cái kia cố cường hoành khí tràng, còn tạo thành sóng xung kích đồng dạng, hung mãnh vô song xung kích hướng Xà Thiên Đế. Xà Thiên Đế kêu lên một tiếng, tại Diệp Thần khí tràng uy áp bên dưới, chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào, ngũ tạng lục phủ một hồi kịch liệt rung chuyển, hắn vội vàng người nhẹ nhàng lui lại. Thần Chu Thiên Kiếm, Thiên Đường Sử Thi. Diệp Thần thừa thắng xông lên, trong tay xoạt một tiếng, hiện ra Thần Chu Thiên Kiếm, thần quang rực rỡ, tài năng lộ rõ, tại xuất kiếm đồng thời, hắn vận chuyển Thiên Đường Thánh Đạo Pháp Môn, Thiên Đường Sử Thi bộc phát, Thần Chu Thiên trên thân kiếm, xuất hiện ngàn vạn đạo Sử Thi Phù Văn, mỗi một đạo Phù Văn đều ẩn chứa Thiên Quốc bài hát ca tụng minh mông khí tức. Hắn huy kiếm hướng Xà Thiên Đế chém giết mà đi, kiếm khí phá không phía dưới, tóe ra âm thanh. Thậm chí xen lẫn Thiên Đường Sử Thi bài hát ca tụng một dạng ngâm sướng, mênh mông vĩ đại, kiếm thế rộng rãi rực rỡ đến cực hạn. Thủy Long Vương Thiên Đường Thánh Đạo, còn có Thiên Nữ Thần Chu Thiên Kiếm, bản thân liền đối với hắc ám có mãnh liệt khắc chế hiệu quả. Diệp Thần cả hai cùng sử dụng, lập tức hào quang trùng thiên, huy hoàng diệu nhật, kiếm khí bá chủ đạo lăng lệ, phảng phất muốn chấn diệt thế gian hết thảy hắc ám. Xà Thiên Đế gương mặt biến sắc, bản thân hắn liền tu luyện hắc ám nhất đạo rắn độc pháp môn, mắt thấy Diệp Thần Thần Chu Thiên Kiếm, xen lẫn vô tận Sử Thi Thiên uy chém giết mà đến, hắn cũng là cảm thấy ngập trời nguy hiểm. Phốc phốc, Xà Thiên Đế không dám ngạnh bính, vội vàng người nhẹ nhàng tránh né, nhưng vẫn là chậm nửa bước, cánh tay trái ngạnh sinh sinh bị chém nứt xuống, máu tươi phun tung tóe, đau đến hắn ngũ quan vặn vẹo.
Mặc dù xà thiên đế cũng không có căn bản nhục thân, nhục thể của hắn là ngàn vạn con rắn độc hỗn hợp đúc nóng mà thành, nhưng mặc kệ nhục thân hình thái như thế nào quỷ dị biến hóa, đau đớn lại là chân thực. Cánh tay bị chém nứt sắc bén kịch liệt đau nhức, làm cho xà thiên đế linh hồn đều đang run rẩy. Hắn cắn răng, vội vàng vận chuyển thiên xà chuyển sinh pháp, chỗ cụt tay từng cái tế xà nhúc nhích, lại chậm rãi ngưng tụ ra mới cánh tay, nhưng mà hắn cũng không dám cùng Diệp Thần ngạnh bính, thân hình không ngừng lay động tránh né lấy. Chỉ có thể trốn sao? Diệp Thần ánh mắt xâm nghiêm, thần chu thiên kiếm ngang tàng phá sát, ép xà thiên đế vô cùng chật vật, chỉ cần bảo trì loại nhịp điệu này, hắn không cần bao lâu, liền có thể chém giết xà thiên đế. Không thể không nói, Diệp Thần đủ loại thủ đoạn thần thông, thực sự quá cường đại, chỉ cần hắn có đầy đủ nhiên liệu, lực lượng của hắn liền có thể cực hạn bạo phát đi ra. Bây giờ có huyết long cùng chín thương cổ hoàng, vì hắn cung cấp linh khí trợ lực, nhiên liệu đầy đủ, hơn nữa hắn tự tình, tạm thời cũng sẽ không phát tác, hắn quả thực là vô địch, từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, còn không có bao lâu, hắn liền ép tới xà thiên đế không còn sức đánh trả chút nào. Lăng Tiêu Thiên Tôn, Lăng Tinh Cách, Phong Nguyệt Hoa, Tuyệt Không Tên, nếu Tường Vi bọn người, đều là vô cùng kinh hãi nhìn xem một màn này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cũng không dám tin tưởng Diệp Thần hung mãnh như vậy, ngay cả xà thiên đế loại này cấp bậc tồn tại, đều bị áp chế phải thảm như vậy. Xà thiên đế khẽ cắn môi, tự hiểu độc thân không phải Diệp Thần địch thủ, vội vàng cầu nguyện hét lớn. Thiên Viên Vương Đại Nhân, giúp ta a! Hắn tiếng nói rơi xuống, ông một tiếng, trên thân liền phóng ra rực rỡ thần mang, đó là một cỗ lớn trật tự tia sáng, có điểm giống chín thương cổ hoàng nhân hoàng chi quang. Trên thực tế, cái gọi là Hiên Viên Vương, chính là cổ tinh môn tư tưởng vô thượng thánh nhân vương, chính là chí cao nhân hoàng. Nhân hoàng lấy sống lưng chống lên chư thiên chúng sinh, lấy sức mạnh trấn áp thế gian ma thần, trước kia chín thương cổ hoàng, là đời người thứ nhất hoàng, hắn muốn quét sạch thiên hạ, thiết lập vĩnh hằng trật tự, mặc dù thất bại, nhưng cỗ này nhân hoàng chi tâm, lại lưu truyền tới nay. Cổ tinh môn ban sơ trưởng môn múa thiên đế, liền muốn chế tạo chân chính vô địch nhân hoàng, có thể siêu việt chín thương cổ hoàng nhân hoàng, đủ để trấn áp chư thiên hết thảy ma thần cường đại tồn tại. Bây giờ Hiên Viên Vương đã có khái niệm huyễn ảnh, có được sâu không lường được sức mạnh, hắn hào quang mang theo lớn trật tự sức mạnh, chiếu rọi xuống tới, lập tức liền để xà thiên đế lấy được vô thượng chúc phúc, hắn chỉ một thoáng liền tinh thần đại chấn. Nhân tổ thần khí, tạo hóa bùn gốm, buông xuống a. Xà thiên đế liếm môi một cái, trong mắt bốc lên một cỗ hung quang, mượn nhờ Hiên Viên Vương chúc phúc, hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, càng là muốn triệu hoán cái gì đáng sợ thần khí. Hoa lạp, hoa lạp, hoa lạp. Bên trong hư không, nổi lên từng tầng cổ lão tang thương, khó mà hình dung tia sáng, hỗn hỗn độn độn, phiêu phiêu miểu miểu, vô thủy vô chung, vô tận hỗn độn trong ánh sáng, một cái tạo hình giản phác bình gốm, chậm rãi nổi lên. Cái kia bình gốm, liếc nhìn qua, phảng phất bình thường không có gì lạ, nhưng ngưng mắt nhìn lại, liền có thể nhìn thấy bình gốm phía trên, có khắc vô cùng cổ lão pháp tắc phù văn, những pháp tắc kia phù văn, hoàn toàn không thuộc về thế giới này, là thế giới bên ngoài huyền diệu phù văn, mang theo tạo hóa, mới sinh, khởi nguyên, sinh mệnh bàng bạc uy lực. Đây là, Nam Hoa Lão Quân pháp bảo. Diệp Thần đồng tử co rụt lại, xuyên thấu qua cái này đồ gốm, liền nhìn thấy vô tận thiên cơ, mơ hồ thấy được ngày xưa Nam Hoa Lão Quân cái bóng. Cái này đồ gốm, gọi tạo hóa bùn gốm. Trước kia nhân tổ Nam Hoa Lão Quân, dùng tạo hóa bùn gốm bên trong đất sét, tạo ra hình người tạo ra con người, sáng tạo ra ban sơ một nhóm thuần huyết cổ thần. Xà thiên đế chính là Nam Hoa Lão Quân con dân, mặc dù đã phản loạn, nhưng Nam Hoa Lão Quân đủ loại pháp tắc huyền bí, hắn cũng không có vứt bỏ ma diệt, bây giờ không biết dùng thủ đoạn gì, thế mà đem Nam Hoa Lão Quân tạo ra con người thần khí, tạo hóa bùn gốm triệu hoán xuống. Cái này triệu hoán xuống tạo hóa bùn gốm, cũng không phải bản thể. Chỉ là một tia linh khí biến thành năng lượng thể, xem như một đạo pháp bảo phân thân, nhưng cho dù pháp bảo phân thân, thần khí này tản ra khí tức, cũng đầy đủ kinh khủng. Mặc kệ là Diệp Thần, vẫn là Lăng Tiêu Thiên Tôn, Lăng Tinh Cách, nếu Tường Vi mấy người người quan chiến, đều cảm thấy một cỗ vô biên kinh khủng, tinh thần phảng phất muốn bị tạo hóa bùn gốm nhiếp đoạt tới. Trước kia Nam Hoa Lão Quân tạo ra con người, cũng không phải vô căn cứ chế tạo, mà là bắt được vô số ma thần, đem ma huyết nhục của thần bổ khuyết đến tạo hóa bùn gốm bên trong, lắng đọng chuyển hóa thành tạo ra con người đất sét. Bây giờ tạo hóa bùn gốm xuất hiện, tất cả mọi người đều cảm thấy mình tinh thần huyết nhục, muốn bị cái kia đồ gốm nhiếp đoạt, hóa thành đất sét.
Thần Chu Thiên Kiếm, phá. Diệp Thần thật sâu cảm thấy nguy hiểm, lập tức huy kiếm hướng cái kia tạo hóa bùn gốm bổ tới. Xà Thiên Đế cười hắc hắc, lại tay nắm lấy tạo hóa bùn gốm, lao nhanh tránh né mở ra, lại hướng về phía dưới Lăng Tiêu Thiên Tôn kêu lên. Lăng Tiêu Tử, mượn tay ngươi cánh tay dùng một chút. Tay phải hắn ngón cái ngón trỏ vân vê, lôi ra một đạo màu đen tia sáng, như kiếm quang giống như chém xuống đi, thổi phù một tiếng, liền đem Lăng Tiêu Thiên Tôn cánh tay trái chặt đứt xuống. Lăng Tiêu Thiên Tôn a một tiếng hét thảm, hắn vừa mới cùng Diệp Thần chiến đấu hoàn tất sau, linh khí cơ hồ hao hết, bây giờ đột ngột lọt vào Xà Thiên Đế chảm bổ, không hề có lực hoàn thủ, một chút liền bị chém đứt cánh tay. Hắn tay cụt, hóa thành một đoàn huyết quang, bay tới bầu trời, cuối cùng quán chú đến tạo hóa bùn gốm bên trong. Một đầu đỉnh cấp thiên đế cánh tay, khí huyết năng lượng cỡ nào dồi dào, một quán chú đến tạo hóa bùn gốm bên trong, toàn bộ đồ gốm nội bộ đều tràn đầy huyết thủy, ủng ục nổi lên. Xà Thiên Đế nhìn xem tạo hóa bùn gốm bên trong huyết thủy, cũng là lộ ra lướt qua một cái âm chắc chắc nụ cười. Không tốt, một cỗ nguy cơ to lớn cảm giác, từ Diệp Thần trong lòng dâng lên, cơ hồ là cảm thấy được nguy cơ trong nháy mắt. Hắn liền lao nhanh phi thân lui lại. Tại Diệp Thần vừa mới lui về phía sau trong nháy mắt, Xà Thiên Đế nắn thủ quyết, cái kia tạo hóa bùn gốm bên trong huyết thủy, ùng ùng phun ra tới, tại kỳ diệu thần bí tạo hóa vĩ lực phía dưới, mỗi một giọt máu tươi đều hóa thành một đầu huyết sắc cự mãng, ngàn ngàn vạn vạn con cự mãng gào thét động thiên, tràng diện hùng vĩ tới cực điểm. Xà Thiên Đế đem cái kia tạo hóa bùn gốm ném ra ngoài, tạo hóa bùn gốm trên không trung tích lưu lưu xoay tròn, đếm không hết huyết sắc cự mãng tranh nhau sợ sau từ cái kia đồ gốm bên trong leo ra, toàn bộ đồ gốm đã trở thành một tòa sôi trào núi lửa bộc phát, nhưng phun ra ngoài cũng không phải nham tương, mà là triệu tỷ tỷ đầu cự mãng. Đếm không hết cự mãng, phá không hướng về Diệp Thần đánh giết mà đến, mùi tanh xông vào mũi, cực kỳ khủng bố. Diệp Thần dùng mình, vội vàng huy động Thần Chu Thiên Kiếm chảm bổ, đem đánh giết mà đến huyết mãng, từng cái chặt đứt. Nhưng, cái kia tạo hóa bùn gốm lại là liên tục không ngừng dâng lên lấy, đếm không hết cự mãng như núi lửa bộc phát giống như bạo dũng mà ra, Diệp Thần căn bản giết không bao giờ hết. Hắc hắc hắc, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Xà Thiên Đế đồng tử huyết quang dày đặc, cuồng nhiệt hưng phấn tới cực điểm. Mọi người vây xem, nhìn thấy Diệp Thần bị đầy trời huyết mãng vây giết, cũng là vô cùng kinh hãi, nhìn tình thế này, Diệp Thần sợ là muốn bị vô cùng vô tận huyết mãng sống sờ sờ mài chết. Mộ chủ, tiếp tục như vậy không được a, giết không bao giờ hết, cuối cùng ngươi sẽ bị triệt để mài chết, lợi bất cập hại. Luân hồi mộ địa bên trong, chín thương cổ hoàng cũng cảm thấy tình thế không ổn, tuy nói một đầu huyết mãng không mạnh, nhưng triệu tỷ tỷ đầu xếp, điên cuồng vây giết, vậy coi như là hắn đều có chút không chịu đựng nổi. Ta biết, không có việc gì, ta có biện pháp. Diệp Thần hít sâu một hơi, gặp nguy không loạn, tạo hóa bùn gốm là trụ thần thần khí, muốn phá giải. Chỉ có dùng trụ lực lượng của thần. Vĩ thú đỉnh, phá cho ta. Diệp Thần tay trái bóp quyết, toàn thân lập tức ma khí nổ tung, một tòa cực lớn, xâm nghiêm, quỷ dị, kinh khủng thần đỉnh, từ trong cơ thể hắn xông ra, xông phá trọng trọng huyết mãng vây công, hướng về kia tạo hóa bùn gốm hung hăng đánh tới. Tòa này thần đỉnh, chính là vĩ thú đỉnh, phía trên khắc rất nhiều vĩ thú đồ đằng, còn ẩn chứa bầu trời thú hoàng một tia ý chí ba động, cực kỳ khủng bố mãnh liệt. Hắn phải dùng vĩ thú đỉnh, đi va chạm Xà Thiên Đế tạo hóa bùn gốm. Ân, tiểu tử, người điên rồi, dám dùng mệnh đỉnh đụng ta. Xà Thiên Đế nhìn thấy Diệp Thần vĩ thú đỉnh va chạm đi ra, lập tức chân mày vẩy một cái, có chút không thể tin. Phải biết, cửu đỉnh cảnh võ giả chế tạo thần đỉnh, lại gọi mệnh đỉnh, cùng tự thân tính mệnh hồn phách tương liên, không thể dễ dàng sử dụng, một khi vận dụng mà nói, nếu là chịu đến tổn thương gì, tự thân tính mệnh hồn phách cũng biết gặp nghiêm trọng phản phệ. Cho nên, hắn nhìn thấy Diệp Thần vĩ thú đỉnh đánh tới, không chút nào hoảng, ngược lại thôi động tạo hóa bùn gốm, cũng ác hung ác hướng Diệp Thần vĩ thú đỉnh đánh tới. Phanh! Vĩ thú đỉnh cùng tạo hóa bùn gốm chạm vào nhau, lập tức phát ra một hồi kinh thiên tiếng vang. Răng rắc, Xà Thiên Đế tạo hóa bùn gốm, lập tức liền bị đâm đến nứt ra, nát bấy, sau đó khí lưu oa oa, hoàn toàn tán loạn, cái kia đầy trời huyết mãng cũng là đi theo tiêu tán. Diệp Thần vĩ thú đỉnh, uy thế quá cường hãn, liền Xà Thiên Đế tạo hóa bùn gốm, đều ngăn cản không nổi xung kích. Bất quá, Xà Thiên Đế nhìn xem tạo hóa bùn gốm bại nát, lại không có cái gì thần sắc kinh hoàng, khóe miệng của hắn ngược lại mang theo âm trầm ý cười,
bởi vì hắn nhìn thấy, Diệp Thần Vĩ Thú Đỉnh, cũng là tại trong hung mãnh va chạm, xuất hiện từng cái khe hở. Hắn tạo hóa bùn gốm phá toái, chính hắn cũng sẽ không chịu đến cái gì phản phệ, nhưng Diệp Thần Vĩ Thú Đỉnh chính là mệnh đỉnh một trong, cùng hồn phách tính mệnh tương liên, một khi nứt ra, Diệp Thần tự thân nhất định chịu phản phệ. Quả nhiên, Vĩ Thú Đỉnh nứt ra sau, Diệp Thần cũng là kêu lên một tiếng, gương mặt cấp tốc tái nhợt, khóe miệng tiết ra máu tươi, hiển nhiên là chịu đến kịch liệt phản phệ. Tự tìm đường chết, ha ha. Xà Thiên Đế ánh mắt hung hãn, nhìn thấy Diệp Thần gặp phản phệ, hắn lập tức nhân cơ hội này, một chiêu Thiên Xà Đại Thủ Ấn, bàn tay mang theo ngập trời hắc ám đế quang, cuồng bạo hướng Diệp Thần đỉnh đầu vỗ tới. Diệp Thần đã chịu phản phệ, gương mặt tái nhợt phía dưới, không chút nào không hoảng hốt, hắn trầm tĩnh con mắt trở nên vô cùng thâm thúy, đồng tử lại trong nháy mắt hóa thành huyết sắc, con người cũng biến thành như cái gương vỡ nát, kính vạn hoa huyết nhãn lại trực tiếp mở ra. Kính vạn hoa huyết nhãn, thật ảo chuyển hóa, thế gian đắng ách, đều là ảo giác. Diệp Thần một tiếng ngâm sướng, vừa mới Vĩ Thú Đỉnh vỡ tan mang tới phản phệ đau đớn, lập tức liền từ trong cơ thể hắn biến mất, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua, hóa thành như mộng ảo tồn tại. Đây là kính vạn hoa huyết nhãn huyễn thuật hiệu quả, đem chân thực đau đớn chuyển biến làm ảo giác. Diệp Thần dám dùng chính mình Vĩ Thú Đỉnh, đi va chạm Xà Thiên Đế tạo hóa bùn gốm, tự nhiên là có được hậu chiêu cùng cách đối phó. Hắn hậu chiêu, chính là kính vạn hoa huyết nhãn. Kính vạn hoa huyết nhãn một chút vận chuyển, hắn liền đem phản vệ mang tới đau đớn, chuyển biến thành ảo giác, cơ thể lập tức liền hết đau. Đương nhiên, cái kia phản vệ đau đớn, dính đến bản mệnh linh hồn, không cách nào thật sự hóa thành bọt nước, Diệp Thần lợi dụng huyễn thuật, chỉ là ngắn ngủi che giấu, dùng hư vô mộng ảo tới gây tê chính mình, quên mất đau đớn, nhưng chờ hắn thanh tỉnh, cổ đau đớn này nhất định đem gấp bội trọng cuốn tới. Bây giờ đối với chiến Xà Thiên Đế, Diệp Thần chỉ muốn thắng, cũng không cân nhắc sự tình phía sau, cho nên cũng không để ý giá tiền gì, trước tiên mở ra kính vạn hoa huyết nhãn, gây tê chính mình, đem phản vệ đau đớn đè xuống lại nói. Cái gì? Xà Thiên Đế nhìn thấy Diệp Thần kính vạn hoa huyết nhãn mở ra, lập tức hoảng hốt, tê cả ra đầu, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thần thế mà lại sử dụng loại thủ đoạn này. Xà Thiên Đế, người muốn giết ta, đó là người si nói mộng. Diệp Thần nhếch miệng cười cười, nụ cười vô cùng hung ác, trực tiếp trở tay một chảo, liền đem Xà Thiên Đế bạo sát mà đến bàn tay, hung hăng bắt được. Xà Thiên Đế thần sắc đại biến, luận chém giết gần người võ kỹ, hắn có thể kém xa tít tắp Diệp Thần, lập tức liền nghĩ đưa bàn tay rút về, nhưng lại giống như bị khảm nạm, như thế nào cũng rút không trở lại. Đại Thiên Thần Diệt Trưởng, phá! Diệp Thần buông lỏng ra Xà Thiên Đế tay, ở người phía sau thân thể lảo đảo lui về phía sau đồng thời. Hắn mãnh liệt một trường đánh tung mà ra, Shiva võ kỹ Đại Thiên Thần Diệt Trưởng bộc phát, bàn tay bao phủ lên một cỗ tựa là hủy diệt phong bạo, gào thét bạo hưởng, hung hăng đánh phía Xà Thiên Đế lồng ngực. Xà Thiên Đế ngăn cản không bằng, liền bị Diệp Thần một trường đánh trúng, thổi phù một tiếng, tại chỗ miệng phun máu tươi, thân thể như một quả như đạn pháo, hung hăng từ trên không trung rơi xuống, trọng trọng nện ở phía dưới Ngọc Hoàng Kính phía trên, đem Ngọc Hoàng Kính đều đập ra một mảng lớn vết rách. Lăng Tiêu Thiên Tôn, nếu Tường Vi, Lăng Tinh Cách bọn người, nhìn thấy Diệp Thần một trưởng liền đánh rơi Xà Thiên Đế, đều là kinh hãi không thôi. Tại sau lưng Diệp Thần nơi xa, Huyền Minh Điện đám người cùng Diệp Bất Thu đang khẩn trương đứng xem, khi thấy Diệp Thần đánh rơi Xà Thiên Đế, đám người liền bộc phát ra một hồi tiếng ủng hộ. Luân hồi chi chủ quả thật vô địch, có thể đưa về luân hồi trận doanh, là ta Huyền Minh Điện tam sinh đã tu luyện phúc khí. Ha ha ha! Huyền Minh Âm Tổ vô cùng hưng phấn nở nụ cười, đối với Diệp Thần sùng bái sâu hơn. Diệp Bất Thu tâm nghĩ, luân hồi chi chủ uy mãnh như vậy, đủ để kế thừa thiên tổ vinh quang, xem ra lần này ta chọn đúng người. Mà Diệp Thần một trưởng đánh rơi Xà Thiên Đế sau, cũng không có buông lỏng, lập tức thôi động thần Chu Thiên Kiếm, vô tận thiên đường thánh quang quán chú, cả thanh thần Chu Thiên Kiếm, trở nên vô cùng thần thánh rực rỡ, từng đạo hoa lệ sử thi phù văn chảy xuôi. Thần Chu Thiên Kiếm, rơi. Diệp Thần ngón tay kiếm quyết đưa ra, liền dẫn động thần Chu Thiên Kiếm, hung hăng hướng Xà Thiên Đế đánh xuống. Mà cùng lúc đó, Diệp Thần cũng tại nổi lên chủy thủ mưa kỳ quan, lần này, hắn nhất định phải triệt để chu diệt Xà Thiên Đế, sẽ lại không cho hắn bất luận cái gì cơ hội phục sinh. Xà Thiên Đế nhìn thấy thần Chu Thiên Kiếm bổ xuống, lập tức đồng tử co vào, sợ hãi một hồi. Hắn sợ hãi, kỳ thực cũng không phải thần Chu Thiên Kiếm chém giết, bởi vì hắn coi như bản thể bị chém giết.
chỉ cần thế gian còn có hắn nuôi một con rắn độc tồn tại, hắn liền có thể vô hạn phục sinh, nhiều nhất thiệt hại điểm nguyên khí. Hắn sợ hãi, là bởi vì hắn nhìn thấy Diệp Thần trên đỉnh đầu, có một bức quyển trục bày ra, quyển trục kia bên trong ánh sao lấp lánh, mỗi một điểm tinh quang cũng là một cây chủy thủ phong mang, quyển trục kia là chín thương cổ hoàng vĩ đại kỳ quan, chủy thủ mưa đồ quyển. Diệp Thần đang nổi lên chủy thủ mưa, không chỉ là phải dùng thần chu thiên kiếm, chém giết xà thiên đế bản thể, còn muốn dùng chủy thủ mưa, bao trùm toàn bộ không không lúc nào khoảng không, đem xà thiên đế nuôi dưỡng rắn độc, toàn bộ xuyên thấu giết chết. Bây giờ, xà thiên đế liền cảm thấy, chính mình khí thế, đã bị Diệp Thần phong tỏa. Chỉ cần chủy thủ mưa chút xuống, hắn phân tán tại không không lúc nào chống không tất cả rắn độc, cũng sẽ ở trong chớp mắt, toàn bộ bị sắc bén chủy thủ xuyên qua giết chết. Xà thiên đế có thiên thiên vạn vạn rắn độc phân thân, liền xem như Hồng Quân lão tổ tới, coi như có thể suy tính đến hắn tất cả rắn độc phân thân vị trí, cũng không khả năng tại trong chớp mắt, đem toàn bộ rắn độc diệt sát, không có bất kỳ cái gì thần thông có thể làm được, không có bất kỳ cái gì thuật pháp, có thể bao trùm toàn bộ không không lúc nào khoảng không. Nhưng thần thông thuật pháp làm không được, vĩ đại kỳ quan có thể. Chín thương cổ hoàng vĩ đại kỳ quan chủy thủ mưa, liền có thể bao trùm toàn bộ không không lúc nào khoảng không. Tuy nói lấy trước mắt chủy thủ mưa kỳ quan nội tình, muốn bao trùm không không lúc nào khoảng không, cũng khó có thể làm đến, nhưng, Diệp Thần đã thức tỉnh thần giáp mệnh tinh, hắn thần giáp mệnh tinh tia sáng, đủ để chiếu rọi chư thiên, chỉ cần đem thần giáp mệnh tinh cùng chủy thủ mưa dung hợp một chỗ, hắn có lòng tin để cho chủy thủ bao trùm toàn bộ không không lúc nào khoảng không, tiến tới giết chết xà thiên đế tất cả rắn độc phân thân, triệt để đem chu diệt. Sợ hãi vô ngần, từ xà thiên đế ở sâu trong nội tâm dâng lên. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được tử vong đáng sợ. Không, không, tiểu tử, ngươi không thể giết ta. Ta làm sao lại chết ở trong tay ngươi? Viễn cổ ma thần đều không giết chết được ta, Nam Hoa lão quân đều không diệt được ta, ngươi làm sao có thể giết ta? Xà thiên đế gầm hét lên, thân thể muốn động đánh, nhưng ở thần chu thiên kiếm lăng lệ kiếm thế cùng thiên đường thánh đạo uy áp bên dưới, hắn hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thần chu thiên kiếm mũi kiếm. Lấy một cái cực kỳ khủng bố tốc độ, hướng về hắn bạo sát xuống. Thiên viên vương đại nhân, cứu ta, nhanh cứu ta. Nhất định muốn cứu ta. Huyết đồ phá quân thương đâu? Huyết đồ xương không phải đầu phục ngươi. Nhanh cứu ta. Xà thiên đế có chút lời nói không có mạch lạc gầm thét, mặc dù kêu gọi thiên viên vương cứu mạng, nhưng trong giọng nói đã không có nửa điểm cung kính, chỉ có trước khi chết cháy bỏng cùng sợ hãi. Tại tiếng gầm gừ của hắn sau khi rơi xuống. Không biết là nguyên nhân gì, tất cả mọi người đều cảm thấy, Lăng Tiêu Uyên thế giới thời gian và không gian, phảng phất xuất hiện một chút ngắn ngủi dừng lại. Sau khi cái này ngắn ngủi thời không dừng lại, đáng sợ một màn xuất hiện, hư không thế mà giống như pha lê răng rắc nứt ra, thậm chí nát bấy, một cái cao có vạn trượng, toàn thân ô kim sắc, còn quấn ngập trời uy nghiêm cùng sát khí trường thương, giống như kình thiên chi trụ, ùng ùng đánh nổ hư không xuất hiện. Cái này kình thiên thần thương vừa xuất hiện. Toàn bộ Lăng Tiêu Uyên thế giới, thời không liền kịch liệt sôi trào lên, khắp nơi đều cuốn lên bão táp thời không, kình thiên thần thương vừa rơi xuống, răng rắc một hồi bạo hưởng, thế mà đâm xuyên ngọc hoàng kính, thân thương một đoạn chấn xuống đến trong vực sâu, nửa khúc trên thân thương thì đâm thẳng thương khung, bóng lưỡng mũi thương tràn ngập ra kinh khủng tới cực điểm phong mang sát khí. Tất cả mọi người thấy cảnh này, đều sợ ngây người. Thanh thương này, uy thế quá kinh khủng, thế mà đem ngọc hoàng kính đập ra một cái lỗ thủng lớn. Diệp Thần cũng là ngẩn ngơ, hắn nhận ra, cái này lại là thiên tổ ngày xưa chế tạo thần binh lợi khí, huyết đồ phá quân thương. Trước kia, thiên tổ có ý định thống ngự chư thiên, dưới trướng hắn các đệ tử, chia ra thành hai phái, một bộ là thiên pháp phái, chủ trương lấy luật pháp thống ngự thiên hạ, người cầm đầu là thiên pháp lộ nguyệt, danh xưng thẩm phán chi chủ. Một phái khác, là huyết đồ phái, chủ trương lấy bá đạo vũ lực trấn áp thiên hạ. Người cầm đầu là huyết đồ xương, danh xưng phá quân thần nữ. Thiên tổ cũng không có tỏ thái độ nói ủng hộ ai, phản đối ai, hắn cho thiên pháp phái cùng huyết đồ phái, đều chế tạo một kiện thần khí, thiên pháp phái chính là trời pháp đạo luật, huyết đồ phái chính là huyết đồ phá quân thương. Cái này huyết đồ phá quân thương, sát lục khí thế ngập trời, so với thiên đấu sát thần tuyệt mệnh thiên kiếm còn muốn lợi hại hơn, trước kia thiên đấu sát thần, từng muốn phải bỏ qua chính mình tất cả bảo bối, cùng thiên tổ trao đổi thanh thương này. Nhưng thiên tổ không đồng ý thôi. Liền thiên đấu sát thần, đều đối huyết đồ phá quân thương, vô cùng khát vọng tán thưởng, có thể tưởng tượng được,
thanh thương này có bao nhiêu hung mãnh lợi hại. Diệp Thần đã từng, cũng tự mình cảm thụ qua huyết đồ phá quân thương lợi hại. Hắn còn nhớ rõ, thanh thương này, là huyết đồ xương binh khí. Bây giờ, xà thiên đế thế mà đem thanh thương này, triệu hoán xuống. Huyết đồ phá quân thương một đè xuống, liền đem Diệp Thần thần Chu Thiên Kiếm, kiếm đạo quỹ tích đánh hỗn loạn, Diệp Thần không thể không đem thần Chu Thiên Kiếm thu hồi lại. Bàng bạc hung hãn, phổ biên minh mông sát khí, từ huyết đồ phá quân thương bên trong bộc phát ra, uy chấn toàn bộ Lăng Tiêu Uyên thế giới, Diệp Thần cũng là bị triệt để chấn động. Huyết đồ phá quân thương, cái này, làm sao có thể, thanh thương này, tại sao sẽ ở cổ tinh môn trong tay? Diệp Thần vô cùng rung động, huyết đồ phá quân thương rõ ràng là huyết đồ xương binh khí, mà huyết đồ xương là vũ tổ hảo hữu chí giao. Nhưng bây giờ, thanh binh khí này, lại rơi vào cổ tinh môn trong tay, thậm chí bị xà thiên đế triệu hoán xuống. Một cái phỏng đoán đáng sợ, tại Diệp Thần trong lòng nổi lên. Vị kia huyết đồ xương, rất có thể đã phản bội vũ tổ, đầu phục cổ tinh môn. Hắc hắc, tiểu tử, không nghĩ tới sao, kỳ thực vũ tổ vị bằng hữu nào huyết đồ xương, đã đầu phục ta cổ tinh môn. Xà thiên đế cười gằn, ánh mắt xâm nghiêm nhìn chằm chằm Diệp Thần, tại huyết đồ phá quân thương sau khi rơi xuống, hắn cũng giống như lấy được ngập trời chúc phúc, khí tức thoáng khôi phục, chậm rãi đứng dậy. Diệp Thần sầm mặt lại, không thể tin được. Huyết đồ xương đã làm phản, cái kia vũ tổ làm sao bây giờ? Xà thiên đế tựa hồ cũng nhìn ra Diệp Thần tâm tư, cười nói, yên tâm, không cần bao lâu, vũ tổ liền sẽ cùng Hiên Viên Vương đại nhân hòa làm một thể. Hôm nay đi, ta trước hết tiễn ngươi lên đường. Nói xong, xà thiên đế linh khí thôi động, cái thanh kia cực lớn thông thiên huyết đổ phá quân thương, liền ùng ùng cuốn lấy phong lôi thiên uy, mang theo quét ngang vũ trụ tinh không kinh khủng khí áp, phá toái hư không, ép bạo thương khung, một thương hướng Diệp Thần quét ngang mà đến. Diệp Thần đồng tử co rụt lại, huyết đồ xương làm phản, cái kia vũ tổ liền vô cùng nguy hiểm, một khi vũ tổ bị bắt lại, nhục thể của hắn, liền sẽ bị Hiên Viên Vương luyện hóa, trở thành Hiên Viên Vương nhục thân. Bây giờ Hiên Viên Vương, chỉ có một đạo khái niệm huyễn ảnh, nếu như hắn có nhục thân, hắn liền vô địch, chỉ sợ là muốn nghịch thiên quật khởi. Bất quá, bây giờ Diệp Thần không cách nào lo lắng quá nhiều, bởi vì cái kia huyết đổ phá quân thương, quét ngang mà đến, uy thế quá kinh khủng, nếu như hắn không cẩn thận ứng đối mà nói, hắn tuyệt đối phải sống sờ sờ bị đánh thành thịt nát. Luân hồi nguyên thể, mở. Diệp Thần cắn răng một cái, lập tức mở ra luân hồi nguyên thể, cửu thiên đồ đằng cực hạn bộc phát. Quanh người hắn tràn ra siêu phàm kim quang, ngay cả tóc cũng từng cái hóa thành kim sắc, cả người vũ lực bão táp, nhưng kể cả như thế, đối mặt huyết đồ phá quân thương, thân ảnh của hắn, vẫn là có vẻ hơi nhỏ bé. Ngươi không ngăn nổi. Xà thiên đế nhe răng cười, điên cuồng thiêu đốt tự thân linh khí cùng khí huyết, điên cuồng thúc giục huyết đồ phá quân thương, lại mang theo Hiên Viên Vương sát phạt ý chí, muốn đem Diệp Thần nhất cử đánh giết. Mộ chủ, không chống nổi. Chạy mau a. Chín thương cổ hoàng cảm thấy vô biên nguy hiểm, lập tức thúc giục Diệp Thần rút lui. Diệp Thần cắn răng không nói gì, đến lúc này, làm sao có thể lùi bước. Nếu là hắn rút lui, sợ là đạo tâm đều phải bại nát, cả một đời cũng không dám lại đối mặt xà thiên đế. Một trận chiến này, chỉ có chết trận đạo lý, không có khả năng lui. Đạo thiên kiếm, phá cho ta. Kèm theo rít lên một tiếng, Diệp Thần chán nổi gân xanh đột, trực tiếp triệu hồi ra sự vĩ đại của mình kỳ quan. Đạo thiên kiếm. Ong ong. Hư không nổ tung, cực lớn đạo thiên kiếm nổi lên, cùng cái kia huyết đồ phá quân thương một dạng cực lớn, cũng là có cao vạn trượng, nguy nga huy hoàng, thân kiếm phóng ra vô tận hào quang sáng chói. Tại đạo thiên kiếm gọi ra trong nháy mắt, huyết long cùng chín thương cổ hoàng linh khí, đều cơ hồ bị rút sạch, Diệp Thần huyết nhục cũng cấp tốc lâm vào tiểu tụy bên trong, tiêu hao rất lớn. Đạo thiên kiếm dù sao cũng là vĩ đại kỳ quan. Muốn chịu dùng, giá quá lớn. Vĩ đại kỳ quan, quả nhiên mênh mông rộng rãi. Bất quá ngươi cũng ngăn không được súng của ta. Xà thiên đế nhìn thấy Diệp Thần gọi ra đạo thiên kiếm, cũng là có chút chấn động, đó dù sao cũng là vĩ đại kỳ quan, khí thế mênh mông, tia sáng ngàn vạn, hơn nữa còn ký thác Diệp Thần khác lập thiên đạo tư tưởng, ngàn vạn đại đạo quang huy không ngừng dâng lên, chấn động lòng người. Bất quá, xà thiên đế cũng không sợ, bởi vì hắn đã thấy. Vì chịu dùng đạo thiên kiếm, Diệp Thần tiêu hao phi thường lớn, bây giờ coi như mở ra luân hồi nguyên thể, thể chất cũng là vô cùng suy yếu, chỉ cần cứng đối cứng, liền xem như lưỡng bại câu thương, song song bỏ mình, cũng là hắn thắng. Bởi vì hắn ở bên ngoài thế giới,
Còn có ngàn ngàn vạn vạn con rắn độc che giấu lấy, chỉ cần những rắn độc kia không chết hết, hắn cho dù chết, cũng có thể mượn xác phục sinh, nhiều nhất thiệt hại điểm nguyên khí. Nhưng Diệp Thần lại khác biệt, nếu như Diệp Thần chết, hắn mặc dù cũng có thể tại tinh không thần chỉ phục sinh, nhưng phục sinh sau hắn, nhất định là lâm vào cực đoan hư nhược trạng thái, trong thời gian ngắn chỉ có thể là một tên phế nhân, không cách nào lại ngăn cản cổ tinh môn đại kế. Chờ cổ tinh môn bắt võ tổ, Hiên Viên Vương nhục thân đại thành, vậy coi như Diệp Thần khôi phục lại thực lực, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Ầm ầm, tại vô số song ánh mắt kinh hãi bên trong, Diệp Thần đạo thiên kiếm, cùng xà thiên đế huyết đổ phá quân thương, không ngừng tới gần, liền muốn đụng vào nhau. Một cái là ký thác khác lập thiên đạo vĩ đại tư tưởng bàng bạc kỳ quan, một cái là thiên tổ chế tạo thần binh lợi khí, một kiếm này một thương, ẩn chứa trong đó năng lượng, quả thực là che đậy thiên đế, tất cả mọi người đều có thể tưởng tượng, làm cả hai va chạm, tuyệt đối là sẽ mang theo nổ kinh thiên động, nổ tung uy áp đủ để đem Diệp Thần cùng xà thiên đế đều xé thành mảnh nhỏ. Nhưng Diệp Thần cùng xà thiên đế, cũng không có ý lùi bước, phảng phất chính là muốn liều mạng, chính là muốn liều mạng một cái ngọc thạch câu phần, song song bỏ mình. Đạo Thiên Sơn Hà Lô, cho ta hiến tế. Mắt thấy một kiếm một thương, liền muốn đụng vào nhau, đột nhiên, Diệp Thần vung tay lên, lại sử dụng một tòa cực lớn hỏa lò, đồng thời trực tiếp hiến tế. Ân, xà thiên đế đồng tử lập tức co rụt lại, tòa kia hỏa lò, cũng là vĩ đại kỳ quan, là năm đó đạo thiên đế rơi bay trên trời chế tạo vĩ đại kỳ quan, đạo Thiên Sơn Hà Lô. Lần này, Diệp Thần thế mà hiến tế đạo Thiên Sơn Hà Lô, làm nhiên liệu, để thăng đạo thiên kiếm uy lực. Hắn thế mà hiến tế một cái vĩ đại kỳ quan, đến cho một cái khác vĩ đại kỳ quan bổ sung năng lượng, cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi tư tưởng, vĩ đại kỳ quan chân quý bực nào, hiến tế mà nói, thiệt hại làm sao chờ cực lớn. Nhưng, một tích tắc này, Diệp Thần vì diệt sát xà thiên đế, cũng không lo được nhiều như vậy, cũng may mà hắn ra đại nghiệp đại, trong tay đủ loại bảo bối đông đảo, mới có đầy đủ sức mạnh, đi hiến tế đạo Thiên Sơn Hà Lô. Răng rắc, đạo Thiên Sơn Hà Lô trong nháy mắt liền phá toái, cả tòa hỏa lò ẩn chứa kinh thiên năng lượng, toàn bộ quán chú đến đạo thiên kiếm bên trong, trong thoáng chốc, cả thanh đạo thiên kiếm quang hoa phun trào đến cực hạn, thân kiếm lại đã biến thành đỏ thẫm màu sắc, ô ô vang dội, phảng phất bị thiêu đốt đỏ bừng, từ trên thân kiếm phun ra kiếm khí, liền tựa như đá núi lửa tương đồng dạng hừng hực. Không, xà thiên đế lập tức kinh dị, tại đạo Thiên Sơn Hà Lô hiến tế phía dưới, Diệp Thần đạo thiên kiếm lập tức nhận được kinh thiên năng lượng bổ sung, kiếm khí ngập trời, khí thế cùng tia sáng, trong nháy mắt liền vượt trên huyết đổ phá quân thương. Phanh! Làm một kiếm một thương, va chạm đến cùng một chỗ sau, kinh thiên tiếng vang nổ tung, nhưng trong dự tưởng lưỡng bại câu thương, cũng không có xuất hiện, Diệp Thần thân thể còn vững vàng đứng sừng ở bên trong hư không, hắn đạo thiên kiếm, lập tức liền đem huyết đổ phá quân thương kích bay. Huyết đổ phá quân thương oa oa một tiếng, không địch lại đạo thiên kiếm. Như có linh tính đồng dạng, hóa thành một tia ô kim sắc tia sáng, vội sông thượng thiên, từ từ tiêu tán. Xong, xà thiên đế nhìn thấy huyết đồ phá quân thương bỏ chạy, lập tức liền tê cả da đầu, cảm giác sâu sắc không ổn. Chỉ thấy Diệp Thần đạo thiên kiếm, còn mang theo kinh thế chi uy, ùng ùng hướng hắn chấn sát xuống. Cực lớn, huy hoàng, nguy nga đạo thiên kiếm, phảng phất ẩn chứa thế gian vô thượng chân lý cùng đại đạo, cuồn cuộn kiếm khí giống như thực chất, muốn mở hỗn độn. Chém ra hết thảy. Xà thiên đế thân ảnh, tại đạo thiên kiếm làm nổi bật phía dưới, lộ ra như con kiến hôi nhỏ bé. Choảng! Đạo thiên kiếm hung hăng chấn xuống, mũi kiếm quán xuyên xà thiên đế thân thể, đồng thời đem hắn đính tại ngọc hoàng kính phía trên. Răng rắc, cường hãn đạo thiên kiếm, bàng bạc uy thế, làm cho ngọc hoàng kính không tách ra nứt, cuối cùng từng khối thấu kính bạo liệt nát bấy, hướng phía dưới vực sâu rơi xuống. Đạo thiên kiếm liền đóng xà thiên đế thân thể, một đường cắm sâu vào trong vực sâu vô tận ma vật phát ra hoảng sợ gầm rú, chạy trốn tứ phía tránh né, hoàn toàn không dám nhìn thẳng đạo thiên kiếm huy hoàng. Lăng Tiêu Thiên Cung phía dưới khu vực ngọc hoàng kính, rất nhanh liền toàn bộ bể nát, đồng thời cấp tốc ra bên ngoài lan tràn, bao trùm tại Lăng Tiêu Uyên thế giới toàn bộ ngọc hoàng kính, cũng bắt đầu phá toái. Kỳ thực tại tuế nguyệt mài mòn phía dưới, ngọc hoàng kính sớm đã có bể tan tành dấu hiệu. Là thiên tổ trọng tình trọng nghĩa, không muốn để cho dưới tay hắn các quỷ sai, rơi xuống vực sâu, thế là hắn lấy ý chí của hắn, hạ xuống một vầng mặt trời thần thạch, là Nhật Chi Thạch. Nhật Chi Thạch hào quang năng lượng, bàng bạc đầy đủ, ổn định lại Ngọc Hoàng Kính, để Ngọc Hoàng Kính không có phá toái.
Nhưng bây giờ, Diệp Thần cùng Xà Thiên Đế quyết chiến, át chủ bài tề xuất, đánh thiên băng địa liệt, Ngọc Hoàng Kính cũng không chống chịu được, cuối cùng là bể nát. Lấy Lăng Tiêu Thiên Cung khu vực làm hạch tâm, bể tan tành khe hở như giống như mạng nhện không ngừng lan tràn khuếch tán, rất nhanh liền truyền lại đến toàn bộ Lăng Tiêu Uyên thế giới. Ngọc Hoàng Kính phía dưới, là vực sâu vô tận, những thứ này vực sâu, là ngày xưa bị đánh chìm luân hồi địa ngục, mang theo kinh khủng thôn phệ chi lực, cỗ này thôn phệ chi lực, cùng Diệp Thần luân hồi bàn, pháp tắc đạo uẩn là giống nhau như đúc, đại biểu cho luân hồi thôn phệ. Chư thiên, tinh không, đại địa, chúng sinh, toàn bộ hết thảy, đều đào thoát bất quá luân hồi, đều phải vào trong luân hồi luân chuyển. Coi như ngày xưa luân hồi địa ngục, bị bóng tối huynh đệ hội công diệt, nhưng địa ngục xác hình thành vực sâu, vẫn là mang theo kinh khủng thôn phệ chi lực. Không có Ngọc Hoàng Kính áp chế, cỗ này thôn phệ chi lực, liền bắt đầu điên cuồng bạo phát đi ra. Một màn kinh khủng xuất hiện, Lăng Tiêu Thiên Cung trong địa bàn từng tòa phù không đảo tự, như là cỗ sao chổi ô ô hướng về dưới vực sâu bay xuống mà đi, đang rơi xuống quá trình bên trong, liền đã bị cường đại thôn phệ lực lượng vỡ vụn, từng tòa phù không đảo trở nên phá thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số loạn thạch khối vụn. Phù không đảo bên trên rất nhiều võ giả, hoảng sợ kêu to, vội vàng phi thân lên, đối kháng trong thâm uyên thôn phệ lực hút, chỉ cảm thấy thân thể vô cùng trầm trọng, dưới vực sâu phảng phất có một cái bàn tay vô hình, muốn đem bọn hắn mang xuống đồng dạng. Không tốt, Ngọc Hoàng Kính bể nát. Thiên tổ chìm tiên đoán, rốt cuộc phải ứng nghiệm sao? Nếu là rớt xuống vực sâu, chẳng phải là chết không có chỗ chôn. Vô số thanh âm hoảng sợ bộc phát, dưới vực sâu có vô tận đại khủng bố, có đếm không hết ma vật, còn có viễn cổ ma thần. Trước kia thiên tổ thiết lập luân hồi địa ngục, trong địa ngục cầm tù nhốt vô số cường đại nhân vật khủng bố, những cái kia nhân vật khủng bố, tại luân hồi địa ngục sụp đổ sau, cũng chưa chết, mà là theo địa ngục cùng nhau rơi vào vực sâu, trở thành trong thâm uyên quái vật. Những quái vật này đáng sợ đến cỡ nào, không có người biết, nhưng không ai muốn nếm thử. Nhanh đi Ngọc Hoàng Thiên Môn, vào Lăng Tiêu cổ tàng. Không biết là ai hô một tiếng, tiếp đó cơ hồ tất cả mọi người, liền điên cũng tựa như hướng Ngọc Hoàng Thiên Môn phương hướng bay đi. Ngọc Hoàng Thiên Môn là một cái truyền tống môn, có thể truyền tống đi thiên tổ ngày xưa lưu lại bảo tàng địa mang, cái kia phiến bảo tàng địa mang, là trong thâm uyên duy nhất điểm an toàn. Nếu là trực tiếp rơi vào vực sâu, ngày đó đế đô có thể muốn chết, nhưng từ Ngọc Hoàng Thiên Môn tiến vào, có thừa thải chủ bị, vậy thì có chào hỏi ứng đối ma vật chỗ trống. Kỳ thực trong lúc trước mắt, Cổ Hoàng Điện, Tinh Tuyết Điện, Lăng Tiêu Thiên Cung, vạn môn vị chờ môn phái đám võ giả, sách lược tốt nhất, chính là lập tức thoát đi Lăng Tiêu Uyên thế giới, cao chạy xa bay, dạng này có thể tránh cho bị vực sâu thôn phệ nguy hiểm. Nhưng, đám người đối với Lăng Tiêu cổ tàng khát vọng, đã trở thành chấp niệm, thậm chí là tâm ma. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong, nếu như không cầm tới bảo tàng, ai cũng không muốn rời đi. Cho nên, tại Ngọc Hoàng Kính sau khi vỡ vụn, mọi người cũng không phải chạy trốn đi ngoại giới, mà là nhao nhao bay đi Ngọc Hoàng Thiên Môn, muốn từ Ngọc Hoàng Thiên Môn tiến vào vực sâu. Chìm tiên đoán cũng tại ứng nghiệm, Lăng Tiêu Uyên thế giới từng tòa phù không đảo tự, tại địa ngục thôn phệ lực hút phía dưới, như là cỗ sao chổi bay xuống xuống, rất nhiều dã thú sinh linh, cũng là kêu rên kêu thảm rơi vào vực sâu. Một chút tu vi võ giả bình thường nhóm, ngăn cản không nổi vực sâu địa ngục lực hút, trực tiếp bị hấp xả xuống, vừa rơi xuống đến trong vực sâu, liền bị bóng tối bên trong toát ra ma vật xé rách thành mảnh vụn, tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt. Răng rắc, Diệp Thần chung quanh hư không, xuất hiện từng cái khe hở, đó là vực sâu địa ngục thôn phệ lực hút mạnh mẽ quá đáng, liền thời không đều phải thôn phệ, cho nên chung quanh từng mảnh hư không, đều tại băng liệt, hướng đi hủy diệt cùng sụp đổ. Thậm chí ngay cả tia sáng, đều đào thoát bất quá vực sâu địa ngục thôn phệ, cái kia cỗ thôn phệ lực hút, thật là quá mức kinh khủng cường đại, ngay cả tia sáng đều đào thoát bất quá, toàn bộ Lăng Tiêu Uyên thế giới, tia sáng rất nhanh liền bị nuốt lấy, toàn bộ thế giới trở nên đen kịt một màu, như ngày tận thế tới. Diệp Thần trên thân còn mang theo đại đạo hào quang, hắn đạo thiên kiếm cũng còn tại phát sáng, hắn nhìn thấy Huyền Minh Điện đám người, vội vã bay tới. Huyền Minh Âm Tổ hoảng hốt vội nói, luân hồi chi chủ, người thần thông cái thế, thế mà đánh nát Ngọc Hoàng Kính. Chìm tiên đoán bởi vì ngươi ứng nghiệp, chúng ta đi nhanh đi. Nhanh vào Ngọc Hoàng Thiên Môn, bằng không chúng ta đều phải rơi vào vực sâu. Diệp Thần nhìn qua tia sáng tiêu thất, đầy trời đen như mực, nói, các ngươi đi trước, ta còn không thể đi. Hắn tế ra chủy thủ mưa quyển trục, bắt giữ thiên cơ,
khóa chặt xà thiên đế từng cái rắn độc phân thân khí tức, sau đó thôi động thần giáp mệnh tinh, cùng chủy thủ mưa dung hợp, cuối cùng đem ngàn ngàn vạn vạn thanh chủy thủ, triệt để chút xuống huy sái mà ra. Ta muốn tiêu diệt xà thiên đế, tuyệt đối không thể lại cho hắn cơ hội phục sinh. Nhân hoàng kỳ quan, đại thiên chủy thủ mưa, giết yêu trừ ma, đi thôi. Diệp thần điều động thể nội còn sót lại linh khí, thôi động chủy thủ mưa, ào ào một hồi mưa to nghiêng rơi một dạng âm thanh, ngàn vạn chủy thủ như là cỗ sao chổi bay ra, theo thần giáp mệnh tinh tia sáng phát tán ra, bao trùm toàn bộ không không lúc nào khoảng không. Giờ khắc này, toàn bộ không không lúc nào trống không người, đều thấy vĩ đại kỳ quan, thấy được từng thanh chủy thủ như sao mưa giống như rơi xuống. Diệp thần sức mạnh đã không nhiều lắm, mà chủy thủ mưa bao trùm toàn bộ không không lúc nào khoảng không, cũng có vẻ hơi bất lực, rơi xuống chủy thủ phong mang cũng không tính quá lăng lệ, thậm chí ngay cả một cái bình thường hạ vị thần đều khó mà giết chết. Nhưng muốn giết chết một con rắn độc, đó là dư xài. Xà thiên đế phân bố tại không không lúc nào khoảng không các nơi rắn độc, không chỗ che thân, từng cái toàn bộ bị diệp thần chủy thủ xuyên qua đánh giết. Diệp thần đã phong tỏa xà thiên đế khí tức, một chút thôi diễn, liền biết hắn tất cả rắn độc phân thân chỗ. Không, tiểu tử, dừng tay. Dưới vực sâu, truyền đến xà thiên đế phẫn nộ hoảng sợ tiếng giống, kỳ thực rắn độc của hắn phân thân, giống hồng quân lão tổ, mặc cho lạ thường loại này cấp bậc cao thủ, cũng có thể suy tính tinh tường mỗi một đầu phân thân chỗ, chỉ là không có thủ đoạn toàn bộ giết chết. Nhưng Diệp thần có thủ đoạn. Hắn thần giáp mệnh tinh, quang huy có thể bao trùm toàn bộ không không lúc nào khoảng không, chủy thủ mưa chỉ cần dọc theo thần giáp mệnh tinh quang, phát tán ra ngoài, liền có thể nghiêng rơi xuống toàn bộ không không lúc nào trong không gian đi. Tinh chuẩn khóa chặt xà thiên đế rắn độc phân thân, trong nháy mắt toàn bộ đánh giết. Xà thiên đế triệt để luống cuống, hắn phân thân toàn bộ bị giết chết, hắn chỉ còn lại một đạo bản thể, nếu là bản thể lại bị giết chết, hắn liền triệt để vẫn diệt, cũng không còn bất luận cái gì phục sinh khả năng. Huyền Minh Điện đám người nhìn thấy Diệp thần thủ đoạn, ngơ ngác nói không ra lời, chủy thủ này mưa kỳ quan, hỗn hợp có thần giáp mệnh tinh hào quang, thực sự quá nguy nga. Xà thiên đế chỉ còn lại một cái bản thể, bây giờ bị diệp thần đạo thiên kiếm, đính tại dưới vực sâu. Diệp thần thôi động đạo thiên kiếm, tài năng lộ rõ, muốn đem xà thiên đế bản thể, cũng cùng nhau giết chết. Kim xà thoát xác, hồn độn chi pháp. Xà thiên đế tại sống chết trước mắt, vội vàng bóp cái pháp quyết, càng là thi triển ra một loại đặc thù hồn độn chi pháp, linh hồn từ trong thân thể tránh ra, hắn vứt bỏ nhục thân không cần. Chỉ lưu lại một cái tàn hồn, kinh hoàng vô cùng muốn ra bên ngoài đào thoát mà đi. Nhục thể của hắn, hắn phân thân, đã toàn bộ bị Diệp thần phá hủy, hắn không có bất kỳ cái gì một cái phân thân, có thể mượn xác trùng sinh, chỉ còn lại một tia tàn hồn, sức mạnh thậm chí không bằng một cái hạ vị thần, có thể nói hèn mọn chật vật tới cực điểm. Nhưng cầu sinh dục vọng che giấu hết thảy, cho dù chỉ còn lại một tia tàn hồn, xà thiên đế còn muốn chạy trốn mệnh. Hắn muốn chạy trốn thoát ra vực sâu. Nhưng trong thâm uyên thôn vệ lực hút quá cường đại, hắn chỉ còn lại một tia tàn hồn, căn bản không bay ra được. Đáng chết! Rơi vào đường cùng, xà thiên đế chỉ có thể hướng về vực sâu chỗ sâu bay đi, chỉ chốc lát sau, Diệp thần liền nghe được một hồi cực đoan tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chỉ thấy vực sâu chỗ sâu, có mười mấy đầu huyết nhãn ma vật, như kiểu quỷ mị hư vô xông ra, đem xà thiên đế tàn hồn xé nát thôn vệ hết, sau đó biến mất không thấy. Hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, Diệp thần vận dụng đạo thiên kiếm, chủy thủ mưa, sức mạnh đã tiêu hao 7-8 phần, đồng thời chưa kịp ngăn cản cái gì, hắn liền trơ mắt nhìn xem xà thiên đế tàn hồn chạy ra, lại bị vực sâu ma vật xé nát nuốt luôn. Xà thiên đế chết. Huyền Minh âm tổ nhìn thấy dưới vực sâu một màn, lập tức kinh hoàng chớ định nói. Chưa hẳn, có thể còn chưa có chết. Diệp thần sầm mặt lại, bấm ngón tay tính toán. Lại cảm thấy xà thiên đế khí số chưa hết, còn có một chút yếu ớt sinh cơ tồn tại. Hắn không phải là bị ma vật xé nát nuốt lấy sao? Huyền Minh âm tổ có chút kinh ngạc đạo. Diệp thần lắc lắc đầu nói, không, có thể còn có biến số. Huyền Minh âm tổ kinh ngạc nói, còn có cái gì biến số? Hắn coi như không chết, một tia tàn hồn, còn có thể phiên thiên không thành. Vừa mới xà thiên đế tàn hồn thoát ra, cái kia tàn hồn khí tức. Đã yếu ớt đến không bằng một cái hạ vị thần, trong thâm uyên tùy tiện một đầu ma vật, cũng có thể đem xà thiên đế tàn hồn xé nát. Tình huống như vậy phía dưới, Huyền Minh âm tổ thực sự không dám tưởng tượng, xà thiên đế còn có cái gì cơ hội lật bàn. Diệp thần chỉ lắc đầu,
cũng không có phớt lờ, xà thiên đế loại này cấp bậc tồn tại, chỉ cần có từng chút một sinh cơ, đều có thể phiên thiên. Huyền Minh Âm Tổ liền vội hỏi, luân hồi chi chủ, vậy chúng ta phải làm như thế nào? Diệp Thần con mắt ngưng lại, suy xét phút chốc, nói, đi Ngọc Hoàng Thiên Môn, đi vực sâu. Dưới vực sâu, có thiên tổ lưu lại bảo tàng, bây giờ Diệp Thần quá hư nhược, hắn nhu cầu cấp bách đại lượng thiên tài địa bảo khôi phục nguyên khí, hơn nữa, tiếp xúc thiên tổ lưu lại chân bảo, hắn còn có cơ hội lần nữa cùng trời tổ câu thông. Còn có, như tường vi hỗn nguyên kim hộp, cũng tại dưới vực sâu, Diệp Thần nhất định phải tìm được. Còn muốn trảm thảo trừ căn, diệt sát xà thiên đế tàn hồn. Vừa mới có mười mấy đầu vực sâu ma vật, đem xà thiên đế tàn hồn xé nát nuốt luôn, nhưng Diệp Thần đoán chừng, xà thiên đế hẳn còn có thủ đoạn, có thể ngược lại thôn phệ ma vật, dùng ma vật huyết nhục mở rộng tự thân tàn hồn cũng không nhất định. Không tự tay diệt sát xà thiên đế, Diệp Thần tuyệt không yên tâm. Huyền Minh Âm Tổ hoảng hốt vội nói, là, nghĩ đến có thể bước vào vực sâu tầm bảo, trong mắt của hắn cũng là có chút không che giấu được hưng phấn. Đối với lục đại môn phái mà nói, Lăng Tiêu cổ tàng đã trở thành bọn hắn tâm ma chấp niệm một dạng tồn tại, Huyền Minh Điện đám người cũng không ngoại lệ, ánh mắt đều là vô cùng hừng hực, đều muốn đi tìm bảo. Mang theo ta, Trần Dạ đại nhân. Một thân ảnh vội vàng bay gần qua tới, chính là Diệp Bất Thu. Ân, Diệp Thần nhẹ nhàng gật đầu. Diệp Bất Thu nhìn xem không ngừng chìm Lăng Tiêu Uyên thế giới, khắp nơi hắc ám một mảnh, hắn biểu lộ có chút phức tạp, nói, quỷ sai nha điện. Ta những cái kia các huynh đệ, đều rơi vào vực sâu. Diệp Thần ánh mắt hơi trầm xuống, nói, bọn hắn đều đã chết sao? Diệp Bất Thu nói, là, đều tuấn đạo, xem như đã được như nguyện. Diệp Thần nói, xin lỗi, là lỗi của ta, là ta đánh nát Ngọc Hoàng Kính, khiến chìm tiên đoán ứng nghiệm. Diệp Bất Thu vội vàng nói, đó cũng không phải, Trần Dạ đại nhân, sai không ở ngươi, Ngọc Hoàng Kính kỳ thực sớm nên bể nát, là thiên tổ hạ xuống Nhật Chi Thạch, cưỡng ép vì cái này thế giới kéo dài tính mạng thôi. Diệp Thần nói, cần ta phục sinh bọn hắn. Diệp Bất Thu có chút ảm nhiên nói, không cần, bọn hắn cuối cùng tuẫn đạo, cũng coi như giải thoát rồi a. Diệp Thần nói, vậy ngươi có tính toán gì? Nghe vậy, Diệp Bất Thu ánh mắt buồn bã, trở nên có chút nóng rực lên. Nắm quyền một cái nói, trước kia Lăng Tiêu Thiên Cung khắp nơi nhằm vào ta, thậm chí phế bỏ đan điền ta, phần này nhân quả, ta nhất định phải bọn hắn hoàn lại. Ta muốn đi vực sâu tầm bảo, Trần Dạ đại nhân, nếu là có thể được cái gì cơ duyên, ta có lẽ có thể khôi phục ngày xưa thực lực. Diệp Thần khẽ gật đầu nói, tốt lắm, cùng lúc xuất phát a. Tay hắn một chiêu, thu hồi đạo thiên kiếm, liền chuẩn bị đi tới Ngọc Hoàng Thiên Môn. Lần này cùng xà thiên đế quyết chiến. Diệp Thần tiêu hao thực sự quá lớn, huyết long cùng chín thương cổ hoàng, đều tốn lực quá lớn, trước mắt cần nghỉ ngơi, tạm thời không cách nào lại giúp được hắn. Diệp Thần huyết nhục, cũng đã lâm vào tiểu tụy bên trong, bề ngoài nhìn như cái cương thi một dạng, có chút đáng sợ, hơn nữa phía trước vận dụng vĩ thú đỉnh vỡ tan mang tới phản phệ, bây giờ liền bắt đầu sôi trào. Lúc trước hắn dùng kính vạn hoa huyết nhãn huyễn thuật che giấu, nhưng theo kết thúc chiến đấu, ảo mộng phá toái. Cái kia cỗ phản vệ sức mạnh liền trọng cuốn tới, để hắn ngũ tạng lục phủ cũng là một hồi kịch liệt quặn đau. Bây giờ Diệp Thần chỉ muốn nhanh lên đi vực sâu, đi vơ vét Lăng Tiêu cổ tàng, hắn cần đại lượng thiên tài địa bảo tới khôi phục nguyên khí. Uy, không chờ ta sao? Lại là một thân ảnh bay tới, lại là Như Tường Vi. Như Tường Vi người nhẹ nhàng mà đến thời điểm, vực sâu trong địa ngục thôn vệ lực hút, không ngừng hấp xả, càng đem nàng che phủ trên người mị ma mặt nạ. Triệt để kéo rách. Mị ma mặt nạ rách dưới, Như Tường Vi chân thực bộ dáng, liền hoàn toàn hiển lộ tại mọi người trước mắt. Nàng chính là một bộ hư thối bốc mùi cương thi, Diệp Thần huyết nhục tiêu tụy phía dưới, bộ dáng đã là 10 phần kinh khủng, nhưng nàng muốn so Diệp Thần kinh khủng dữ tợn gấp trăm lần. Nàng tung bay thân tới, cái kia cỗ nồng nặc thi xú vị, liền để Diệp Thần, Diệp Bất Thu, Huyền Minh Âm Tổ chờ tất cả mọi người đều cảm nhận được khó chịu. Diệp Thần cùng Diệp Bất Thu sớm biết Như Tường Vi chân thực thân phận, cho nên nhìn thấy nàng biểu lộ nguyên hình, cũng không kinh hoàng. Nhưng Huyền Minh Điện tất cả mọi người, liền bị dọa không nhẹ. Lăng Tiêu Uyên thế giới đệ nhất đại mỹ nữ, thế mà đột nhiên liền biến thành một bộ cương thi, cho dù ai đều không thể tiếp nhận. Huyền Minh Điện thiếu chủ Tô Vô Thương triệt để choáng váng, hốt hoảng lui lại hai bước, nhìn xem Như Tường Vi nói. Như Tâm, ngươi như thế nào? Người bị vực sâu tà ma xâm lấn. Như Tường Vi trong đồng tử quỷ hỏa nhảy lên,
tràn ngập trí tuệ cùng tinh lượng thần thái, nhếch môi cười nói, không có a, Tô thiếu chủ, đây chính là ta hình dáng, không có hủ đến ngươi đi. Tô Vô Thương từng vô cùng yêu như Tường Vi, coi là thiên nhân, lúc này gặp đến trong mộng của mình nữ thần biến thành một bộ cương thi, hắn cũng không còn cách nào nhẫn nại, quay đầu đi Hoa Lạp một chút nôn mửa ra. Ha ha, như Tường Vi nhìn không được bật cười, người cái gọi là ưa thích, chỉ là thích ta bề ngoài. Tô Vô Thương không nói gì với nhau, chỉ là nôn mửa. Huyền Minh Âm Tổ ngược lại là nhìn ra một chút thiên cơ, nghiêm nghị nói, như tâm thánh nữ, ngươi. Ngươi là ngày xưa luân hồi địa ngục quỷ sai. Như Tường Vi cười nói, đừng quản ta, nhanh đi Ngọc Hoàng Thiên Môn A, các ngươi phải xuống tìm một chút thiên tài địa bảo cho luân hồi chi chủ dưỡng sinh mới được, bằng không thì hắn cũng muốn giống như ta, biến thành một bộ cương thi, ha ha. Đại chiến sau khi kết thúc Diệp Thần, trạng thái vô cùng hỏng bét. Huyền Minh Âm Tổ không dám thất lễ, nói, là. Liền vội vàng phái người đỡ lấy Diệp Thần, cấp tốc hướng về Ngọc Hoàng Thiên Môn bay đi. Nếu Tường Vi cùng Diệp Bất Thu, theo tại Diệp Thần tả hữu. Người mỗi lần cùng người đánh nhau, đều cần thảm liệt như vậy sao? Nếu Tường Vi nhìn xem Diệp Thần tiểu tụy huyết nhục, cau mày hỏi. Không sai biệt lắm, ta gặp phải địch nhân, cũng là đỉnh cấp cường giả, muốn thắng chỉ có thể liều mạng. Diệp Thần nhếch nhếch miệng, có chút bất đắc dĩ nói. Nếu Tường Vi ha ha cười cười nói, thảm như vậy, ân, nếu là ngươi có thể giết chết Lăng Tiêu Thiên Tôn, cướp được hắn Nhật Chi Thạch, tình trạng có lẽ sẽ tốt một chút. Diệp Thần nói, a, à, vừa mới Ngọc Hoàng Kính sau khi vỡ vụn, Lăng Tiêu Thiên cùng đám người, bao quát Lăng Tiêu Thiên Tôn cùng Lăng Tinh Cách ở bên trong, đều bằng nhanh nhất tốc độ, bay đi Ngọc Hoàng Thiên Môn, tiến vào vực sâu tầm bảo. Trước đây chiến đấu, Diệp Thần vốn là thiếu chút nữa thì có thể giết chết Lăng Tiêu Thiên Tôn, nhưng cái sau nắm giữ Nhật Chi Thạch, dựa vào Nhật Chi Thạch thần quang nổ tung uy năng, may mắn chạy thoát. Cái kia Nhật Chi Thạch năng lượng, đích thật là vô cùng dồi dào bàng bạc, năng lượng thần quang nổ tung hết, thậm chí đem Diệp Thần chế tạo ra rất nhiều địa ngục kỳ quan, đều xé nát. Nếu Tường Vi nói, Nhật Chi Thạch thế nhưng là đồ tốt, có thể cho ngươi cung cấp đầy đủ năng lượng, như vậy ngươi về sau cùng người chiến đấu cũng sẽ không như hôm nay cố hết sức như vậy. Nhật Chi Thạch năng lượng, so với Tinh Chi Thạch, Nguyệt Chi Thạch chờ cộng lại còn muốn hừng hực, Lăng Tiêu Thiên Tôn chỉ là có thể điều động 1%, cũng đủ để che đậy toàn bộ Lăng Tiêu Uyên thế giới, nếu là Nhật Chi Thạch năng lượng toàn bộ phát huy, có trời mới biết sẽ có cỡ nào kinh khủng. Diệp Thần nói, mấy người đi đến dưới vực sâu lại nói. Bây giờ Lăng Tiêu Thiên Tôn, Lăng Tinh Cách cùng Lăng Tiêu Thiên Cung rất nhiều đệ tử, các đại môn phái các cường giả cũng đã tiến vào vực sâu, Diệp Thần tự nhiên cũng không thể rớt lại phía sau quá nhiều, bằng không bảo tàng đều muốn bị người vơ vét đi. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thiên tài địa bảo, để cho hắn khôi phục nguyên khí, hắn có lòng tin đánh chết Lăng Tiêu Thiên Tôn, tiêu diệt Xà Thiên Đế tàn hồn, đó cũng là dễ như trở bàn tay. Lập tức, Diệp Thần, Nếu Tường Vi, Diệp Bất Thu, Huyền Minh Âm Tổ, Tô Vô Thương đám người, liền đi tới Ngọc Hoàng Thiên Môn chỗ, chỉ thấy Ngọc Hoàng Thiên Môn phụ cận, không có một ai. Tất cả mọi người đều đã dọc theo thiên môn, truyền tống vào vực sâu. Ngọc Hoàng Kính phá toái sau đó, trong thâm uyên ma khí, không ngừng sôi trào đi lên, cũng tại bên trên bầu trời, tạo thành một cỗ hắc khí vòng xoáy, ầm ầm nổi lên âm lôi, tràng diện có chút hùng vĩ. Giống, ngay tại Diệp Thần bọn người, cũng chuẩn bị bước vào Ngọc Hoàng Thiên Môn thời điểm, lại nghe được dưới vực sâu, truyền ra một đạo cuồng bạo tiếng gầm gừ. Đây không phải là yêu thú ma vật gào thét, là người gào thét. Diệp Thần lỗ tai khẽ động, nghe ra là Hắc Ám huynh đệ hội vị thiên tài kia, Dã Minh Phong tiếng giống, trước kia luân hồi địa ngục sụp đổ, hắn cũng cùng theo té xuống, cho tới hôm nay đều không thể đi ra, cũng không có Hắc Ám huynh đệ hội người tới cứu hắn. Cỗ này đột một tiếng gầm gừ, làm cho Huyền Minh điện đám người cũng là có chút điểm kinh hãi, bất quá Lăng Tiêu cổ tàng dụ hoặc thực sự quá lớn, coi như dưới vực sâu có nguy hiểm gì đồ vật, đều không thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Thậm chí, Huyền Minh điện đám người không đợi Diệp Thần phân phó, lại chính mình trước tiên bước vào Ngọc Hoàng Thiên trong môn phái. Diệp Bất Thu quát lên, uy, các ngươi có hay không chủ thứ? Trần Dạ đại nhân đều còn không có đi vào, các ngươi dám vượt lên trước. Diệp Thần khoát khoát tay, cũng không dự định tính toán, nói, tính toán, bọn hắn tầm bảo sốt ruột, lòng ngứa ngáy khó nhịn, ép không được. Hắn cũng không có để ý quá nhiều, tại Huyền Minh điện đám người tiến vào sau. Chính mình cũng bước vào Ngọc Hoàng Thiên trong môn phái, Diệp Bất Thu theo sát phía sau. Nếu Tường Vi nhìn xem phiến môn hộ này,
có chút xúc động bộ dáng, lẩm bẩm nói, huynh. Mộng, các ngươi có từng hối hận qua? Sau đó, nếu Tường Vi khẽ gật đầu một cái, cũng bước vào Ngọc Hoàng Thiên Môn. Diệp Thần, Diệp Bất Thu, nếu Tường Vi ba người, đều thông qua Ngọc Hoàng Thiên Môn, chuyển đến dưới vực sâu. Một bước vào vực sâu, ba người liền cảm thấy cơ thể một hồi trầm trọng, đó là bởi vì mảnh này vực sâu, là đã từng luân hồi địa ngục xác biến thành, là luân hồi địa ngục phế tích, còn lưu lại rất nhiều địa ngục ma đạo pháp tắc. Địa ngục lực hút, muốn so đồng dạng thời không trầm trọng rất nhiều, tột cùng nhất thời điểm, luân hồi địa ngục mang theo một cỗ không thể dẫy dụa sức mạnh, bất luận cái gì linh hồn rơi xuống đến trong địa ngục, liền không thể dựa vào chính mình sức mạnh đào thoát đi ra, chỉ có thể một mực bị nhốt trong địa ngục. Thẳng đến thiện ác thẩm phán kết thúc, thiện giả vào thiên quốc, ác giả vào luân hồi. Cho nên, bây giờ Diệp Thần bọn người đi vào, liền cảm nhận được một cỗ dị thường trọng lực, linh hồn phảng phất đều muốn bị lôi kéo đến thình thịch rơi xuống đất. Diệp Thần bản thân liền là luân hồi chi chủ, hắn luân hồi huyết mạch sức mạnh, thoáng vận chuyển một chút, rất nhanh liền thích ứng hoàn cảnh chung quanh, địa ngục với hắn mà nói, đơn giản chính là gia viên của mình đồng dạng, mảnh này vực sâu trong phế tích lưu lại địa ngục ma đạo pháp tắc. Lục đạo luân hồi các loại, hắn vô cùng quen thuộc. Diệp Bất Thu cùng như Tường Vi hô hấp thổ nạp, vận chuyển điều chỉnh, cũng thích ứng rất nhanh vực sâu hoàn cảnh. Nơi này, bảo tàng quả nhiên không thiếu. Diệp Thần con mắt híp lại, đánh giá chung quanh, chỉ thấy hoàn cảnh chung quanh, giống một hang động dưới lòng đất, có một đầu sông ngầm dưới lòng đất đang chảy, một mảnh ẩm ướt rét lạnh chi khí. Tại trong suốt nước sông phía dưới, phủ kín màu vàng nguyên ngọc cùng bảo thạch. Số lượng không biết có bao nhiêu, hai bên bờ sông ven đường mọc đầy hoa hoa thảo thảo, mỗi một gốc hoa cỏ cũng là quý giá dược liệu, linh khí mờ mịt, sương mù tràn ngập. Địa quật bốn vách tường phía trên, điêu khắc đủ loại bích họa, những bích họa kia đều cùng thiên tổ có liên quan, ghi lại thiên tổ ngày xưa quang huy chuyện cũ, có chút là thiên ngoại thế giới huyền bí, trên vách động lại nạm từng khỏa minh châu bảo thạch, đong đưa mắt người hoa. Cái này rất nhiều thiên tài địa bảo, đều không phải là tự nhiên hình thành. Là thiên tổ khí tức ngưng kết mà thành. Thiên tổ từng tại trong địa ngục ở qua, hắn ngồi xếp bằng, hắn tản ra khí tức, chính là vô thượng bảo khí, cỏ dại lây dính, sẽ lột xác thành kỳ chân dược liệu. Trong đầu của hắn hồi ức, lại biến thành bích họa, quan sát bích họa có thể lĩnh hội vô thượng đại đạo. Khi hắn nhớ lại cùng rất nhiều trụ thần chiến đấu, những cái kia trong chiến đấu xuất hiện qua binh khí pháp bảo, đủ loại bí thuật, thì sẽ từ trong đầu của hắn chiếu hình ra, biến thành chân thực, thế là luân hồi trong địa ngục, liền nhiều hơn vô tận thần binh lợi khí cùng thần thông bí thuật. Thiên tổ cường đại, liền lớn mạnh đến mức này, nhất niệm sinh hóa ngàn vạn, tạo hóa ra vô tận bảo bối. Ngày xưa luân hồi địa ngục cùng hắc ám huynh đệ hội chiến đấu, những bảo bối kia đã hư hại rất nhiều, tại năm tháng vô tận mài mòn phía dưới, lại hư hại không thiếu, nhưng còn dư lại bảo vật, cũng là vô cùng phong phú, đủ để cho thiên đế cũng vì đó thèm nhỏ dãi. Diệp Thần liền thấy. Huyền Minh âm tổ, Tô Vô Thương mấy người Huyền Minh điện đám người, từng cái đỏ hồng mắt, phảng phất đã mất đi lý trí, nhìn thấy chung quanh chân bảo sau, bọn hắn liền cùng nhìn thấy thức ăn chó hoang đồng dạng, điên cuồng nhào tới nhặt. Cha, phía trước còn có càng nhiều bảo tàng, chúng ta nhanh đi cướp a. Bằng không thì muốn bị những môn phái khác người cướp đi. Tô Vô Thương chỉ về đằng trước, nơi này bảo tàng cũng không tính nhiều, phía trước còn có càng sáng chói bảo quang lập lòe, hắn vô cùng hưng phấn. Hảo. Huyền Minh âm tổ cũng là cuồng nhiệt gật đầu, lập tức liền mang theo Huyền Minh điện đám người cấp tốc đi tới cướp đoạt, hoàn toàn không để ý Diệp Thần vẫn là trạng thái hư nhược. Bọn hắn đều điên rồi. Nếu Tường Vi cau mày nói. Diệp Thần nói, mặc kệ hắn nhóm đi thôi, các ngươi thay ta hộ pháp, ta cần điều tức. Nếu Tường Vi cùng Diệp Bất Thu gật gật đầu, liền thủ hộ tại bên cạnh Diệp Thần, hai người nhìn thấy bảo tàng cũng là có chút điểm hưng phấn. Nhưng không giống Huyền Minh Điện cùng những môn phái khác người điên cuồng như vậy, còn có thể duy trì lý trí cùng tỉnh táo. Diệp Thần khoanh chân ngồi xuống, ổn định lại tâm thần, vận chuyển luân hồi pháp, liền bắt đầu điều tức khôi phục. Sau đầu của hắn, ẩn ẩn hiện ra một cái trong suốt luân hồi bàn, hiện đầy phù văn huyền ảo, luân hồi bàn chuyển động, tản mát ra một cỗ cường đại thôn phệ chi lực, liền bắt đầu thôn phệ chung quanh thiên tài địa bảo linh khí. Bờ sông từng cây kỳ hoa dị thảo dược liệu. Trong nước sông rất nhiều nguyên ngọc bảo thạch, linh khí đều bị Diệp Thần cấp tốc thôn phệ, hóa thành tinh thuần chất dinh dưỡng, tư dưỡng thân thể của hắn. Diệp Thần rất rõ ràng, chính mình nhất định phải mau chóng khôi phục thực lực, đã như thế, mới có thể ở mảnh này vực sâu đặt chân. Hắn vừa mới truyền tống xuống,
luân hồi khí tức, nhất định là kinh động người bên ngoài, Lăng Tiêu Thiên Tôn, Lăng Tinh Cách, Xà Thiên Đế, các đại môn phái người, chắc chắn đều có thể bắt được khí tức của hắn. Đám người vội vàng tranh đoạt bảo tàng, không có để ý hắn mà thôi, nếu như chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, chỉ sợ sẽ có một phen tranh đấu. Diệp Thần hoàn toàn tĩnh hạ tâm, liền có thể bắt được mảnh này thâm uyên chủng loại biến hóa rất nhỏ, tại hắn phụ cận, rất nhiều hoa cỏ dược liệu đều khô héo, nguyên ngọc bảo thạch cũng hao hết tinh hoa trở nên ảm đạm, tất cả năng lượng đều bị hắn hấp thu. Phía sau hắn cách đó không xa, là một cái ám kim sắc như vòng xoáy một dạng truyền tống lỗ hổng, đạo này truyền tống vòng xoáy, liên thông Ngọc Hoàng Thiên Môn, có thể xuôi theo này đường cũ trở về. Thần thức khuếch tán ra, Diệp Thần liền thấy phía trước xa xa vực sâu, các đại môn phái đám võ giả, đều đang điên cuồng tranh đấu đánh giết lấy, tranh đoạt đủ loại thần binh lợi khí, thuật pháp bí tịch, dược liệu chân quý các loại, đã hoàn toàn là vạch mặt bộ dáng, cũng không còn trước đây hòa khí. Mảnh này Lăng Tiêu cổ tàng bảo tàng địa mang, ước chừng có phương viên trăm dặm, thiên tổ trước kia lưu lại chân bảo, chín thành đều ở nơi này, còn có một số tán lạc tại vực sâu các nơi. Mảnh này bảo tàng địa mang, vốn là có một tầng cấm chế, bao phủ lại phiến khu vực này, tránh ma vật xâm lấn, nhưng ở Ngọc Hoàng Kính sau khi vỡ vụn, cấm chế sức mạnh tựa hồ cũng bị suy yếu, vực sâu các nơi ma vật, giống ngửi được mùi máu tươi cá mập, điên cuồng hướng tới phiến khu vực này vọt. Lập tức liền để vốn là hỗn loạn bảo tàng địa mang, trở nên hỗn loạn hơn. Diệp Thần một bên điều thức khôi phục, một bên cảm giác vực sâu thế cục biến hóa, đồng thời nếm thử bắt giữ Xà Thiên Đế cùng Hỗn Nguyên Kim Hộp khí tức. Diệp Thần có thể chắc chắn, Xà Thiên Đế còn không có triệt để chết, còn có sinh cơ tồn tại, nhưng vực sâu hỗn loạn, khắp nơi hắc ám, trong lúc nhất thời, hắn cũng không cách nào bắt được Xà Thiên Đế tàn hồn chỗ. Đến nỗi như Tường Vi Hỗn Nguyên Kim Hộp, vậy càng là thiên cơ phiêu miểu, Diệp Thần tìm không được chút nào dấu vết, rất là bí mật. Hắn khẽ nhíu mày một cái, nhưng trong lúc trước mắt, cũng gấp gáp không thể, liền tĩnh tâm khôi phục tự thân nguyên khí. Rất nhanh, chung quanh rất nhiều thiên tài địa bảo, linh khí liền bị Diệp Thần thôn phệ hầu như không còn, hắn tiểu tụy huyết nhục khôi phục một chút, chỉnh thể trạng thái khôi phục khoảng 3 phần 10, còn xa xa không đủ. Chỗ này bảo tàng cũng không nhiều, cho nên các đại môn phái người, thậm chí không có vơ vét bao nhiêu, liền trực tiếp đi phong phú hơn bảo tàng địa mang tranh đoạt. Diệp Thần đem chung quanh thiên tài địa bảo, linh khí đều nghiền ép sạch sẽ, trạng thái cũng liền khôi phục khoảng 3 phần 10. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 577.